Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1176, việc nhân đức không nhường ai, lợi ích cộng hưởng. Chử Vận Phong cũng không ngờ Vương Tử Quân mở lời trực tiếp như vậy, tuy trong lòng rất thừa nhận lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng đề nghị này có hơi quá. Dù thế nào thì Thích Phúc Lai cũng là người khó thể bỏ qua công lao ở Lâm Hồ, nếu vì một chuyện nhỏ như vậy mà di rời vị trí của Thích Phúc Lai, không phải là bé xé ra to sao? Nhưng Chử Vận Phong căn bản không thể nào nói ra những lời này, lão và Thích Phúc Lai có quan hệ thân mật với nhau, ai cũng hiểu rất rõ ràng. Bí thư Vương, anh nói như vậy thật sự có hơi quá. Thích Phúc Lai thật sự khó thể nào trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng hình phạt như vậy là quá nghiêm khắc. Mặc dù giết một người gian dạy trăm người là kết quả rất tốt, thế nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét lại, thường thì hăng quá sẽ hóa dở. Lục Trạch Lương thấy người chung quanh trầm mặc không nói, thế là nhanh chóng lên tiếng. Lục Trạch Lương mở miệng nhanh chóng nhận được hưởng ứng tích cực từ Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc cũng nói. Bí thư Diệp, Chủ tịch Chử, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Lục. Vì chúng ta bồi dưỡng một cán bộ căn bản không dễ dàng gì, chúng ta vừa phải đả kích vừa bảo vệ đồng chí của mình, như vậy các đồng chí mới có tính tích cực công tác, không vì một sai lầm nhỏ mà chối bỏ tất cả. Hai năm qua thành phố Lâm Hồ phát triển rất mạnh, thành tích quá rõ ràng, nếu như vì một chuyện nhỏ như vậy mà miễn đi chức vụ của bí thư Thích, như vậy có sinh ra hậu quả làm cho các đồng chí cảm thấy tâm ý nguội lạnh hay không? Hai người Lục Trạch Lương và Diêu Trung Tắc cùng nhau lên tiếng, Chử Vận Phong chợt thả lỏng hơn một chút. Lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi rồi trầm giọng nói. Chuyện này ý kiến của bí thư Vương căn bản là rất sắc bén, nhưng cũng có chỗ tốt. Chẳng qua bí thư Diêu nói cũng rất đúng, chúng ta cần phải phê bình giáo dục đồng chí của mình, còn phải bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ có cơ hội và không gian phát triển. Đối với sự kiện này tôi cảm thấy chỉ nên cảnh cáo đảng với đồng chí Thích Phúc Lai mà thôi. Ý kiến của Diệp Thừa Dân căn bản là trọng tâm, vì vậy cũng không ai bày ra ý kiến bất đồng, xem như sự việc được giải quyết. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, sau đó nói tiếp. Nếu bí thư Diệp đã cho ra chỉ thị, tôi chỉ có thể phục tùng. Nhưng là một người lãnh đạo trực tiếp của khối tư pháp thị ủy Lâm Hồ, tôi cho rằng bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Vạn Thạch Tắc căn bản không thể trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này sở dĩ không được giải quyết trong thời gian dài cũng có liên quan rất lớn đến sự qua loa chủ quan của Vạn Thạch Tắc. Vì vậy đối với một người lãnh đạo trực tiếp như Vạn Thạch Tắc, tôi cảm thấy nên xử lý cực kỳ nghiêm túc. Xử lý nghiêm túc Vạn Thạch Tắc thì Thích Phúc Lai sẽ thoát thân, thế nhưng Lục Trạch Lương vẫn căn bản cảm thấy không muốn. Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, thế là thản nhiên nói. Bí thư Vương, theo anh thì chúng ta nên xử lý đồng chí Vạn Thạch Tắc thế nào cho ổn thỏa? Miễn chức. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Lục Trạch Lương rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Lại là miễn chức, Vương Tử Quân có phải là kẻ thù của thành phố Lâm Hồ hay không, vừa rồi muốn di rời bí thư thị ủy, bây giờ lại vung dao chém bí thư ủy ban tư pháp thị ủy. Vào hội nghị thường ủy lần trước Lục Trạch Lương căn bản chịu quá nhiều thiệt thòi trong tay của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy hôm nay là cơ hội cho mình. Lục Trạch Lương trầm giọng nói. Bí thư Diệp nói rất rõ ràng, hội nghị hôm nay chủ yếu giải quyết hai vấn đề trọng điểm. Theo tôi thấy hai vấn đề này, một là xử lý cán bộ lãnh đạo thành phố Lâm Hồ, thứ hai chính là xử lý và cổ vũ phải đi đôi với nhau. Tôi mãnh liệt phản đối phương án xử lý chỉ nghiêng về phía trừng phạt cán bộ của đồng chí Vương Tử Quân. Phương pháp này nhìn qua tuy rất nghiêm túc thế nhưng thực tế lại căn bản không chịu trách nhiệm với đồng chí của mình. Tôi cho rằng đồng chí Vạn Thạch Tắc dù có sai lầm ở sự kiện này, thế nhưng còn chưa đến mức bị miễn chức. Lục Trạch Lương quả nhiên là lão quan liêu. Lúc này nói đến hai vấn đề của hội nghị, căn bản nói ra một tràng, cực kỳ có lý lẽ. Chử Vận Phong trước kia từng là bí thư thị ủy Lâm Hồ, lão căn bản không tiện mở miệng, gương mặt lại cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác thẹn quá hóa giận. Mặc dù cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ thật sự có trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng Vương Tử Quân ra tay hình như có chút quá mức. Lục Trạch Lương mở miệng phản bác cũng xem như lời an ủi với Chử Vận Phong. Nhưng lúc này lão cũng không cho ra ý kiến gì, nếu không người ta sẽ cho rằng lão thiên vị thành phố Lâm Hồ, thế cho nên chỉ đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân. Lúc này gương mặt Diệp Thừa Dân cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, cũng có chút tức giận vì tình huống hiện tại trong phòng làm việc của mình. Ý kiến của Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương căn bản là đối chọi gay gắt với nhau.
Đồng chí Tử Quân, ý kiến của trưởng phòng Lục cũng rất có đạo lý, tôi thấy hay là thế này, chúng ta xử lý đồng chí Vạn Thạch Tắc cũng giống như đồng chí Thích Phúc Lai, cũng cảnh cáo đảng với đồng chí Vạn Thạch Tắc. Diệp Thừa Dân châm trước mãi cuối cùng cũng nói ra ý kiến xử lý của mình, mà lời nói của lão làm cho bầu không khí ngưng trọng trong phòng cuối cùng cũng có chút sinh động. Diêu Trung Tắc cười cười nói, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư, xử lý như vậy có hai tác dụng, một là bảo vệ tính tích cực của đồng chí của mình, hai là cảnh cáo để tự rút ra bài học cho công tác sau này. Tôi đề nghị đồng chí trưởng phòng Lục chịu trách nhiệm trò chuyện với các đồng chí thành phố Lâm Hồ, xem như cổ vũ và thúc giục bọn họ. Bí thư và phó bí thư đã lên tiếng xem như sự việc đã được kết luận, Lục Trạch Lương cảm thấy có chút vui sướng, mặc dù mình cũng có chút hao binh tổn tướng nhưng kết quả không quá xấu, vẫn xem như là thắng lợi. Ngay sau đó Lục Trạch Lương nhanh chóng nói theo Diêu Trung Tắc. Tôi sẽ nhanh chóng đi theo sắp xếp của hai vị lãnh đạo, sẽ nhanh chóng thông báo cho hai đồng chí thành phố Lâm Hồ đến nói chuyện. Lục Trạch Lương nói xong xem như đã đóng chiếc đinh cuối cùng trong phương án thảo luận xử lý Lục Trạch Lương và Vạn Thạch Tắc. Sau khi nói xong thì hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, anh cũng nên quan tâm đến công tác của Ủy ban Tư pháp Lâm Hồ, cũng nên gõ lên đầu của Vạn Thạch Tắc, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ. Vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm lạnh lùng, hai đề nghị của hắn đều bị bỏ qua, hầu như là áp chế với uy vọng của hắn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trạch Lương, sau đó chợt trầm giọng nói. Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi giữ lại ý kiến của mình ở phương diện xử lý hai đồng chí Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc, thế nhưng tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ý kiến của mình. Tôi cũng không hiểu rõ, xảy ra chuyện như thế này, lãnh đạo thành phố Lâm Hồ chỉ bị xử phạt cảnh cáo là xong sao? Xử lý như vậy rõ ràng là chuồn chuồn lướt nước, chẳng lẽ thành phố Lâm Hồ là đặc thù, lãnh đạo của bọn họ chính là hổ không được sờ mông sao? Vương Tử Quân nói làm cho vẻ mặt đám người ngồi trong phòng chợt biến đổi, đặc biệt là Trử Vận Phong, gương mặt càng thêm khó coi. Tuy lão cũng hiểu vì mình từng là bí thư thị ủy Lâm Hồ thế nên có rất nhiều người tỏ ra kính trọng nơi này. Nhưng thái độ này là mọi người lòng dạ hiểu rõ, không ai nói ra bên ngoài. Nhưng Vương Tử Quân lại không giống như vậy, hắn không cố gắng che giấu, trực tiếp ném vấn đề này ra mặt bàn. Mặc dù Trử Vận Phong tự vấn lòng cảm thấy thành phố Lâm Hồ cũng không nên cứ mãi che giấu chuyện xấu trong nhà, thế nhưng Vương Tử Quân dõng dạc chất vấn lại làm cho mặt lão nóng bừng bừng. Nguồn T, U, N, G, H, O, A, N, H, C, O, M. Trử Vận Phong rất muốn mở miệng dùng ngôn từ chính nghĩa để phản kích, thế nhưng lại không biết nói gì cho phải. Dù sao thì bây giờ cùng càng gia tăng luận điểm của Vương Tử Quân. Đồng chí Tử Quân, lời này của anh căn bản là có chút qua loa. Thành phố Lâm Hồ làm sao? Tỉnh Nam Giang có 12 thành phố, trong tỉnh đối xử với các thành phố là như nhau, tuyệt đối không thiên vị địa phương nào, càng không cho lãnh đạo thị ủy bày ra thái độ là hổ dữ không được phép sờ mông. Anh lên tiếng căn bản là có chút thành kiến, tôi đề xuất phê bình anh. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân rất nghiêm túc, lão trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân nếu không mở miệng thì Diêu Trung Tắc cũng sẽ mở miệng, dù sao thì lời nói của Vương Tử Quân cũng dồn Trử Vận Phong vào trong góc, nếu như Diêu Trung Tắc không mở miệng giải vây, chỉ sợ Trử Vận Phong sẽ rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ. Nhưng Diêu Trung Tắc cũng biết mình mở miệng căn bản không phù hợp. Vì vậy luôn quan sát gương mặt lãnh đạo để nghĩ xem nên mở miệng thế nào cho phải. Xem ra lúc này Diệp Thừa Dân vẫn còn giữ ánh mắt đại cục, khi chính mình đang cực kỳ khó xử thì bí thư Diệp đã mở miệng nói thay cho Chủ tịch Trử Vận Phong. Diệp Thừa Dân nói thì tất nhiên sẽ có uy lực hơn mình rất nhiều. Lúc này gương mặt Trử Vận Phong mới dễ dàng hơn một chút, lão đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, ánh mắt có vài phần cảm kích. Sau đó lão lên tiếng nói với Vương Tử Quân. Đồng chí Tử Quân, tôi biết rõ anh nói những lời như vậy là phê bình tôi căn bản cũng cho rằng anh từ góc độ công tác mà cho ra lời phê bình như vậy. Tôi xin bày tỏ rõ ràng, tuy tôi công tác nhiều năm ở thành phố Lâm Hồ, cũng có cảm tình với thành phố Lâm Hồ, thế nhưng tôi là Chủ tịch tỉnh Nam Giang, sẽ đối đãi các thành phố trong tỉnh Nam Giang như nhau. Trử Vận Phong nói không quá lớn, thế nhưng thái độ lại cực kỳ rõ ràng. Điều này làm cho Vương Tử Quân có chút mâu thuẫn, còn Lục Trạch Lương thì tỏ ra sảng khoái. Nhưng Diêu Trung Tắc làm phó bí thư và cảm thấy không đúng, tuy lão chỉ tiếp xúc với Vương Tử Quân hơn nửa năm,
thế nhưng lão căn bản hiểu rõ Vương Tử Quân là hạng người gì. Tuy đối phương còn trẻ nhưng căn bản không phải là người dễ xúc động, là hạng người cực kỳ âm trầm, vì sao hôm nay lại có bị ẻo hiện như vậy? Đối phương căn bản là quá khác thường, Diêu Trung Tắc là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, lão cảm thấy khó thể nào tin nổi, có chút nghi ngờ. Lúc này Vương Tử Quân đã nói ra nhiều lời không hay, đây rõ ràng là hành vi khác thường. Vương Tử Quân đang định làm gì? Hoắc Quang Lĩnh không lên tiếng, hắn có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, lúc này cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho minh hữu của mình. Mặc dù có nhiều quan điểm hắn không nhất trí với Trử Vận Phong, thế nhưng vẫn cực kỳ bội phục thái độ công tác của Chủ tịch tỉnh. Lúc này Vương Tử Quân đã hai lần nắm chặt công tác của thành phố Lâm Hồ để nã pháo vào Trử Vận Phong, điều này làm cho hắn thầm nghĩ, không lẽ Vương Tử Quân giận hóa mất khôn sao? Trước đó Vương Tử Quân có ý kiến với Trử Vận Phong, Hoắc Quang Lĩnh căn bản không thể nói gì được, vì Vương Tử Quân đứng trên vị trí cao thượng. Nhưng bây giờ ý kiến của anh rõ ràng là không thích hợp, hắn và Vương Tử Quân ngồi gần bên nhau, thế nên không khỏi dùng chân khẽ khều chân của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Quang Lĩnh, trong mắt có chút cảm kích. Dù sao thì Hoắc Quang Lĩnh nhắc nhở cũng là vì muốn tốt cho mình, nhưng sự việc đã đến mức này, hắn nhất quyết không từ bỏ ý đồ. Chủ tịch Trử, tôi vừa rồi cho ra ý kiến không phù hợp, ngài nói ngài đối đãi với các thành phố trong tỉnh là như nhau, tôi cho rằng những lời này là thật. Nhưng tôi nói thành phố Lâm Hồ là hổ không cho ai sờ mông, điều này cũng không phải không có lý do. Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt thay đổi chủ đề. Vừa rồi Bí Thư Diệp đã cho ra phương án xử lý những người tương quan trách nhiệm trong sự kiện này, tôi căn bản không có ý kiến gì. Nhưng còn có một vấn đề tôi cần phải nói ra. Đó chính là tác phong của Cục Công an thành phố Lâm Hồ có tồn tại nhiều vấn đề không nhỏ trong sự kiện này. Nếu chúng ta muốn chỉnh đốn tác phong của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, nhất định phải cho một người không mấy liên quan đến thành phố Lâm Hồ đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an Lâm Hồ, sẽ tiến hành một đợt chỉnh đốn cực kỳ nghiêm túc hàng ngũ Cục Công an thành phố. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì đưa mắt nhìn Trử Vận Phong, sau đó gằn từng chữ nói. Chủ tịch Trử, ngài cảm thấy đề nghị của tôi có thể thực hiện được không? Trử Vận Phong là người thông minh, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân đặt câu hỏi và cảm thấy cứng họng. Nhưng lúc này lão đã ở trên vị trí khó thể đi xuống, thế nên cũng có chút dao động. Lão căn bản không do dự mà trầm giọng nói. Thật sự cần phải có hành động phục hồi tình kỷ luật công tác của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, tôi đồng ý điều phối cho Cục Công an thành phố Lâm Hồ một vị cục trưởng để xử lý các vấn đề tồn đọng. Lục Trạch Lương và Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Tuy bọn họ không cam lòng ném đi quyền bổ nhiệm vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ, thế nhưng lúc này Trử Vận Phong đã đồng ý, bọn họ cũng không thể phản đối. Khi Diêu Trung Tắc chuẩn bị mở miệng thì Diệp Thừa Dân đã vỗ bàn nói. Bí thư Tử Quân, tôi hy vọng sau này anh bày tỏ ý kiến cần phải chú ý ngôn từ. Còn vấn đề Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ nó thuộc về phạm vi quyền hạn của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, anh cũng không nên ném vấn đề như thế này lên hội nghị thảo luận hôm nay. Diệp Thừa Dân phê bình Vương Tử Quân, thế nhưng có ai nơi đây là kẻ ngu? Đây không phải đang cùng hát ca với Vương Tử Quân sao? Diệp Thừa Dân phê bình như vậy rõ ràng ném quyền lực bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an vào trong tay Vương Tử Quân, nhưng không cho phép bất kỳ người nào đứng lên phản đối. Chương 1177, một nước chảy đá mòn. Hội nghị tiến hành đến lúc này thì xem như đã xong, sau khi cho ra quyết định thì đám người Trử Vận Phong rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân đi đằng sau Trử Vận Phong, hắn nhìn hình bóng cao ngất của Trử Vận Phong, cũng cảm thấy có chút áy náy với đối phương. Sau hơn nửa năm tiếp xúc thì Vương Tử Quân cảm thấy Trử Vận Phong có chút cố chấp, cũng là người bao che khuyết điểm. Thế nhưng cũng là một vị chủ tịch tỉnh hết lòng hết sức vì công tác. Lần này hắn vì đạt được mục đích của mình mà không thể không áp dụng một thủ đoạn nho nhỏ. Nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không hối hận, hắn đã thấy rõ vấn đề của thành phố Lâm Hồ, hắn cần phải tiến lên xé toạc tấm màn che. Hắn tuyệt đối không thể không buông tha cho vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì vị trí này cũng có tác dụng quá lớn. Bí thư Tử Quân, Hoắc Quang Lĩnh đi phía sau khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân. Tuy chỉ là một lời nói thế nhưng Vương Tử Quân lại thấy được sự quan tâm của Hoắc Quang Lĩnh, hắn khẽ gật đầu cười cười nói. Không có chuyện gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng hiểu ý đi xuống lầu.
Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương trầm mặt đi phía sau. Trước khi mở hội nghị thì hai người bọn họ cũng không quan tâm đến sự kiện điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì nó chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ, căn bản nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân thông qua hội nghị ở phòng làm việc bí thư tỉnh ủy để nắm quyền lực điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, lại làm cho hai người Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương sinh ra cảm giác xấu. Đặc biệt là Lục Trạch Lương, hắn là cán bộ đi lên từ thành phố Lâm Hồ, lúc này càng cảm thấy như nghẹn họng. Bí thư Diêu, Vương Tử Quân này căn bản là quá xảo quyệt. Lục Trạch Lương nhìn đám người Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Diêu Trung Tắc nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương, sau đó thản nhiên nói. Chuyện này có lẽ làm cho Chủ tịch Trử rất mất hứng. Lục Trạch Lương tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, hắn gật đầu nói. Bí thư Diêu, nếu không chúng ta đến phòng làm việc của Chủ tịch một chuyến nhé. Diêu Trung Tắc không nói gì, thế nhưng bước tiến của hắn cũng không phải đi về phía văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà đi về phía phòng làm việc của mình. Hành vi này căn bản đã hiểu hiện rõ ràng thái độ của hắn là như thế nào. Lục Trạch Lương thấy đề nghị của mình không nhận được lời đồng ý từ Diêu Trung Tắc, thế là có chút xấu hổ. Tuy hắn có địa vị thấp hơn Diêu Trung Tắc ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng thực tế thì hắn luôn đặt mình ngang hàng với bí thư Diêu. Nhưng bây giờ hành vi của Diêu Trung Tắc căn bản không có sự tôn trọng xứng đáng dành cho Lục Trạch Lương. Trên quan trường dù là bất kỳ tình huống nào tranh cãi với nhau cũng là biểu hiện không trưởng thành chính trị, Lục Trạch Lương thầm suy nghĩ và nuốt cơn giận này xuống bụng, hắn đi theo vào trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, dù sao thì tình huống này hắn cũng cần phải nghe một chút ý kiến của bí thư Diêu. Thư ký của Diêu Trung Tắc đi vào pha trà rồi rời khỏi phòng, lúc này Diêu Trung Tắc mới nói với Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục, hội nghị lần này chúng ta đã bị người ta đùa bỡn rồi. Hừ, chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, có thể làm được gì chứ? Lục Trạch Lương tuy hiểu mình bị người ta đùa giỡn, thế nhưng nghĩ đến những lời phản bác của mình với ý kiến của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ căm hận, giống như những gì mình mở miệng phản đối càng là bàn đạp cho đối phương. Diêu Trung Tắc cười cười, hắn tất nhiên hiểu cảm nhận của Lục Trạch Lương, vì hắn nào có không tức giận. Nhưng hắn dù có tức giận cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, vì nhiều chuyện đã phát sinh căn bản khó thể nào sửa đổi được, chỉ có thể thuận theo thời thế để tối ưu hóa lợi ích của bản thân mà thôi. Bí thư Diêu, chẳng lẽ chúng ta thật sự để cho Vương Tử Quân tùy ý sắp xếp vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ sao? Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc uống nước rồi trầm giọng hỏi. Diêu Trung Tắc cười cười nói. Chúng ta đã cho ra quyết định, còn làm được gì nữa đây? Để cho thành phố Lâm Hồ tự quyết định sao? Anh cảm thấy Thích Phúc Lai còn làm gì được nữa? Thích Phúc Lai tất nhiên không thể làm gì được nữa, bây giờ đối phương cũng là Bồ Tát bùn qua sông, căn bản khó thể bảo toàn bản thân mình, cũng phải loay hoay vì sự phạt đảng của bản thân. Nói cho cùng thì bây giờ không giống như trước, ai cũng có phần lo thuộc về mình. Xem ra Lục Trạch Lương căn bản là quan tâm sinh loạn, nếu không sao lại nói ra những lời như vậy. Nếu không thì bắt đầu từ chân hồng lỗi, để cho Cục trưởng Cục Công an tỉnh phái người xuống đảm nhiệm chức vụ. Diêu Trung Tắc cũng không trả lời câu hỏi của Lục Trạch Lương, hắn uống một ngụm trà rồi đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nói. Trưởng phòng Trạch Lương, anh nhìn cái cây kia xem, anh nói xem vị trí quan trọng nhất của nó là gì. Tất nhiên là thân cây. Lục Trạch Lương nhìn ra cửa sổ rồi dùng giọng tùy ý nói. Đúng vậy, chính là thân cây, nhưng nếu không có cành lá, không có rễ, thì cũng không sống được bao lâu. Diêu Trung Tắc thu hồi ánh mắt của mình rồi nói tiếp. Nếu như cắt đi cành lá và rễ cây, như vậy nó chỉ còn là một khúc gỗ không còn sức sống, cuối cùng sẽ là một thân cây mục, kết cục của nó là đổ sầm xuống đất. Lục Trạch Lương là người thông minh. Nếu như không quá quan tâm đến sự kiện của thành phố Lâm Hồ thì hắn căn bản không bao giờ mất đi tiêu chuẩn của mình. Sau khi nghe rõ lời nói của Diêu Trung Tắc, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nửa phút sau hắn đứng lên khỏi ghế salon nói. Bí thư Diêu, tôi phải đi báo cáo công tác với Chủ tịch Trử. Sáng sớm thứ bảy, Vương Tử Quân mở mắt trên giường, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Mạc Tiểu Bắc tuy đã chuyển nghề nhưng vẫn còn đủ tác phong quân nhân, mỗi sáng sớm đều dậy sớm, dù là cuối tuần thì 6 giờ cũng đã thức dậy. Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với thói quen của vợ, mặc dù hắn cũng là một người thích ngủ dậy đúng giờ,
thế nhưng cuối tuần hắn vẫn muốn được hưởng thụ đãi ngộ tự do, muốn ngủ đến lúc nào tỉnh thì thôi. Sau nhiều lần nói mà không có kết quả, Vương Tử Quân cuối cùng cũng đúc kết ra một kinh nghiệm, đó chính là buổi tối hoạt động vài lần, Mạc Tiểu Bắc sẽ kiệt sức, tất nhiên sẽ ngủ rất say. Có câu nói thế này, thực tế mới là sự thật chính xác nhất, sau nhiều lần đúc kết kinh nghiệm thực tế, Vương Tử Quân xem như cho ra được chân lý sống của mình. Vương Tử Quân khẽ dịch chuyển cánh tay của vợ khỏi người mình, hắn lặng lẽ thức dậy. Hắn mặc đồ ngủ rón rén đi đến phòng của Tiểu Bảo Nhi, lén đưa mắt nhìn vào. Chương 1177, nước chảy đá mòn. Hội nghị tiến hành đến lúc này thì xem như đã xong, sau khi cho ra quyết định thì đám người Trử Vận Phong rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân đi đằng sau Trử Vận Phong, hắn nhìn hình bóng cao ngất của Trử Vận Phong, cũng cảm thấy có chút áy náy với đối phương. Sau hơn nửa năm tiếp xúc thì Vương Tử Quân cảm thấy Trử Vận Phong có chút cố chấp, cũng là người bao che khuyết điểm, thế nhưng cũng là một vị chủ tịch tỉnh hết lòng hết sức vì công tác. Lần này hắn vì đạt được mục đích của mình mà không thể không áp dụng một thủ đoạn nho nhỏ. Nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không hối hận, hắn đã thấy rõ vấn đề của thành phố Lâm Hồ, hắn cần phải tiến lên xé toạc tấm màn che. Hắn tuyệt đối không thể không buông tha cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì vị trí này cũng có tác dụng quá lớn. Bí thư Tử Quân, Hoắc Quang Lĩnh đi phía sau khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân. Tuy chỉ là một lời nói thế nhưng Vương Tử Quân lại thấy được sự quan tâm của Hoắc Quang Lĩnh, hắn khẽ gật đầu cười cười nói. Không có chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cùng hiểu ý đi xuống lầu. Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương trầm mặt đi phía sau. Trước khi mở hội nghị thì hai người bọn họ cũng không quan tâm đến sự kiện điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì nó chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ, căn bản nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân thông qua hội nghị ở phòng làm việc bí thư tỉnh ủy để nắm quyền lực điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, lại làm cho hai người Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương sinh ra cảm giác xấu. Đặc biệt là Lục Trạch Lương, hắn là cán bộ đi lên từ thành phố Lâm Hồ, lúc này càng cảm thấy như nghẹn họng. Bí thư Diêu, Vương Tử Quân này căn bản là quá xảo quyệt. Lục Trạch Lương nhìn đám người Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Diêu Trung Tắc nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương, sau đó thản nhiên nói. Chuyện này có lẽ làm cho Chủ tịch Trử rất mất hứng. Lục Trạch Lương tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, hắn gật đầu nói. Bí thư Diêu, nếu không chúng ta đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến nhé. Diêu Trung Tắc không nói gì, thế nhưng bước tiến của hắn cũng không phải đi về phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, mà đi về phía phòng làm việc của mình. Hành vi này căn bản đã hiểu hiện rõ ràng thái độ của hắn là như thế nào. Lục Trạch Lương thấy đề nghị của mình không nhận được lời đồng ý từ Diêu Trung Tắc, thế là có chút xấu hổ. Tuy hắn có địa vị thấp hơn Diêu Trung Tắc ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng thực tế thì hắn luôn đặt mình ngang hàng với bí thư Diêu. Nhưng bây giờ hành vi của Diêu Trung Tắc căn bản không có sự tôn trọng xứng đáng dành cho Lục Trạch Lương. Trên quan trường dù là bất kỳ tình huống nào tranh cãi với nhau cũng là biểu hiện không trưởng thành chính trị, Lục Trạch Lương thầm suy nghĩ và nuốt cơn giận này xuống bụng, hắn đi theo vào trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, dù sao thì tình huống này hắn cũng cần phải nghe một chút ý kiến của bí thư Diêu. Thư ký của Diêu Trung Tắc đi vào pha trà rồi rời khỏi phòng, lúc này Diêu Trung Tắc mới nói với Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục, hội nghị lần này chúng ta đã bị người ta đùa bỡn rồi. Hừ, chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, có thể làm được gì chứ? Lục Trạch Lương tuy hiểu mình bị người ta đùa giỡn, thế nhưng nghĩ đến những lời phản bác của mình với ý kiến của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ căm hận, giống như những gì mình mở miệng phản đối càng là bàn đạp cho đối phương. Diêu Trung Tắc cười cười, hắn tất nhiên hiểu cảm nhận của Lục Trạch Lương, vì hắn nào có không tức giận. Nhưng hắn dù có tức giận cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, vì nhiều chuyện đã phát sinh căn bản khó thể nào sửa đổi được, chỉ có thể thuận theo thời thế để tối ưu hóa lợi ích của bản thân mà thôi. Bí thư Diêu, chẳng lẽ chúng ta thật sự để cho Vương Tử Quân tùy ý sắp xếp vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ sao? Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc uống nước rồi trầm giọng hỏi. Diêu Trung Tắc cười cười nói. Chúng ta đã cho ra quyết định, còn làm được gì nữa đây? Để cho thành phố Lâm Hồ tự quyết định sao? Anh cảm thấy Thích Phúc Lai còn làm gì được nữa? Thích Phúc Lai tất nhiên không thể làm gì được nữa,
bây giờ đối phương cũng là Bồ Tát bùn qua sông, căn bản khó thể bảo toàn bản thân mình, cũng phải loay hoay vì sự phạt đảng của bản thân. Nói cho cùng thì bây giờ không giống như trước, ai cũng có phần lo thuộc về mình. Xem ra Lục Trạch Lương căn bản là quan tâm sinh loạn, nếu không sao lại nói ra những lời như vậy. Nếu không thì bắt đầu từ chân hồng lỗi, để cho Cục trưởng Cục Công an tỉnh phái người xuống đảm nhiệm chức vụ. Siêu Trung Tắc cũng không trả lời câu hỏi của Lục Trạch Lương, hắn uống một ngụm trà rồi đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nói. Trưởng phòng Trạch Lương, anh nhìn cái cây kia xem, anh nói xem vị trí quan trọng nhất của nó là gì. Tất nhiên là thân cây. Lục Trạch Lương nhìn ra cửa sổ rồi dùng giọng tùy ý nói. Đúng vậy, chính là thân cây, nhưng nếu không có cành lá, không có rễ, thì cũng không sống được bao lâu. Siêu Trung Tắc thu hồi ánh mắt của mình rồi nói tiếp. Nếu như cắt đi cành lá và rễ cây, như vậy nó chỉ còn là một khúc gỗ không còn sức sống, cuối cùng sẽ là một thân cây mục, kết cục của nó là đổ sầm xuống đất. Lục Trạch Lương là người thông minh. Nếu như không quá quan tâm đến sự kiện của thành phố Lâm Hồ thì hắn căn bản không bao giờ mất đi tiêu chuẩn của mình. Sau khi nghe rõ lời nói của Diêu Trung Tắc, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nửa phút sau hắn đứng lên khỏi ghế salon nói. Bí thư Diêu, tôi phải đi báo cáo công tác với Chủ tịch Trử. Sáng sớm thứ bảy, Vương Tử Quân mở mắt trên giường, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Mạc Tiểu Bắc tuy đã chuyển nghề nhưng vẫn còn đủ tác phong quân nhân, mỗi sáng sớm đều dậy sớm, dù là cuối tuần thì 6 giờ cũng đã thức dậy. Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với thói quen của vợ, mặc dù hắn cũng là một người thích ngủ dậy đúng giờ, thế nhưng cuối tuần hắn vẫn muốn được hưởng thụ đãi ngộ tự do, muốn ngủ đến lúc nào tỉnh thì thôi. Sau nhiều lần nói mà không có kết quả, Vương Tử Quân cuối cùng cũng đúc kết ra một kinh nghiệm, đó chính là buổi tối hoạt động vài lần. Mạc Tiểu Bắc sẽ kiệt sức, tất nhiên sẽ ngủ rất say. Có câu nói thế này, thực tế mới là sự thật chính xác nhất, sau nhiều lần đúc kết kinh nghiệm thực tế, Vương Tử Quân xem như cho ra được chân lý sống của mình. Vương Tử Quân khẽ dịch chuyển cánh tay của vợ khỏi người mình, hắn lặng lẽ thức dậy. Hắn mặc đồ ngủ rón rén đi đến phòng của Tiểu Bảo Nhi, lén đưa mắt nhìn vào. Chương 1178, nghe lời nói của vợ cũng là đi theo đảng. Bí thư Vương. Mạnh Chí Đạo đi đến, khi còn cách khá xa đã vươn hai tay với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Chí Đạo, hắn vừa bắt tay vừa cười nói. Chí Đạo, là ăn cơm gia đình, cần gì phải ăn mặc chính thức như vậy? Vương Tử Quân nói lời tùy ý càng làm cho tâm tư Mạnh Chí Đạo thả lỏng hơn. Hắn chợt cười nói. Tôi đến cũng có ý này. Thế nhưng vợ nói gặp mặt lãnh đạo thì cần phải ăn mặc đàng hoàng tử tế, không thế này không được. Bí thư Vương, anh xem tôi căn bản là thực hiện đúng điều lệnh, nghe theo lời nói của vợ, đi theo đảng. Ha ha ha, lát nữa gặp mặt tôi sẽ nói điều này với chị nhà. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói tiếp. Anh Chí Đạo, đây là em dâu Mạc Tiểu Bắc, công tác ở sở nghiên cứu. Mạnh Chí Đạo nhìn người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng trước mắt. Trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ, ông trời tác hợp, giống như dùng bốn chữ này để miêu tả thì phù hợp với tình trạng hôn nhân của Bí Thư Vương. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, dù không nói nên lời cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ăn ý. Bố à, bố còn chưa giới thiệu con. Tiểu Bảo Nhi thấy vài người lớn đi vào trong quán cơm, nó cũng không muốn, thế là lắc lư cơ thể rồi nói. Mạnh Chí Đạo sớm biết con trai của Vương Tử Quân là một đứa bé lanh lợi. Hôm nay nhìn Tiểu Bảo Nhi dùng giọng trang nghiêm biểu đạt ý kiến, không khỏi bị chọc cười. Hắn cúi người nói, cậu là Tiểu Bảo Nhi có đúng không? Cậu không cần phải giới thiệu, ở đơn vị chúng tôi thì Vương Bắc Thần là người cực kỳ nổi tiếng, chú sao lại không biết cháu được? Tiểu Bảo Nhi nghe thấy Mạnh Chí Đạo nói như vậy thì chợt nghiêng đầu dùng giọng tò mò hỏi. Ý của chú là mọi người trong đơn vị đều là fan hâm mộ của cháu sao? Mạnh Chí Đạo thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì mỉm cười trêu ghẹo. Tất nhiên, bọn họ còn phái chú đến mời Tiểu Bảo Nhi dùng cơm. Thế này đi, hôm nay cháu thích ăn gì thì cứ nói, chú đảm bảo sẽ thỏa mãn yêu cầu, thế nào? Tiểu Bảo Nhi cảm thấy lòng tự trọng của mình được thỏa mãn, ngay sau đó đã tỏ ra cực kỳ hớn hở, nó nhảy dựng lên đi vào bên trong. Khi Mạnh Chí Đạo đi cùng Vương Tử Quân vào trong quán ăn, hắn luôn quan sát vẻ mặt Bí Thư Vương. Lúc này thấy Bí Thư Vương khẽ gật đầu với hoàn cảnh của quán ăn, thế là không khỏi yên lòng.
vợ của Mạnh Chí Đạo định mời cơm ở một khách sạn xa hoa, dù sao thì chiêu đãi Bí thư Vương Tử Quân cũng là cực kỳ quan trọng, vì Bí thư Vương có ơn tri ngộ với Mạnh Chí Đạo. Tất nhiên Mạnh Chí Đạo cũng hiểu ý của vợ mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn quán ăn này, vì nơi đây cũng có vài món đặc sắc, khẩu vị ngon miệng, nhìn qua cũng không quá xa hoa. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, hắn đã đoán đúng tâm tư của Vương Tử Quân, điều này làm cho hắn sinh ra chút cảm giác đắc ý. Trước khi dùng cơm hắn đã suy nghĩ kỹ càng, đó là lần này mục tiêu của mình chính là đi vào trong lòng Bí thư Vương, phải lưu lại ấn tượng sâu sắc mới được. Khi Mạnh Chí Đạo đẩy cửa vào phòng thì có hai người phụ nữ đi ra, không, phải nói là một người phụ nữ và một cô gái. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt mộc mạo hào phóng. Tuy gương mặt của người phụ nữ đã có rất nhiều dấu vết năm tháng, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ quyến rũ khi còn trẻ. Cô gái kia khoảng mười mấy tuổi, gương mặt non nớt có vài phần gò bó. Đây chính là vợ con của Mạnh Chí Đạo, sau khi Vương Tử Quân vào cửa thì người phụ nữ kia tiến lên đón chào, trong miệng nói lời thân mật. Chào Bí thư Vương. Người phụ nữ này vừa nói vừa nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc dùng giọng thân thiết nói. Vị này nhất định là Vương Phu Nhân, đã sớm nghe nói Vương Phu Nhân xinh đẹp còn hơn ngôi sao điện ảnh, hôm nay vừa gặp quả nhiên là rất đúng. Bạch Tố Kiều là cán bộ phòng thủy lợi thành phố Đông Hồng, trước kia đã từng trải qua nhiều tình huống tiếp đón lãnh đạo, bây giờ là nhà nghiên cứu cấp bậc chính cục ở phòng thủy lợi, tuy chưa từng làm lãnh đạo đơn vị nhưng cách làm việc căn bản là rất mạnh mẽ. Nàng là người ứng đối tự nhiên trên bàn rượu, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc này đối mặt với giám đốc Bí thư Vương đã đẩy chồng mình lên vị trí cao hơn, nụ cười trên mặt nàng càng thêm chân thành, miệng cười như hoa. Mạc Tiểu Bắc bình thường đều không thích kết giao, thế nhưng tình huống hôm nay lại khác. Nàng là người thông minh, nàng nhanh chóng thích ứng. Chị nói quá rồi, em chỉ là dân thường, cũng không có giác ngộ mạnh mẽ. Hôm nay Tiêu Pha tuy động chạm vào kinh tế, thế nhưng cũng đúng như tiêu chuẩn trong sạch hóa bộ máy chính trị. Mạc Tiểu Bắc nói một câu được mọi người ủng hộ, khi mọi người đang vui đùa, Tiểu Bảo Nhi chợt đi đến bên cạnh con gái của Mạnh Chí Đạo. Nó ngẩng đầu vươn bàn tay mập rồi lớn tiếng nói. Chị, bọn họ là người lớn cũng bắt tay, chúng ta cũng có nên bắt tay một cái không nhỉ? Con gái của Mạnh Chí Đạo là Mạnh Nhất Hinh, bây giờ là học sinh cấp 2. Nàng căn bản không muốn đi dùng cơm, thế nhưng bị mẹ ép phải đến. Trước khi đến Bạch Tố Kiều đã dặn đi dặn lại, yêu cầu hôm nay nàng phải lễ phép, để lại ấn tượng tốt cho chú Vương. Trong tưởng tượng của Mạnh Nhất Hinh thì chú Vương chắc chắn sẽ giống với bố mình, là lãnh đạo mà mặt mũi cực kỳ uy nghiêm. Nhưng một nhà Vương Tử Quân xuất hiện làm cho nàng kinh ngạc, vì Bí thư Vương quá trẻ tuổi, căn bản không khác gì một người anh bên hàng xóm. Nhưng khi thấy bố mẹ mình nhiệt tình chào đón Bí thư Vương, Mạnh Nhất Hinh chợt cảm thấy không biết phải làm sao, lúc này cậu bé kia lại đưa tay ra. Nàng nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu bé, thế là nở nụ cười, bắt tay Tiểu Bảo Nhi rồi nói. Chào em, chị là Mạnh Nhất Hinh. Vương Tử Quân và Mạnh Chí Đạo nhìn hai cô cậu nhỏ bắt tay nhau mà không khỏi nở nụ cười, hai bên nở nụ cười càng làm cho bầu không khí thêm thoải mái. Sau khi mọi người ngồi xuống thì thức ăn được đưa lên. Bí thư Vương, chỗ này của tôi có một chai rượu giữ lại từ khi kết hôn, tuy không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng uống cũng khá ngon. Khi vợ Bạch Tố Kiều lấy rượu ra, Mạnh Chí Đạo mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bình rượu màu vàng, hắn biết đây tuyệt đối là thứ mà Mạnh Chí Đạo cất giấu kỹ lưỡng. Còn đây có phải là rượu giữ lại từ khi Mạnh Chí Đạo mới kết hôn hay không, hắn cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến tâm ý của đối phương. Tốt, hai người chúng ta uống nửa chai, vì chiều nay còn đi chơi với con, căn bản uống ít thôi. Vương Tử Quân cầm ly rượu rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Dưới sự cố gắng nịnh nọt của Bạch Tố Kiều, bữa cơm cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Mạnh Chí Đạo chờ món ăn dâng lên đầy đủ thì hắn nâng ly nói. Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã ủng hộ tôi, nếu không có ngài thì tôi sẽ không có ngày hôm nay, sau này tôi sẽ cố gắng công tác tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi đỏ của Mạnh Chí Đạo, hắn cũng cười nói. Chí Đạo, với quan hệ giữa hai chúng ta còn nói những lời này sao? Cạn ly. Bí thư Vương, Chí Đạo nhà tôi nói có một vị lãnh đạo tốt đến đơn vị, anh ấy cố tình đi theo anh học tập thêm vài năm, học thêm chút bản lĩnh, không ngờ ngài lại nhanh chóng đẩy anh ấy lên vị trí quan trọng, cả nhà chúng tôi thật sự vô cùng cảm kích.
Bạch Tố Kiều nở nụ cười như hoa dùng giọng nịnh nọt nói. Bạch Tố Kiều nói như vậy làm cho Mạnh Chí Đạo có chút lo lắng, nói chuyện với lãnh đạo thường là một con dao hai lưỡi, nguy hiểm khó lường. Có nhiều khi lãnh đạo không thích anh vuốt mông ngựa quá trắng trợn, chỉ cần biểu đạt tâm ý đúng chỗ có chừng có mực là được. Nếu như anh nịnh hót không có gì mới lạ, như vậy sẽ căn bản là quá nhàm tai với lãnh đạo, thế nên ấn tượng đối với anh cũng không tốt. Nếu rơi vào tình huống như vậy rõ ràng nịnh hót không có tác dụng, còn có kết quả ngược lại. Tuy không thích những lời nịnh nọt của Bạch Tố Kiều thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói. Chị dâu nói vậy là quá khách khí rồi, bí thư Mạnh có được thành tựu như lúc này chủ yếu là anh ấy công tác quá tốt, nếu không ban ngành thường ủy tỉnh ủy cũng không thông qua phương án bổ nhiệm anh ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cục diện ở thành phố Ô Phổ rất phức tạp, anh đến công tác cũng không nên kiêu ngạo, cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình là được. Mạnh Chí Đạo vốn có chút không thoải mái vì lời nịnh nọt của vợ, lúc này nghe Vương Tử Quân rời lời nói đến phương diện công tác, thế là tranh thủ thời gian nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, sau khi đến thành phố Ô Phổ thì tôi sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, sẽ cố gắng cho ra thành tích. À, anh đi đến thành phố Ô Phổ công tác cần bày ra vị trí chính đáng của mình, chủ tịch và bí thư cũng không giống nhau, cần phải nắm chắc xây dựng mối liên hệ mới được. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười ha hả nói. Sau khi anh đến nhận chức thì báo với tôi một chuyến, tôi sẽ xuống tham quan thành phố Ô Phổ. Mạnh Chí Đạo thầm vui sướng, bí thư Vương nói những lời này căn bản là tạo ra chỗ dựa cho mình. Tuy bí thư Vương đi đến kiểm tra công tác của khối tư pháp, thế nhưng có ai ở thành phố Ô Phổ không biết mình là người đi ra từ ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Vương Tử Quân đến thị sát Ô Phổ ít nhất cũng làm cho người khác biết mình có người ở phía sau. Mạnh Chí Đạo thầm cảm động, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nâng ly rượu lên. Khi bọn họ uống rượu thì tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Tố Kiều dùng ánh mắt hài lòng nhìn chồng uống rượu với bí thư Vương, nàng thầm nghĩ ông chồng trước nay như khúc gỗ mục cuối cùng cũng đã thông suốt ra rồi. Tuy bí thư Vương chỉ là một trong các vị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng mới đến một thời gian đã không ai dám xem thường, hơn nữa bí thư Vương còn quá trẻ, tương lai còn phát triển khủng bố hơn. Vì nhiều nguyên nhân nên Bạch Tố Kiều căn bản không dám thân cận Vương Tử Quân, thế là nàng ném tâm tư lên người Mạc Tiểu Bắc. Tuy Mạc Tiểu Bắc nhìn qua có vẻ không thích trò chuyện, thế nhưng nàng hạ quyết tâm đột phá Mạc Tiểu Bắc, thế là cố gắng nói chuyện vui vẻ hòa đồng kéo quan hệ. Khi Bạch Tố Kiều đang suy nghĩ xem có nên đưa Mạc Tiểu Bắc đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp mà em của mình vừa mở để nghỉ ngơi một chút hay không, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Tố Kiều nghe thấy tiếng mở cửa thì đi ra mở cửa. Khi nhân viên phục vụ mở cửa ra, Bạch Tố Kiều chợt có chút ngưng trọng. Trưởng phòng Lý, ngài cũng đến sao? Ha ha, tôi nghe nói bí thư Mạnh, không, phải là chủ tịch Mạnh đang dùng cơm ở đây, thế nên đặc biệt đến uống với lãnh đạo vài ly. Một người đàn ông trung niên hơn 40 cầm chai rượu trong tay đi đến, phía sau còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Trưởng phòng Lý vừa vào cửa thì ánh mắt đã rơi lên người Vương Tử Quân đang uống rượu với Mạnh Chí Đạo. Hắn có chút sững sốt, thế là không khỏi nhìn kỹ một chút. Trưởng phòng Lý là một người trong quan trường, chỉ sau nháy mắt đã hiểu được thân phận của người ở bên cạnh Mạnh Chí Đạo. Hắn vốn đang tỏ ra cực kỳ tiêu sái, thế nhưng gương mặt nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trưởng phòng Lý có chút quen thuộc Mạnh Chí Đạo, tuy bây giờ khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn, thế nhưng hắn vẫn có thể tiến lên nịnh bợ Mạnh Chí Đạo một chút. Nhưng nếu so với vị trí của Vương Tử Quân, hắn căn bản cảm nhận được chênh lệch là quá sâu. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp, chức vụ này quá rõ ràng, hắn căn bản không thể không nhìn lên, khốn nổi đó là một tồn tại mà hắn khó với tới. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình gặp mặt bí thư Vương, nhưng hôm nay hắn lại có cơ hội được đối mặt với vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi của tỉnh Nam Giang. Khi trưởng phòng Lý còn đang sững sờ thì Bạch Tố Kiều đã cười nói. Bí thư Vương, đây là trưởng phòng Lý của phòng thủy lợi chúng tôi, cũng là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với trưởng phòng Lý rồi nói. Nếu là người quen của chị Bạch, như vậy cũng không phải là người ngoài, mọi người cùng ngồi xuống uống vài ly. Sau khi nghe Vương Tử Quân cho mình ngồi xuống, hai mắt trưởng phòng Lý chợt sáng ngời. Hắn cũng xem như là người trải qua nhiều tình cảnh lớn, hắn biết lúc này mình càng có biểu hiện gò bó thì càng bị xem thường. Thế cho nên tiến lên nói. Bí thư Vương, có thể ngồi uống rượu với ngài là vinh hạnh của tôi.
Lần này tôi đến dùng cơm với hai người thân, nghe nói có chủ tịch Mạnh ở chỗ này, thế cho nên muốn đến kính lãnh đạo vài ly, không ngờ muốn đến kính rượu Bồ Tát thì lại gặp Phật. Gặp lại không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, có thể gặp được ngài là duyên phận của tôi kính ngài một ly. Trưởng phòng Lý nói rồi rót đầy ly rượu của mình, sau đó dùng hai tay cung kính đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Lý, hắn cười cười tiếp nhận ly rượu. Anh Lý, anh đã nói đến duyên phận, như vậy cứ ngồi xuống uống vài ly, chỗ này cũng không cần đứng uống rượu. Một tiếng xưng hô anh Lý của Vương Tử Quân làm cho tâm lý của trưởng phòng Lý thả lỏng hơn một chút. Mặc dù Vương Tử Quân còn rất trẻ, thế nhưng nói thật thì trưởng phòng Lý hận không thể để cho Bí Thư Vương gọi mình là Tiểu Lý thì hơn. Sau khi mời rượu Vương Tử Quân, trưởng phòng Lý lại cạn ly với Mạnh Chí Đạo, sau đó nhanh chóng nói lời cáo từ. Bí Thư Vương, thân thích ở quê còn chờ bên kia, tôi xin phép đi trước. Sau này kính mong Bí Thư Vương chỉ đạo phê bình công tác của phòng thủy lợi nhiều hơn. Vương Tử Quân cười cười nói một câu anh cứ bận rộn, còn Bạch Tố Kiều thì tiễn chân trưởng phòng Lý ra đến cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì trưởng phòng Lý càng thêm tôn trọng Bạch Tố Kiều. Chị Bạch, chủ tịch Mạnh của nhà chị rõ ràng là tương lai vô hạn, hai ngày tới khi nào chủ tịch có rảnh, tôi sẽ mời chủ tịch Mạnh và ngài uống vài ly. Bạch Tố Kiều vì nguyên nhân Mạnh Chí Đạo mà trở thành đặc thù của đơn vị, thế nhưng nàng cũng chỉ được quan tâm giúp đỡ mà thôi, còn chưa đến tình trạng trưởng phòng Lý khúm núm như bây giờ. Lúc này nàng nhìn vị trưởng phòng uy phong lẫm liệt lại nịnh bợ mình, nàng chợt cảm thấy vui như nở hoa, thế nhưng ngoài miệng lại cười ha hả nói. Trưởng phòng Lý, anh xem ngài nói gì kìa, thế này đi, đợi khi nào ngài rảnh, tôi sẽ để anh Mạnh đến mời ngài dùng cơm. Chị Bạch, ai mời chẳng như nhau. Thế này đi, nếu không tối nay tôi gọi điện thoại cho chị nhé. Ý nghĩ nóng bỏng của trưởng phòng Lý làm cho Bạch Tố Kiều rất muốn đồng ý sảng khoái, thế nhưng nàng do dự một lát mà vẫn dùng giọng khó xử nói. Trưởng phòng Lý, tối nay tôi và Vương Phu Nhân đi chăm sóc sắc đẹp một chút, nếu không thì chờ cơ hội lần sau vậy. Bạch Tố Kiều tỏ ra khó xử, nàng nói và luôn quan sát vẻ mặt của trưởng phòng Lý. Khi nàng thấy gương mặt lãnh đạo đơn vị đỏ bừng, ánh mắt sáng rực, thế là không khỏi nở nụ cười đắc ý. Trưởng phòng Lý đến mời rượu chỉ là chuyện nhỏ xen giữa chuyện lớn, căn bản cũng chỉ nói đến vài hạng mục công tác mà thôi. Chương 1179, nhìn món ăn nhớ chuyện cũ. Thức ăn đã được dâng lên đầy đủ rồi. Mạnh Nhất Hinh đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Bảo Nhi chợt dùng giọng kinh ngạc nói. Các vị, đây là món ăn của tiên sinh phòng 205 đưa đến tặng. Hai nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó nhanh chóng đặt một món ăn được chế tác cực kỳ đẹp đẽ lên bàn. Là món long hổ tế hội, nên ăn lúc còn nóng, mời các vị chậm rãi thưởng thức. Một nữ nhân viên phục vụ tướng mạo xinh đẹp khẽ lên tiếng. Sau khi hai nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, Vương Tử Quân nhìn vào món ăn long hổ tế hội, hắn cũng không động đũa mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Bí thư Chí Đạo, tôi đến Nam Giang đã khá nhiều ngày. Cũng xem như có vài phần hiểu về món ăn Nam Giang, long chắc là thịt rắn, còn hổ là thịt gì? Bí thư Vương, có lẽ là cầy hương. Mạnh Chí Đạo căn bản không xa lạ gì món này, thế nên nhanh chóng trả lời. Cầy hương. Vương Tử Quân nghe vậy mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn nhìn món long hổ tế hội, chợt nhớ đến một vụ án lớn trong kiếp trước. Năm đó tuy mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, cao thấp một lòng, thế nhưng cũng là một sự việc buồn vui lẫn lộn. Tuy có không ít anh hùng xuất hiện, thế nhưng vụ án lớn vẫn là án lớn, căn bản không có nghi vấn. Tuy cứu nguyên nhân sâu xa thì các chuyên gia không phải nói rằng bệnh từ miệng sao. Mặc dù câu nói này căn bản không có gì kiểm chứng, thế nhưng rất nhiều kết quả nghiên cứu lại chỉ vào phương diện này. Vương Tử Quân tính toán thời gian và chợt giật mình, bây giờ đã là tháng 9, nếu như dựa theo những kinh nghiệm kiếp trước, 3-4 tháng sau một sự kiện lớn gọi là phi điền sẽ xuất hiện. Tuy đây là một kiếp sống khác, thế nhưng quỹ tích phát triển của kiếp trước vẫn có thể được tái diễn vào kiếp này. Vẻ mặt Vương Tử Quân có chút đông cứng, hắn ngơ ngác nhìn món long hổ tế hội, không nói lời nào. Mạnh Chí Đạo là người mời khách, hai vợ chồng bọn họ đều chú tâm quan sát vẻ mặt Vương Tử Quân. Khi thấy Bí Thư Vương đang vui vẻ chợt trầm ngâm nhìn món long hổ tế hội, hai người có chút không yên, chẳng lẽ món súp kia làm cho Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện gì đó không vui. Mạnh Chí Đạo thì khá hơn, Bạch Tố Kiều thì có chút căm tức, không khỏi thầm oán trưởng phòng Lý.
Mặc dù nàng biết trưởng phòng Lý căn bản là dệt hoa trên gấm, thế nhưng lúc này nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cảm thấy trưởng phòng Lý vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Làm sao bây giờ? Hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó Mạnh Chí Đạo khẽ nói. Bí thư Vương, thịt dùng để làm thức ăn trong quán này đều được nuôi dưỡng chính quy, cầy hương cũng có trang trại nuôi dưỡng chính quy. Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh trong trạng thái trầm ngâm, hắn nhìn món thức ăn còn đang bốc khói, thế là cảm thấy khó thể bình tĩnh. Vương Tử Quân làm quan nhiều năm, hắn đã sớm học cách điều chỉnh tâm tình của mình, biết cách làm sao để trở nên bình tĩnh. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới đẩy quả tim xuống đúng vị trí của nó. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo, hắn chợt cười cười nói. Nếu nuôi lấy thịt có giấy phép thì không có vấn đề, nhưng tôi không thích món này. Vương Tử Quân không nhắc lại chuyện món ăn, hắn cùng hai vợ chồng Mạnh Chí Đạo di rời chủ đề sang phương diện khác. Lúc này bầu không khí trên bàn cơm đã khôi phục lại như thường, nhưng món long hổ tế hội căn bản là bốc hương nghi ngút rồi nguội lạnh, không ai động đũa vào. Tôi rất yên tâm với công tác của anh, sau khi anh đến thành phố Ô Phổ thì nên lớn mật công tác, mau chóng tiến vào trạng thái, có gì cứ liên lạc với tôi. Trước khi Vương Tử Quân lên xe thì khẽ nói với Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo liên tục gật đầu, hắn biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy căn bản không xem mình là người ngoài. Sau khi Mạnh Chí Đạo nói vài câu sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mới rời đi. Khi Mạc Tiểu Bắc lên xe thì Vương Tử Quân cũng không nhịn được phải nói thêm một câu. Chí Đạo, sau khi anh đến thành phố Ô Phổ, nhất định phải lưu tâm nhiều hơn đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất vận chuyển thịt động vật hoang dã. Đối với một vị chủ tịch thành phố thì căn bản có nhiều việc cần phải làm, bình thường thì phương diện xây dựng và phát triển kinh tế thành phố mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại yêu cầu Mạnh Chí Đạo quan tâm đến vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vật hoang dã, điều này làm cho Mạnh Chí Đạo cảm thấy có chút bất ngờ, hắn thiếu chút nữa đã hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng Mạnh Chí Đạo là người công tác lâu năm, hắn biết rõ lãnh đạo dặn dò thì mình căn bản không thể bỏ qua. Vì vậy tuy trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân, nhất định sẽ quan tâm đến hai phương diện này. Vương Tử Quân cười cười, hắn nói thêm vài lời nhắn nhủ. Tuy Mạnh Chí Đạo trả lời rất đảm bảo, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt đối phương, Vương Tử Quân vẫn thấy rõ sự hoài nghi của Mạnh Chí Đạo với mình. Mạnh Chí Đạo hoài nghi cái gì, Vương Tử Quân tất nhiên là hiểu rõ ràng. Nếu như không phải vị trí của mình bày ra trước mắt, hơn nữa còn có ơn tri ngộ với đối phương, chỉ sợ Mạnh Chí Đạo cho rằng mình nói bậy bạ. Vương Tử Quân đã làm chủ tịch thành phố, tất nhiên hắn biết rõ trọng điểm công tác của một vị chủ tịch thành phố là gì. Tuy Mạnh Chí Đạo đồng ý rất tốt, thế nhưng khi đến thành phố Ô Phổ gặp cảnh tượng khác. Hầu như Mạnh Chí Đạo là người mà chính hắn đề bạt lên còn có thái độ như vậy, nói gì đến những người khác. Chỉ sợ ai cũng không cho lời nói của hắn là đúng. Lúc này khắp nơi đang hừng hực khí thế phát triển kinh tế. Hai ngày trước cấp ủy chính quyền tỉnh còn mở hội nghị yêu cầu tập trung tinh lực nắm chặt phương diện xây dựng phát triển kinh tế không được buông lỏng. Vào thời điểm này dốc hết sức để phát triển kinh tế mới là chủ yếu, nếu như mình đề xuất Mạnh Chí Đạo quan tâm đến phương diện vệ sinh phòng dịch và sản xuất động vật hoang dã, rõ ràng là một đề tài lỗi thời, có thể làm cho người ta thuần túy cho rằng mình đã hồ đồ rồi không? Đáp án tất nhiên là quá rõ ràng, Vương Tử Quân tin tưởng thông qua những biểu hiện lần này của mình. Mình đã dần dung nhập vào trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp là người công tác nhìn xa trông rộng, nhưng Vương Tử Quân không cho rằng chỉ cần mình nói vài câu, bí thư Diệp sẽ giúp đỡ mình không hề quan tâm đến nguyên tắc. Biết rõ sự việc sẽ phát triển như vậy, chưa chắc sẽ có thể thay đổi được quỹ tích của nó, vì lực lượng của một người căn bản không có ý nghĩa gì. Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy vị trí của hắn lúc này không còn tính là thấp, thế nhưng hắn biết rõ có một số việc sắp phát sinh, lại không thể cho ra biện pháp hữu hiệu. Dù Vương Tử Quân mở miệng thuyết phục hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, thế nhưng muốn tiến hành thì cần phải có một động tác lớn kéo theo kinh phí cao, dù sao thì mình cũng phải có lý do chính đáng để thuyết phục mới được. Cũng không thể tiến lên nói mình là người trọng sinh, căn bản biết trước những gì sắp phát sinh, chỉ sợ vừa cho ra quan điểm này thì người ta đã cho rằng mình bị điên. Nhưng nếu buông tay mặc kệ thì Vương Tử Quân căn bản cảm thấy mình không thể làm được. Dù sao thì sự việc cũng không phải chỉ liên quan đến một mình hắn,
hắn mặc dù không hy vọng ngàn vạn người có tình cảm với mình, thế nhưng lại cực kỳ tôn kính tính mạng của mỗi người và của mình. Tử quân, anh làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Mạc Tiểu Bắc chạy xe chậm lại, nàng khẽ nói. Vương Tử Quân đối mặt với tình cảm chân thành của vợ, lại không biết nói gì hơn. Với tình cảm của Mạc Tiểu Bắc với hắn, căn bản là hắn nói gì thì nàng cũng không phản đối, thế nhưng nói ra sự việc này thì nàng sẽ tin hắn sao? Hắn căn bản không có lòng tin quá lớn như vậy. Vương Tử Quân cũng có ý nghĩ muốn nói ra, thế nhưng cuối cùng lại mỉm cười nói. Cũng không có gì. Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát, sau đó nàng chậm rãi dừng xe ở một vị trí bên đường, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ dùng hai mắt lẳng lặng nhìn Vương Tử Quân. Tiểu Bắc, có một chuyện khó khăn rất lớn, thế nhưng nếu anh không nói ra, anh cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình, em nói xem anh nên làm gì bây giờ. Dưới cái nhìn soi mói của Mạc Tiểu Bắc, cuối cùng Vương Tử Quân phải nói ra lời thật lòng. Vậy thì anh cứ làm, cho dù thất bại cũng không thẹn với lương tâm. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trịnh trọng của vợ, hắn có chút cảm động. Hắn kéo vợ vào trong lòng mình, thế nhưng hắn còn chưa có động tác gì khác thì một cặp mắt trong trẻo khác lại nhìn chằm chằm vào hắn. Bố, thầy cô của chúng con có nói, thất bại là mẹ thành công, có mẹ sẽ có con, vì vậy bố sẽ thành công. Tiểu Bảo Nhi nhìn bố của mình rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Vương Tử Quân bị chọc cười bởi lời nói của Tiểu Bảo Nhi, hắn ôm lấy con trai rồi lớn tiếng nói. Hôm nay nhà chúng ta đi chơi, không nên nói những chuyện mất vui. Con nói đi, hôm nay muốn chơi cái gì, bố đưa con đi. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, hắn tự suy xét về kế hoạch của mình. Tuy bây giờ hắn căn bản còn chưa có phương án dự phòng nào hữu hiệu với cơn gió bão sắp kéo đến, thế nhưng hắn sẽ đẩy mạnh hoạt động bảo vệ động vật hoang dã và vệ sinh phòng dịch, như vậy xem như cho ra chút chuẩn bị đầu tiên. Đả kích buôn bán động vật hoang dã là một trong những phạm vi công tác của khối tư pháp trong tay Vương Tử Quân, chính hắn chỉ cần cho ra quyết định, như vậy nhất định sẽ có một trận chiến lớn. Nhưng phương diện vệ sinh phòng dịch thì căn bản không có giao cắt nhiều với quyền lực của hắn, người phụ trách công tác này chính là các vị phó chủ tịch, bọn họ chỉ có chút quan hệ với mình, nếu muốn người ta thực hiện theo đúng ý nghĩ của mình, chỉ sợ là mình thò tay quá dài. Mình và người ta không có quan hệ lệ thuộc. Người ta dựa vào cái gì để nghe mình? Vương Tử Quân nhíu mày, hắn bắt đầu lật sổ ghi số thông tin, khi hắn tìm được số điện thoại liên lạc của vị phó chủ tịch tỉnh kia thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Bí thư Vương, đây là văn kiện từ văn phòng đưa đến, xin ngài xem qua. Du Giang Vĩ nói xong thì đưa một chồng văn kiện đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy một văn kiện trên cùng mở ra xem, sau đó hắn khẽ nói với Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, hôm nay có sắp xếp gì quan trọng không? Bí thư Vương, vừa rồi cục trưởng Trân của cục công an tỉnh gọi điện thoại đến, nói rằng ngài có thời gian rảnh hay không, anh ấy muốn đến báo cáo công tác. Du Giang Vĩ nhìn qua sổ ghi chép của mình rồi dùng giọng chăm chú nói. Trân Hồng Lỗi những ngày qua tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng Vương Tử Quân vẫn không yên tâm với người này. Mặc dù phương diện đề bạt lên vị trí phó chủ tịch tỉnh thì mình đã cho đối phương một đòn nặng tay. Thế nhưng những gì mà Trân Hồng Lỗi kinh doanh được ở tỉnh Nam Giang những năm qua vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế. Lúc này Trân Hồng Lỗi đến báo cáo công tác với mình, có lẽ là vì nhân tuyển của Cục Công an thành phố Lâm Hồ. Hai ngày qua Vương Tử Quân nhận được không ít cuộc điện thoại, có rất nhiều người đề cử nhân tuyển cho hắn xem xét. Vương Tử Quân căn bản không thích những đề cử như thế này, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với những người kia, vì vậy mà trước nay mãi luôn pha trò cho qua. Nhưng hắn căn bản không thể nào có được nhân tuyển tốt cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ ngay vào lúc này, dù sao thì thời gian hắn đến tỉnh Nam Giang vẫn còn quá ngắn, căn bản không hiểu quá nhiều người. Nên cho ai đến thành phố Lâm Hồ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống. Khi Đoạn Văn Đống nhận điện thoại của Vương Tử Quân thì đúng lúc đang họp, hắn thấy điện thoại của V thì khẽ vung tay lên nói. Thật xin lỗi, Bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy gọi điện thoại, tôi phải nghe máy một chút. Chào Bí thư Vương, tôi là Đoạn Văn Đống, mong ngài cho chỉ thị. Dưới ánh mắt kinh sợ của đám cấp dưới, Đoạn Văn Đống đứng thẳng người nói vào trong điện thoại. Vương Tử Quân căn bản không nhìn được tình huống hiện tại của Đoạn Văn Đống, hắn cười nói vài câu với đối phương, lúc này mới khẽ nói.
Cục trưởng Văn Đống, anh bây giờ bận rộn không? Nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đoạn Văn Đống có bận rộn không? Tất nhiên là hắn cực kỳ bận rộn, lúc này hắn đang mở hội nghị liên tịch khối công an thành phố Đông Hồng. Nhưng Bí Thư Vương mở lời kêu gọi, hắn nào dám bỏ mặc được. Dù sao hắn đi đến vị trí hôm nay cũng là nhờ vào một tay tài bồi của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi sẽ qua ngay. Đoạn Văn Đống trả lời không chút do dự. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn lại đặt tâm tư lên phương diện đối phó với sự kiện kia. Trên phương diện đả kích con đường buôn bán động vật hoang dã trái luật có thể dùng thành phố Đông Hồng làm nơi thí điểm, để nổi lên tác dụng lớn. Đồng thời phương diện vệ sinh phòng dịch, chính mình cũng phải tìm người nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng Vương Tử Quân nên đi tìm ai, Bí Thư Diệp hay là Chủ tịch Trử Vận Phong? Rõ ràng Vương Tử Quân đến tìm nói chuyện với Diệp Thừa Dân thì sẽ tự do hơn, nhưng công việc này căn bản là chủ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói cách khác nếu như Trử Vận Phong có thể cùng quan điểm với hắn, như vậy rõ ràng là biện pháp thúc đẩy hoạt động này một cách nhanh nhất. Nhưng sự kiện vừa rồi ở thành phố Lâm Hồ đã làm cho hắn chơi cao tay với Trử Vận Phong một lần, lúc này Trử Vận Phong có thể dung nạp ý kiến của mình sao? Đoạn Văn Đống đi đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ, hắn thấy Du Giang Vĩ đang xem xét văn kiện, thế là khẽ nói. Cậu Du, Bí Thư Vương có ở trong phòng không? Du Giang Vĩ thấy Đoạn Văn Đống đi đến thì nhanh chóng đặt văn kiện xuống, hắn tươi cười nói. Cục trưởng Đoạn, mời ngài ngồi, Bí Thư Vương chưa đi ra ngoài. Du Giang Vĩ nói rồi nhanh chóng rót trà cho Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống khoát tay chặn hành động rót nước của Du Giang Vĩ, hắn nở nụ cười vui vẻ nói. Làm phiền cậu báo cáo cho Bí Thư Vương một tiếng, để xem lãnh đạo có triệu kiến tôi hay không. Tu Đoạn Văn Đống cản tay nhưng Du Giang Vĩ vẫn đặt một ly trà nóng xuống, lúc này mới cười nói. Cục trưởng Đoạn, vừa rồi Bí Thư Vương đã có phân phó, chỉ cần ngài đến thì mời vào trong phòng. Đoạn Văn Đống nhìn thấy Du Giang Vĩ chuẩn bị đi vào trong phòng của Vương Tử Quân thì khẽ hỏi. Cậu Du, cậu có biết Bí Thư Vương tìm tôi là có chuyện gì không? Nói thật thì lúc này Du Giang Vĩ căn bản không biết Vương Tử Quân tìm Đoạn Văn Đống để làm gì. Thế nhưng hắn là người đi theo Vương Tử Quân đã lâu, cũng xem như có kinh nghiệm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Hình như tâm tình của Bí Thư Vương không được tốt lắm. Chương 1180, lợi ích của quần chúng không phải việc nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời. Tuy dù Giang Vĩ chỉ nói một câu hời hợt nhưng Đoạn Văn Đống lại trầm hẳn xuống. Bí Thư Vương có tâm tình không tốt, đây căn bản không phải là tin tức tốt với hắn. Lãnh đạo cũng là người, cũng dễ thay đổi, vì cũng là người phải nếm khói lửa nhân gian, có ai bảo chứng mỗi ngày lãnh đạo đều hớn hở vui vẻ hòa nhã. Tất nhiên nếu như lãnh đạo có tâm tình tốt, như vậy cũng có lúc tâm tình không được tốt, vì vậy mà cũng là một việc thế nhưng lại có hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Đoạn Văn Đống hít vào một hơi thật sâu, hắn cùng Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau thời gian tiếp xúc nhiều với Bí Thư Vương, hắn càng ngày càng có tâm tư kính sợ với vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này. Văn Đống đến đấy à, anh ngồi đi. Vương Tử Quân thấy Đoạn Văn Đống đi vào thì nở nụ cười. Mặc dù tâm tình của hắn vào lúc này có chút trầm trọng, thế nhưng lúc này đang công tác, hắn căn bản không muốn để lộ ra tâm tình của mình. Đoạn Văn Đống nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thì an tâm hơn một chút, hắn cười nói lời chào hỏi Vương Tử Quân, sau đó cung kính ngồi xuống đối diện với lãnh đạo. Cục trưởng Văn Đống, gần đây công tác thế nào? Sau khi ném cho Đoạn Văn Đống một điếu thuốc, Vương Tử Quân khẽ hỏi. Đoạn Văn Đống cầm thuốc trong tay rồi trầm giọng nói. Bí Thư Vương, gần đây dưới sự quan tâm của lãnh đạo, đã có được vài phần thành tích. Đặc biệt là phương diện trộm cướp và lừa đảo, những thứ này có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, thế nên chúng tôi đã kích rất mạnh, căn bản cho ra nhiều hoạt động chuyên nghiệp, đã có được vài phần thành tích. Nhưng công tác của chúng tôi vẫn chưa đủ, những thứ này cần phải từng bước cải tiến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, gần đây hắn cũng luôn chú ý đến Đoạn Văn Đống. Dù sao thì vị trí cục trưởng cục công an thành phố của Đoạn Văn Đống cũng khá quan trọng, mà Đoạn Văn Đống là người được hắn nâng lên, nếu có chuyện gì xảy ra, sợ rằng người ta sẽ lấy đó làm cái cớ để nã pháo vào người hắn. Nhưng năng lực của Đoạn Văn Đống là quá rõ ràng, đặc biệt là những hoạt động sau khi nhận chức căn bản là rất tốt. Sau khi nói vài câu về công tác của thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân thay đổi chủ đề. Văn Đống,
anh có lẽ cũng đã nghe qua phương diện cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, bây giờ tỉnh ủy yêu cầu ủy ban tư pháp tỉnh ủy chọn ra một nhân tuyển tốt nhất trong đội ngũ của mình, thúc đẩy công tác của cục công an thành phố Lâm Hồ tiến lên giai đoạn mới. Anh có cho ra được nhân tuyển nào thích hợp không? Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Đoạn Văn Đống thật sự rung động, hắn tất nhiên có nghe nói về chuyện của cục công an thành phố Lâm Hồ, tất nhiên vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ lại được Vương Tử Quân tranh thủ được. Quyền quyết định thuộc về ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Kết quả như thế này không khỏi làm cho Đoạn Văn Đống cực kỳ bội phục. Hắn là một thành viên của cục công an, hắn biết rõ phương diện bổ nhiệm vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ là khó khăn thế nào. Trước kia khi Trần Hồng Lỗi tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh, vị cục trưởng cục công an tỉnh tiền nhiệm muốn thực hiện ý đồ của mình ở phương diện đề bạt vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng kết quả cuối cùng là vị kia căn bản không thực hiện được ý nghĩ của mình, ngược lại còn rơi vào tình huống phải nghỉ hưu sớm, không thể không tiếc nuối vì mình phải chào tạm biệt võ đài chính trị từ quá sớm. Không ngờ đến bây giờ chính Đoạn Văn Đống lại được tham gia vào phương diện bổ nhiệm nhạy cảm này. Bí thư Vương trưng cầu ý kiến của mình, mặc dù cuối cùng ý kiến của mình chưa chắc là quyết sách cho Bí thư Vương, thế nhưng ít nhất thì lời nói của Đoạn Văn Đống cũng sẽ có vài phần tác dụng. Lúc này Bí thư Vương ném sự việc này ra để thương lượng với mình, càng nói rõ Bí thư Vương tôn trọng mình. Từ đáy lòng bùng lên cảm giác cảm kích, Đoạn Văn Đống trầm ngâm giây lát rồi mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, nếu như lấy người từ trong ủy ban tư pháp thì tôi cảm thấy ổn thỏa nhất. Vương Tử Quân không nói gì, sao hắn chưa nghĩ qua phương diện này được. Nhưng trong ủy ban tư pháp không có mấy người có kinh nghiệm công tác ở cục công an, những người từng có kinh nghiệm thì cấp bậc lại quá cao. Qua độ tuổi xuống tuyến dưới nhận chức, nếu đi xuống dưới tọa trấn cục công an thì cũng căn bản là không thích hợp. Nếu như tạm thời không tìm được nhân tuyển phù hợp trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, Bí thư Vương, tôi cho rằng có thể suy xét từ nhiều phương diện khác. Trước đây vài năm cục trưởng Triệu muốn đề bạt nhân viên giám sát Ngô Tài Lưu của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến nhận chức cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là dùng giọng chú ý đề cử với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nghe nói qua về Ngô Tài Lư, nhưng hắn lại có ấn tượng với vị cục trưởng cục công an tiền nhiệm. Khi đó anh Triệu đề cử Ngô Tài Lư, như vậy Ngô Tài Lư chắc chắn là người có kinh nghiệm công tác trong cục công an, bây giờ Ngô Tài Lư là nhân viên giám sát của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, tất nhiên sẽ có vài phần ý nghĩ để hắn xem xét. Ngô Tài Lư này có năng lực thế nào? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Lúc này trái tim của Đoạn Văn Đống đã chạy lên cuống họng, hắn biết đây là thời điểm mấu chốt, nếu như nói đúng lời nói đi vào trong lòng Vương Tử Quân, như vậy tương lai của Ngô Tài Lư sẽ xuất hiện bước ngoặt lớn. Đoạn Văn Đống cũng không có giao tình gì đặc biệt với Ngô Tài Lư, thế nhưng hai người bọn họ cùng là người phải chịu đả kích, thế cho nên căn bản sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Đoạn Văn Đống căn bản còn có chút bội phục Ngô Tài Lư. Vì hắn khi còn ngồi không trong cục công an thành phố Đông Hồng thì căn bản cảm thấy dầu dĩ không vui, cực kỳ đè nén, thế nhưng Ngô Tài Lư lại căn bản là điềm nhiên như không, cực kỳ ung dung tiêu sái. Bí thư Vương, Ngô Tài Lư là người có nhiệt tình, năng lực công tác rất mạnh, trước kia từng là phó chi đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, cực kỳ có năng lực phá án, hơn nữa lại khéo hiểu lòng người, là một nhân tuyển cực kỳ có khả năng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh cảm thấy anh ấy đến đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ có thể trấn áp được cục diện không? Có thể, Ngô Tài Lư tuy nhìn qua luôn cười hì hì vui vẻ thế nhưng ra tay cực kỳ nghiêm túc. Khi anh ấy 26 tuổi thì được đề bạt làm phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, rất nhiều người căn bản không chịu phục, thế nhưng chỉ mất một năm thì uy tín căn bản còn vượt mặt vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự. Vương Tử Quân căn bản không nói gì thêm. Hắn chỉ thay đổi chủ đề. Cục trưởng Văn Đống, ngày hôm qua tôi đi dùng cơm với chủ tịch Chí Đạo, có người tặng cho một phần súp long hổ tế hội, nghe nói giá cả không thấp. Chương 1181, Gia Cát cả đời cẩn thận. Đoạn Văn Đống đang suy nghĩ xem Bí Thư Vương sẽ nói gì về Ngô Tài Lư, thật không ngờ tư duy của Bí Thư Vương lại xoay chuyển quá nhanh, mới đó đã rời lên phương diện ăn uống. Đoạn Văn Đống căn bản không hiểu rõ tâm tư của Bí Thư Vương. Chỉ có thể nói, đây là món ăn nổi tiếng của tỉnh Nam Giang, nghe nói mùi vị không tệ. Anh biết nguyên liệu chế biến món long hổ tế hội sao? Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không có chút biến đổi,
thế nhưng đã bắt đầu đốt điếu thuốc trong tay. Làm bằng nguyên liệu gì? Đoạn Văn Đống không phải là người ngu, chỉ sau nháy mắt thì hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn chợt kinh hoàng, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, nguyên liệu làm nên món long hổ tế hội là rắn và cầy hương. Vương Tử Quân không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng nhìn Đoạn Văn Đống. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Đoạn Văn Đống cảm thấy trái tim mình đập lên rất mạnh, đầu óc liên tục vận chuyển, Vương Tử Quân tự mình hỏi về nguyên liệu chế tác một món ăn, rốt cuộc là có ý gì. Đoạn Văn Đống không thể không thừa nhận Vương Tử Quân là người có ơn tri ngộ với mình. Vì hắn là người bị ghẻ lạnh quá lâu, bây giờ được Vương Tử Quân đẩy lên vị trí này, không phải vì hắn là người tài giỏi. Hắn cảm giác được bây giờ mình chỉ có thể cho tinh thần và thể xác vào trong một cái túi, sau đó ném vào trong lòng Vương Tử Quân, thực hiện theo đúng chỉ lệnh của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác của mình, sau khi quay về nhất định sẽ cho ra hoạt động đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã, sẽ nghiêm trị không tha những phần tử phạm pháp trái luật, sẽ cố gắng chứng thực công tác bảo vệ động vật hoang dã. Đoạn Văn Đống nhanh chóng cho ra phản ứng như vậy làm cho Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy tán thưởng. Lúc này người dưới tay Vương Tử Quân không quá nhiều, người có thể sử dụng được lại càng ít, nhưng hắn luôn áp dụng nguyên tắc bình tĩnh không ẩu tả. Đoạn Văn Đống có thể nhanh chóng thầm hiểu ý nghĩ của hắn, nói rõ sau này Đoạn Văn Đống còn có không gian tiến lên. Anh là người phụ trách ở thành phố Đông Hồng về phương diện bảo vệ động vật hoang dã, dù sao thì nghiệp vụ của Cục Lâm nghiệp cũng được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Cục Công an. Nhưng đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã cũng không phải chỉ thực hiện ở thành phố Đông Hồng, còn phải mở rộng ra các thành phố khác trong tỉnh. Tôi chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã ra toàn tỉnh, thành phố Đông Hồng lại càng là phát súng đầu tiên, anh nhất định phải làm cho tốt. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn cũng có chút nghi hoặc, vì sao Bí Thư Vương lại thúc đẩy hoạt động đả kích đám tội phạm buôn bán động vật hoang dã vào lúc này. Tuy Đoạn Văn Đống không rõ nhưng vẫn phải tích cực chấp hành, vì dù sao đây cũng là hoạt động mà Bí Thư Vương muốn thúc đẩy, chính mình là cấp dưới được ủy thác, tất nhiên phải đề cao tinh thần để làm cho thật tốt. Có thể hoàn thành được hay không là vấn đề thể lực, thế nhưng có đi làm hay không lại là thái độ. Nếu như mình có biểu hiện tiêu cực, không khác chui đầu vào giỏ, căn bản là không sáng suốt. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ nắm chắc tâm lý, sẽ cho ra mở đầu thuận lợi. Đoạn Văn Đống báo cáo thêm vài hạng mục công tác rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Đoạn Văn Đống rời đi, Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những biểu hiện của đối phương khi trò chuyện với mình. Tuy Đoạn Văn Đống tỏ vẻ 100% chấp hành chỉ thị của mình, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra chút khó hiểu của đối phương ở phương diện này. Đoạn Văn Đống là người được mình đề bạt lên vị trí hiện tại cũng khó hiểu tâm tư này, nếu như người khác thì thế nào? Chỉ sợ có người nói mình chỉ thích chiến công lớn. Nhưng dù người ta nói cái gì thì Vương Tử Quân cũng không định phản bác, hắn làm việc này chủ yếu là vì không muốn thẹn với lương tâm. Cục trưởng Trân, mời ngài đi bên này. Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ là Vạn Thạch Tắc đưa Trân Hồng Lỗi đi lên một căn phòng trên lầu 9. Tuy bây giờ không phải đang ở trong đơn vị của mình thế nhưng gương mặt Trân Hồng Lỗi vẫn cực kỳ âm trầm, điều này làm cho Vạn Thạch Tắc cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Năm xưa khi Vạn Thạch Tắc làm phó cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ thì Trân Hồng Lỗi là cục trưởng, đã nhiều năm trôi qua thế nhưng quyền uy của Trân Hồng Lỗi vào lúc đó vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Trên đường đi Vạn Thạch Tắc rất muốn trò chuyện cùng Trân Hồng Lỗi, thế nhưng gương mặt Trân Hồng Lỗi căn bản là căng cứng, làm cho hắn phải ngậm miệng lại. Mặc dù sau khi Trân Hồng Lỗi tiến lên làm cục trưởng Cục Công an tỉnh thì hai người ít qua lại với nhau, thế nhưng theo những gì Vạn Thạch Tắc hiểu về Trân Hồng Lỗi, lúc này Trân Hồng Lỗi có phải đang thật sự tức giận hay không, Vạn Thạch Tắc hiểu rất rõ. Trân Hồng Lỗi thích bày ra gương mặt đen nhẻm nghiêm túc, nhưng đại đa số thời gian thì tâm tình của Trân Hồng Lỗi căn bản là không quá tệ, thế nhưng hôm nay không phải là ngày thường có thể so sánh được. Ha ha ha, Cục trưởng Trân, ngài là khách quý thật sự khó mời, anh em chúng ta đã lâu ngày không tụ hội, hôm nay phải uống vài ly mới được. Không chờ Vạn Thạch Tắc đẩy cửa đi vào, Thích Phúc Lai đã từ trong phòng đi ra, hắn nở nụ cười vui vẻ vươn tay với Trân Hồng Lỗi. Trân Hồng Lỗi thấy Thích Phúc Lai đưa tay ra, hắn trầm ngâm giây lát rồi cũng vươn tay nói. Chào Bí Thư Thích, tuy là chiến hữu chung chiến hào nhưng quan hệ giữa Thích Phúc Lai và Trân Hồng Lỗi căn bản là không quá tốt. Năm xưa hai người một là phó bí thư chủ quản khối tư pháp,
một là phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an. Tuy hai bên có biểu hiện rất tốt, thế nhưng vì quyền lợi sinh xấu xa, thế cho nên có vài khúc mắc luôn chôn chặt trong lòng hai người. Trong phòng ngoài Thích Phúc Lai còn có vài thành viên ban ngành của thành phố Lâm Hồ. Khi hai người Thích Phúc Lai và Trần Hồng Lỗi bắt tay nhau, những người khác cũng đứng cả lên. Vì Trần Hồng Lỗi là người đi ra từ thành phố Lâm Hồ, thế cho nên cũng có quen biết đám người này. Sau khi bắt chuyện đơn giản thì Thích Phúc Lai chuẩn bị đưa Trần Hồng Lỗi đi đến vị trí đã định sẵn. Hai người đều là ủy viên tỉnh ủy, vị trí cũng quan trọng gần như nhau, ai ngồi chỗ nào cũng được. Dưới sự nhiệt tình của Thích Phúc Lai, Trần Hồng Lỗi từ chối vị trí chủ vị, thế nhưng cuối cùng cũng phải ngồi xuống. Cục trưởng Trần, hai người chúng ta đã lâu rồi không ngồi với nhau thì phải. Thích Phúc Lai tiếp nhận khăn nóng của nhân viên phục vụ, hắn vừa lau mặt vừa cười nói. Trần Hồng Lỗi gật đầu nói. À, thật sự đã lâu rồi chưa được ngồi cùng nhau. So sánh với thái độ cứng nhắc của Trần Hồng Lỗi, Thích Phúc Lai căn bản có biểu hiện mạnh vì gạo bạo vì tiền, hắn cười ha hả nói. Nói ra cũng là lỗi của tôi, mỗi ngày đều bận rộn hoa cả mắt, thế nhưng dù bận rộn thế nào thì cũng phải bỏ ra chút thời gian uống rượu với anh mới đúng. Bây giờ chúng ta cạn chén, xem như tôi xin lỗi. Thích Phúc Lai nói một câu xin lỗi tuy không biết thật giả thế nhưng lúc này Trần Hồng Lỗi vẫn phải nể mặt. Hắn nâng ly rượu cùng với Thích Phúc Lai, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hồng Lỗi vẫn hào sảng như năm xưa, khi đó chúng ta cộng sự với nhau, tôi thích nhất là lúc uống rượu với Cục trưởng Hồng Lỗi. Các anh không biết đấy thôi, Cục trưởng Hồng Lỗi được Chủ tịch Vận Phong nhận định là người uống rượu cực kỳ ngay thẳng. Thích Phúc Lai cười ha hả nói với đám người Vạn Thạch Tắc. Trần Hồng Lỗi được Bí thư Thị ủy Ninh hót, tất nhiên đám người khác sẽ không làm trái ý lãnh đạo, cả đám đều nói những lời kính ngưỡng với Cục trưởng Trần, thế nên bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Trần Hồng Lỗi tuy có ý nghĩ của mình, thế nhưng đối diện với đồng sự năm xưa, vẫn nở nụ cười hớn hở. Thích Phúc Lai nhìn nụ cười trên gương mặt đen nhẻm của Trần Hồng Lỗi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cục trưởng Hồng Lỗi, lần này tôi căn bản là dùng người không tốt trong sự kiện thì đắc tiêu. Còn bà nó thì đắc tiêu căn bản là uổng phí tâm huyết của tôi. Trước nay tôi coi trọng anh ta, không ngờ anh ta lại là người ngu ngốc. Sau khi uống hết một chai rượu thì Thích Phúc Lai bắt đầu mở miệng mắng người. Trần Hồng Lỗi căn bản nhìn ra được lời nói tức giận của Thích Phúc Lai có bao nhiêu phần là thật. Năm xưa khi thì đắc tiêu được điều động lên làm Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ, ý kiến của hai người là trái ngược nhau. Trần Hồng Lỗi kiên quyết phản đối, Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ lại giữ thái độ kiên quyết ủng hộ thì đắc tiêu tiến lên, cuối cùng ý kiến của Thích Phúc Lai chiếm thế chủ động. Lúc này Thích Phúc Lai mở miệng tự phê bình, chỉ sợ là làm tiền đề cho đề tài tiếp theo. Tuy Trần Hồng Lỗi cảm thấy biểu hiện của Thích Phúc Lai có chút hèn mọn, thế nhưng dù thế nào thì Thích Phúc Lai cũng tự phê bình mình trước mặt nhiều người, Trần Hồng Lỗi dù thế nào cũng phải nể mặt đối phương. Không nhìn tăng cũng phải nể mặt Phật. Nếu như chính mình biểu hiện quá mức cao điệu, chỉ sợ đối phương sẽ mất hứng. Bí thư Thích, chi nhân chi diện bất chi tâm, trước kia thì đắc tiêu từng là thủ hạ của tôi, nói thật thì tôi rất hài lòng với phong cách xử lý sự việc của anh ấy. Năm xưa khi rời khỏi thành phố Lâm Hồ, tôi có toàn tính đề cử anh ấy làm phó cục trưởng cục công an thành phố. Trần Hồng Lỗi dùng giọng nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng lời nói như vậy căn bản lại hạ bậc thang cho Thích Phúc Lai đi xuống. Ý nghĩ của Trần Hồng Lỗi căn bản là rất đơn giản, đó không phải chỉ là mình Thích Phúc Lai anh nhìn lầm người, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Câu nói này ra khỏi miệng Trần Hồng Lỗi làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất vui, hắn nâng ly rượu lên nói. Gia Cát cả đời cẩn thận còn phải để mất Phố Đình, hai người chúng ta luôn chú ý công tác thế nhưng cũng có lúc nhìn lầm người. Hai ly rượu cùng vào nhau, rõ ràng có ý nghĩa nở nụ cười xóa bỏ ân oán, trên mặt hai người xuất hiện nụ cười tươi mới. Thích Phúc Lai nhìn thoáng qua đám người đến tiếp khách ở bốn phía, sau đó cười nói. Cục trưởng Trần, hai người chúng ta trò chuyện một chút. Trần Hồng Lỗi căn bản không có hứng thú với những lời nói không có ý nghĩa của Thích Phúc Lai, thế cho nên mới cùng Thích Phúc Lai đi vào trong phòng bàn bạc. Nhân viên phục vụ đi vào phòng dâng trà rồi nhanh chóng bỏ đi. Cục trưởng Trần, lần này thành phố Lâm Hồ thật sự mất mặt, trước đó tôi đã làm kiểm điểm sâu sắc với Chủ tịch Trử. Tuy Chủ tịch Trử an ủi tôi không nên tiếp tục phạm sai lầm, thế nhưng tôi có thể thấy được Chủ tịch Trử đang rất mất hứng. Thích Phúc Lai cũng không tiếp tục nói lung tung, bắt đầu dùng giọng trầm trọng nói.
Trần Hồng Lỗi thầm nghĩ trong lòng, hừ, mất hứng thì đúng rồi. Thành phố Lâm Hồ là nơi mà Chủ tịch Trử làm bàn đạp tiến lên, những năm qua luôn đứng đầu ở tất cả công tác trong tỉnh, thế nhưng bây giờ anh làm thành phố Lâm Hồ mất mặt, cho dù Chủ tịch Trử có tâm tình sâu rộng cũng khó thể vui vẻ được. Nếu như ở bên ngoài thì Trần Hồng Lỗi có thể sẽ an ủi Thích Phúc Lai hai câu, thế nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư như vậy. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, chỉ cần năm nay thành phố Lâm Hồ có thể cho ra được thành tích, có lẽ chủ tịch sẽ bớt giận. À, tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế tôi chuẩn bị đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Lâm Hồ, thúc đẩy kinh tế phát triển lên giai đoạn mới. Sau này mong Cục trưởng Trần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai dù sao cũng không phải là người thường, hắn nhanh chóng che giấu cảm giác bức bối, sau đó nở nụ cười nói với Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi cũng không từ chối, hắn trầm giọng nói. Có thể thì tôi nhất định sẽ không chối từ, nhưng anh cũng hiểu công tác của tôi rồi đấy, cũng không có nhiều sự giúp đỡ với phương diện phát triển kinh tế địa phương. Ha ha ha, Cục trưởng Trần quá khách khí rồi, sau này sẽ không thiếu tình huống làm phiền anh. Thích Phúc Lai nói xong thì lấy ra một tờ giấy. Vì tăng cường năng lực hộ giá hộ tống của Cục Công an thành phố Lâm Hồ với phương diện phát triển kinh tế, chúng tôi cố ý điều một nhóm binh hùng tướng mạnh đến công tác ở Cục Công an thành phố. Đây là bản thảo, Cục trưởng Trần là chuyên gia, mong anh xem qua có chỗ nào cần điều chỉnh hay không. Trần Hồng Lỗi tiếp nhận bản thảo nhìn qua vài lượt, hắn chợt nở nụ cười. Tuy Trần Hồng Lỗi rời khỏi thành phố Lâm Hồ vài năm thế nhưng vẫn biết những cái tên kia là của người nào. Những người này căn bản không những chỉ có bản lĩnh, hơn nữa còn hơn một nửa là thủ hạ thân cận của hắn năm xưa. Lúc này Thích Phúc Lai đề bạt bọn họ, ý nghĩ là gì thì không cần nghĩ cũng biết. Có câu người kính ta một thước thì ta kính người một trượng, Trần Hồng Lỗi tuy là một vị quan mặt đen thế nhưng không phải là người không am hiểu phương diện kéo quan hệ. Bí thư Thích, tôi nhất định sẽ giúp đỡ lớn nhất với công tác của thành phố Lâm Hồ. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, cộng thêm sự cố gắng của hai người chúng ta, nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi được cục diện bị động vào lúc này. Trần Hồng Lỗi nói xong những lời này thì Thích Phúc Lai cũng nở nụ cười hiểu ý. Thích Phúc Lai nhìn chỗ trống đầu tiên trên bản thảo, hắn thu lại nụ cười của mình. Hắn nâng bình trà lên rót vào ly cho Trần Hồng Lỗi, sau đó mới nói. Cục trưởng Trần, đã định ra vị trí cục trưởng Cục Công an chưa? Tôi không biết. Trần Hồng Lỗi nói rồi khóe mắt lộ ra chút lo lắng. Hắn vô thức cắn môi rồi nói tiếp. Anh cũng không phải không biết người kia đề phòng tôi thế nào, anh ta sao có thể cho tôi cơ hội lên tiếng được. Đề phòng thì thế nào, cho dù hắn đi đến thì có thể lật trời được sao? Thích Phúc Lai có chút hổn hển. Chương 1182, một loại tín hiệu truyền lại. Hai người giống như hai anh hùng cùng chung chính kiến, khó có được thời cơ ăn ý như hôm nay, sau khi cười lớn vài tiếng thì cùng nhau ra khỏi phòng. Lúc này đám người bên ngoài đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, Vạn Thạch Tắc thấy hai người đi ra thì tiến lên góp vui. Hai vị lãnh đạo, hai vị đã chế nãi nhiều rượu, lúc này chúng tôi kính hai vị lãnh đạo một ly, mong sao sau này chúng ta càng ngày càng công tác tốt. Vạn Thạch Tắc nói ra những lời này thì người bên cạnh cũng nâng ly lên, Thích Phúc Lai và Trần Hồng Lỗi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nâng ly rượu lên. Khi mọi người đang uống rượu thì chợt nghe thấy bên ngoài có chút rối loạn. Trần Hồng Lỗi và Thích Phúc Lai đặt ly rượu xuống, Thích Phúc Lai lại dùng giọng bất mãn nói với Vạn Thạch Tắc ở bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Vạn Thạch Tắc cảm thấy rất uất ức, thầm nghĩ mình nào phải là người có thiên lý nhãn. Mọi người đều ngồi ở chỗ này, mình nào biết được bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn cũng không dám phát tiết, vì vậy chỉ nói. Tôi ra ngoài xem thế nào. Trước mặt Thích Phúc Lai và Trần Hồng Lỗi thì Vạn Thạch Tắc tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng khi đi ra ngoài cửa thì nhanh chóng lên giá. Hắn nhìn tên phó giám đốc khách sạn đang vội vàng chạy đến, thế là lạnh giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Cục Công an và Cục Lâm nghiệp cùng liên hợp mở rộng hoạt động đã kích hành vi mua bán động vật hoang dã. Viên phó giám đốc khách sạn là cán bộ thành phố Lâm Hồ, hắn rất sợ hãi Vạn Thạch Tắc, khi thấy gương mặt âm trầm của Vạn Thạch Tắc thì vội vàng dùng giọng cực kỳ cẩn thận nói. Kiểm tra tình huống mua bán động vật hoang dã. Vạn Thạch Tắc nhìn gương mặt của viên phó giám đốc khách sạn, hắn cảm thấy rất mất vui. Viên giám đốc khách sạn cũng hiểu rõ, thật ra hắn cũng rất oan uổng.
Hắn trước nay luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền, luôn lấy danh nghĩa của văn phòng khu thường trú của thành phố Lâm Hồ ở Đông Hồng để kết giao với nhiều người, mà nhiều người cũng nể mặt hắn. Nhưng hôm nay khi hắn muốn biểu hiện trước mặt Bí Thư Thích, đám nhân viên kiểm tra đã chạy đến đột kích bất ngờ, kiểm tra khách sạn thành phố Lâm Hồ. Bí Thư Vạn, nghe nói là sắp xếp của Cục trưởng Cục Công an thành phố, yêu cầu tiến hành kiểm tra tất cả cửa hàng quán ăn và khách sạn trong thành phố. Bây giờ đang tiến hành xem xét kiểm tra, kẻ nào phạm pháp sẽ cho ra ánh sáng, tiến hành xét xử cùng một chỗ, còn có nhân viên của đài truyền hình đi theo. À, anh ra đối phó một chú cho xong đi. Vạn Thạch Tắc không muốn nói nhiều với viên phó giám đốc khách sạn, hắn nói rồi đi vào phòng. Lúc này Trần Hồng Lỗi và Thích Phúc Lai còn đang chờ tin tức của Vạn Thạch Tắc. Sau khi Vạn Thạch Tắc đi vào trong phòng thì nhanh chóng báo cáo. Hai vị lãnh đạo, lúc này Cục Công an thành phố Đông Hồng đang tổ chức hoạt động đả kích hành vi mua bán động vật hoang dã. Thích Phúc Lai căn bản không thèm quan tâm đến một hoạt động nho nhỏ như vậy, nhưng Trần Hồng Lỗi thì nghe và hiểu ra vấn đề. Hắn nhướng mày thầm phỏng đoán xem lần này Đoạn Văn Đống muốn làm cái quái gì. Theo như kinh nghiệm công tác lâu năm của Trần Hồng Lỗi, hắn biết rõ đây là thời điểm mà Đoạn Văn Đống cực kỳ cấp bách muốn làm ra thành tích, tất nhiên phải thực hiện nhiều hoạt động. Thế nhưng hành động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã không nằm trong số chiêu thức mà Cục trưởng Cục Công an cần ra tay, Đoạn Văn Đống không phải là người ngu, bây giờ gióng trống khua chiêng đi thực hiện hành động này, tất phải có ý nghĩ của riêng mình. Trần Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên bấm số của một vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng. Vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng bên kia nhận được điện thoại của Trần Hồng Lỗi và cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vì kích động nên ăn nói có hơi lắp bắp. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu gì về hoạt động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã lần này, chỉ nói là Đoạn Văn Đống đột nhiên liên lạc với người của Cục Lâm nghiệp, tổ chức một hoạt động như vậy. Anh nói hành động này cũng không phải là phía Cục Lâm nghiệp chủ động liên lạc với Cục Công an sao? Trần Hồng Lỗi có chút giật mình. Sau khi tìm được câu trả lời của đối phương, Trần Hồng Lỗi đặt điện thoại xuống. Hắn cẩn thận suy xét, cảm thấy sự việc này căn bản không ra gì, thế cho nên không quá quan tâm. Bí Thư Thích, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau, tôi đi trước đây. Trần Hồng Lỗi bị những chuyện nhỏ nhặt quấy rối mà cảm thấy mất hứng. Thế là hắn khẽ nói lời cáo từ với Thích Phúc Lai. Vương Tử Quân lật báo chí ra xem, vẻ mặt xuất hiện nụ cười. Tuy chỉ là một hoạt động nhưng đã giải cứu được hơn 3.000 động vật hoang dã, trong đó có hơn 200 động vật quý hiếm cấp 2. Thành tích lần này căn bản là khá tốt, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân coi trọng hoạt động này. Dưới sự tuyên truyền của báo chí, hắn đã cho ra chỉ thị tiến hành đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã khắp tỉnh Nam Giang. Tiến hành xử lý cực kỳ nghiêm túc những phần tử trái luật. Mặc dù hoạt động lần này căn bản không xử lý tận gốc hành vi mua bán động vật hoang dã, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể tin nó nhất định sẽ đả kích nặng nề vào đám người mua bán động vật hoang dã, vì vậy mà giảm bớt số người ăn thịt cầy hương, căn bản có tác dụng không nhỏ đến phương diện bảo vệ tài nguyên rừng. Nếu hành động này có thể ức chế được tình huống ăn thịt động vật hoang dã tràn lan thì quá tốt. Vương Tử Quân suy tư giây lát. Hắn lại nghĩ đến phương diện mình còn có việc cần làm, thế là quyết định đi gặp mặt vị phó chủ tịch tỉnh nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh. Tuy sự việc không nhất định sẽ đi theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản sự việc phát sinh, hắn coi như làm tốt nhất trong khả năng của mình. Chào Chủ tịch Trình, tôi là Bí Thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Sau khi nối thông điện thoại, Vương Tử Quân cười nói với đầu dây bên kia. Phó Chủ tịch Trình là một lãnh đạo nữ. Dù Vương Tử Quân từng gặp nhưng cũng chưa từng có quan hệ gì. Sau khi nghe Vương Tử Quân giới thiệu thì Chủ tịch Trình cười nói. Chào Bí Thư Vương, ngài gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao? Vương Tử Quân và Phó Chủ tịch Trình căn bản là hai người có cấp bậc trong tỉnh khá khác nhau, mặc dù Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng hắn cũng không dám cho ra chỉ thị với đối phương, người ta nói như vậy chủ yếu là khách khí mà thôi. Ha ha ha, chị Trình. Chị nói vậy cũng làm tôi kinh sợ, tôi nào dám ra chỉ thị với chị. Vương Tử Quân nở nụ cười nịnh nọt làm cho Chủ tịch Trình cảm thấy rất vui, nàng cười nói. Được rồi, Bí Thư Vương, ngài là lãnh đạo tỉnh ủy, ngài có gì cứ nói thẳng. Hai người nói rồi cùng nở nụ cười, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói. Chị Trình, hôm nay ngài có thời gian không? Tôi nghe nói ở Thành Tây vừa mở một quán cà phê.
tôi mời ngài uống cà phê được không? Chương 1183, tôi muốn sao sáng quanh trăng chứ không phải là nội bộ lục đục. Trình Viên Lệ thấy sau khi đi vào Nam Giang thì nhiều người cho rằng Vương Tử Quân là một thư sinh cảm tính vô dụng, nhưng trên thực tế thì thủ đoạn của người này lại cách biệt một trời một vực so với vẻ bề ngoài. Nhìn qua thì thấy mỗi việc đều được Vương Tử Quân xử lý cực kỳ bình thản vô lực, hoàn toàn không có người nào và không có ai nghĩ rằng Bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là một người có khí thế bạt thiên nuốt sơn hà. Nhưng thực tế sau khi tiếp xúc chính thức thì anh sẽ cảm nhận được một tên bạch diện thư sinh như Vương Tử Quân căn bản là người tràn đầy lực lượng. Chỉ là lực lượng của Vương Tử Quân không phải là tự nhiên cậy mạnh, là tràn đầy lực lượng trí tuệ, tư tưởng, là một lực lượng kiên nhẫn, lấy bốn lượng đẩy nghìn quân, lấy nhu thắng cương, cũng không ai dám xem thường. Ai có thể nghĩ một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi như vậy lại cao tay như thế? Cũng có ai dám nghi ngờ một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này không bay lên trời cao, tương lai tỏa sáng, có vị trí vấn thiên. Vì vậy Trình Viên Lệ tất nhiên rất vui khi có quan hệ với Vương Tử Quân. Thấy Vương Tử Quân hỏi nàng về lĩnh vực này, nàng cũng không tỏ ra không hài lòng mà chân thành nói. Cái này cần ít nhất 1 tỷ. Trước mắt thì tỉnh ủy đã có dự thảo tài chính, nếu để cho chủ tịch trừ bỏ ra 1 tỷ cho công tác y tế vệ sinh, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Tuy trước đó đã nghĩ về phương diện này, thế nhưng sau khi nghe Trình Viên Lệ nói như vậy thì Vương Tử Quân vẫn rất thất vọng. Rất nhiều chuyện không phải là nghĩ tốt thì sẽ thành công, vì trong quá trình áp dụng căn bản sinh ra cực kỳ nhiều nhân tố chế ước. Nhưng, Bí thư Tử Quân, anh cũng không cần nản chí, so với vài năm trước thì lúc này trình độ y tế đã được đề cao rất nhiều. Tôi tin tưởng với mức độ phát triển như bây giờ, trong vòng 10 năm nữa nhất định sẽ đạt đến mức tiên tiến trên thế giới. Trình Viên Lệ nhìn thấy Vương Tử Quân cau mày thì khẽ nói. Tuy Vương Tử Quân tươi cười rời đi nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái. Từ những lời nói vừa rồi với Trình Viên Lệ, hắn biết rõ Trình Viên Lệ là một người phụ nữ có khả năng, thế nhưng nàng cũng cực kỳ bị trói buộc. Làm việc gì trước tiên là phải có tiền, tất nhiên tiền của Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản là dùng vào nhiều việc. Chỉ khi nào Vương Tử Quân có chứng cứ rõ ràng là không đầu tư tiền của vào phương diện vệ sinh y tế thì sinh ra tổn thất lớn, như vậy Trừ Vận Phong sẽ không nói nhiều mà dốc sức giúp đỡ, thế nhưng hắn tìm được chứng cứ hay thứ gì đó tương tự sao? Chỉ sợ những chuyên gia có uy tín lớn cũng không dám cho ra những tiên đoán như vậy, nếu như Vương Tử Quân nói lời như thế, chỉ sợ cũng chỉ giống như những bộ phim hài, trở thành đối tượng bị người ta đàm tiếu. Nói không chừng Bí thư Diệp sẽ vì chuyện này mà đặc biệt đến tìm mình. Yêu cầu mình nên chuyên tâm công tác, không nên mãi suy nghĩ về những thứ không thuộc quyền hạn của mình. Vương Tử Quân thở dài một hơi, tuy khi nghĩ đến chuyện này thì hắn cũng ý thức được con đường phía trước rất khó khăn, thế nhưng khi khó khăn bày ra trước mắt thì hắn vẫn cảm thấy vò đầu bứt tai. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác. Bí thư Vương, vừa rồi Chủ tịch Chí Đạo gọi điện thoại đến, muốn báo cáo công tác với ngài. Dù Giang Vĩ luôn quan sát Vương Tử Quân. Khi thấy vẻ mặt Bí thư Vương bình tĩnh trở lại thì khẽ nói. Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến có ý nghĩ gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Lúc này đối phương là chủ tịch thành phố Ô Phổ, căn bản không có công tác gì cần báo cáo cho mình, gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn tỏ ra tôn trọng một vị lãnh đạo cũ như mình. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Mạnh đi, tôi muốn nói vài lời với anh ấy. Du Giang Vĩ nhanh chóng bấm số của Mạnh Chí Đạo. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của Mạnh Chí Đạo thì Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Mạnh, anh bận rộn gì không? Bí thư Vương, bây giờ tôi chủ yếu là làm quen tình huống. Đây là lần đầu tiên tôi làm lãnh đạo một địa phương, căn bản có chút cẩn thận. Mạnh Chí Đạo nói, giọng điệu cực kỳ cẩn thận. Sau khi nói về những tình huống công tác ở thành phố Ô Phổ, Mạnh Chí Đạo khẽ nói. Bí thư Vương, khi ngài còn công tác ở thành phố La Nam, ngài đã đẩy La Nam trở thành một địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ trong cả nước. Bây giờ tôi còn chưa cho ra được ý nghĩ nào để phát triển kinh tế thành phố Ô Phổ, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Kính xin Bí thư Vương chỉ điểm một chút, nếu tôi không làm ra thành tích tốt ở thành phố Ô Phổ thì căn bản là quá xấu hổ, cũng xem như làm cho ngài phải xấu hổ. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Chí Đạo, tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Lúc này điều anh cần làm chính là dung nhập vào trong ban ngành thành phố Ô Phổ, còn những chuyện khác để sau này hãy nói. Vương Tử Quân nói rồi nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục. 2 ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Ô Phổ nghiên cứu công tác.
Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chủ yếu là vì điều này. Hắn cũng không phải muốn mượn thế ép người, thật sự là anh nếu không có hậu trường, người ta không biết còn tưởng anh đang bị lãnh đạo thất sủng. Mạnh Chí Đạo cảm tạ vài lời, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Chí Đạo, anh đi làm cho Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thiếu đi một vị phó bí thư, anh cảm thấy ai là người tiếp nhận vị trí của mình là tốt nhất? Tiếp nhận vị trí của mình. Những ngày qua Mạnh Chí Đạo căn bản cũng nghĩ đến phương diện này, khi hắn rời khỏi Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thì có không ít người chào hỏi trong tối ngoài sáng, hy vọng sẽ được hắn giúp đỡ tiến lên vị trí phó bí thư Ủy ban Tư pháp. Những chuyện liên quan đến nhân tình thì Mạnh Chí Đạo căn bản là mở miệng đồng ý rất hay, thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ không phải là mình đề cử ai, căn bản là bây giờ bí thư Vương muốn ai tiến lên. Lúc này Vương Tử Quân hỏi ý kiến của mình, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, tôi cảm thấy Lý Giang Long của Ban Chính trị và nhân viên giám sát Trần Trường Thuận rất thích hợp. Vương Tử Quân cười cười cũng không tỏ thái độ, Mạnh Chí Đạo cũng hiểu những lời của mình chỉ có tác dụng cổ vũ, lúc này Vương Tử Quân không lên tiếng đề cập đến thì hắn cũng không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân quyết định hai ngày nữa sẽ đến thành phố Ô Phổ, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn nằm trên xe lẳng lặng nghĩ về phương diện điều chỉnh trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Lúc này có ba người trong Ủy ban Tư pháp đi ra ngoài nhận công tác mới, hơn nữa chiếc ghế thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Tư pháp còn đang để trống, cũng nên có người chêm vào. Phải làm sao để xử lý phương diện này, Vương Tử Quân là người từng nắm quyền thành phố La Nam, hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi hắn hỏi ý kiến của Mạnh Chí Đạo, chỉ là muốn chứng minh những suy nghĩ trong lòng mình. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy. Bí thư Ủy ban Tư pháp hắn có quyền uy cực kỳ mạnh mẽ trong Ủy ban Tư pháp. Các vị phó bí thư khác căn bản không thể cho ra chút tác dụng nào ở phương diện mà chính hắn có thể cho ra quyết định áp đảo. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy rất phiền muộn vì sự kiện vệ sinh y tế. Những gì Trình Viên Lệ nói đều là tình hình thực tế, đừng nói là hắn, cho dù là bí thư Diệp lúc này cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì để đẩy tài chính trong tỉnh nghiêng về phương diện này. Bây giờ nên làm gì? Ra tay từ các thành phố trong tỉnh sao? Vương Tử Quân cũng hiểu tình huống của các thành phố trong tỉnh vào lúc này. Tuy có sự giúp đỡ từ tỉnh Nam Giang, thế nhưng các tỉnh vẫn ăn cơm tài chính, nếu anh để cho thành phố địa phương bỏ tiền vào y tế vệ sinh, chỉ sợ không dễ dàng chút nào. Vương Tử Quân cảm thấy phiền não, cuối cùng tạm gác sự việc sang một bên. Lúc này trời sắp mưa, gái sắp đi lấy chồng, nếu đã khó tránh thoát thì chỉ có thể cố gắng hết sức là được. Mưa đổ xuống làm cho thành phố Đông Hồng có chút mông lung, thời tiết nóng bức cũng mát mẻ hẳn lên. Trong khu văn phòng 4 tầng của phòng tổ chức tỉnh ủy, Lục Trạch Lương đang phê duyệt văn kiện. Lúc này phó chủ nhiệm Bành Quảng Tu của văn phòng phòng tổ chức đang cẩn thận đứng bên cạnh Lục Trạch Lương. Bành Quảng Tu hơn 40 tuổi, gương mặt mập mạp luôn treo nụ cười, căn bản giống như một thái giám nội cung. Lúc này Bành Quảng Tu rất cẩn thận, hắn là người thường xuyên công tác bên cạnh lãnh đạo. Hắn biết gần đây trưởng phòng Lý rất mất hứng. Mạnh Chí Đạo là người chiếm vị trí chủ tịch thành phố Ô Phổ. Đây là gì? Rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của trưởng phòng Lục. Tuy trưởng phòng Lục vẫn tỏ ra hòa ái dễ gần trong đơn vị của mình, thế nhưng Bành Quảng Tu căn bản không dám đứng phía sau rời đầu hói của lãnh đạo. Hai phút trước một vị phó phòng của phòng tổ chức vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị trưởng phòng Lục phê bình cho một chặp. Quảng Tu, văn kiện này đưa đến từ khi nào? Lục Trạch Lương chợt ngẩng đầu hỏi về văn kiện trên mặt bàn. Bành Quảng Tu nhìn thoáng qua văn kiện, rõ ràng là văn kiện của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Phần văn kiện này chủ yếu là điều chỉnh và nhân sự trong Ủy ban Tư pháp, lập hồ sơ đưa lên phòng tổ chức tỉnh ủy theo đúng trình tự. Thường thì những văn kiện này căn bản không xuất hiện trên bàn làm việc của Lục Trạch Lương. Lần này văn kiện được đưa đến tay Lục Trạch Lương cũng là vì mọi người đều biết lãnh đạo của mình có ý nghĩ không tốt với bí thư Vương Tử Quân. Vì thế mà một vị phó phòng chủ quản mới đưa văn kiện đến cho trưởng phòng Lục Trạch Lương tự quyết định. Được đưa đến vào chiều tối hôm qua. Bành Quảng Tu khẽ lên tiếng trả lời. Đây không phải là thuộc phạm vi quyền hạn của trưởng phòng Long sao? Tại sao lại đưa đến tay tôi? Lục Trạch Lương nhìn Bành Quảng Tu, gương mặt không quá tốt. Vì sao đưa đến, không phải để cho trưởng phòng Lục tự làm chủ sao? Trưởng phòng Long dù chỉ là phó phòng tổ chức, thế nhưng người có quyền lực như hắn chỉ được oai oách trước mặt người tầm thường, căn bản không thể nào trộn lẫn vào các vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy được.
Tuy thầm hê ỉu như vậy nhưng Bành Quảng Tu căn bản là không nói ra. Hắn không dám đắc tội với Lục Trạch Lương, cũng không muốn đắc tội với Phó Phòng Long, vì vậy khi Lục Trạch Lương lên tiếng thì hắn chỉ cúi đầu giống như đang nhận sai. Đi trên con đường của mình cần gì quan tâm người ta sẽ nói như thế nào? Lời nói này có thể áp dụng ở nhiều nơi, thế nhưng nếu áp dụng trong quan trường thì sẽ là sai lầm. Vì nếu như tất cả mọi người cảm thấy anh mất đi quyền khống chế quyền lực, bọn họ không nghe lời chỉ thị của anh, như vậy anh còn gì sao? Quyền lực chính là quyền hạn thi lệnh, muốn sao sáng quanh trăng, được nhiều người ủng hộ. Dù là những người kia có nhiệt tình hay có thành ý hoặc cố gắng bưng bít, nhưng ít nhất thì anh nói và có người chấp hành, chỉ như vậy thì người ta mới không dám lục đục với anh. Bàng Tiểu Quang nghĩ như vậy mà sinh ra nhiều kinh nghiệm, mà lúc này đối phó với Lục Trạch Lương cũng không phải ngoại lệ. Lục Trạch Lương khoát tay áo nói. Văn phòng các anh làm việc thế nào vậy? Có phải là tất cả văn kiện đều đưa đến tay tôi không? Chẳng lẽ các anh không có tiêu chuẩn trình tự công tác sao? Bành Quảng Tu căn bản cảm thấy rất oan uổng vì lời phê bình của lãnh đạo, hắn là người phụ trách công tác của cả văn phòng phòng tổ chức, bây giờ xuất hiện hiện tượng này không phải là vì ngài sao? Nhưng quan lớn hơn đè chết người, lúc này Bành Quảng Tu đứng giữa hai vị lãnh đạo đơn vị, lựa chọn tốt nhất của hắn là không nên nói lời nào, như vậy tuy không có gì hay trước mặt lãnh đạo, thế nhưng ít nhất là không phạm sai lầm. Lục Trạch Lương phê bình Bành Quảng Tu thêm vài câu, sau đó trực tiếp ném văn kiện về phía Bành Quảng Tu. Sau này những văn kiện như vậy không nên đặt lên phòng làm việc của tôi nữa. Lục Trạch Lương nâng tay trái lên bỏ điếu thuốc vào miệng, hắn nghiêng đầu hút một hơi, sau đó nói một câu cứ như vậy đi. Sau đó hắn căn bản không ngẩng đầu lên, Bành Quảng Tu biết rõ lãnh đạo làm như vậy là có ý gì, thế là khúm núm rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Lục, vẻ mặt căn bản không quá tốt. Bành Quảng Tu cầm văn kiện, hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Long. Khi hắn đi đến cửa phòng làm việc của trưởng phòng Long, trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Trưởng phòng Long. Bành Quảng Tu khẽ gõ cửa rồi cung kính chào hỏi trưởng phòng Long ở bên trong. Trưởng phòng Long này chưa đến 50 tuổi, có hơi gầy, làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Trong số các vị phó phòng trong phòng tổ chức tỉnh ủy thì trưởng phòng Long không tính là người xếp vị trí cao nhất, thế nhưng phương diện lực ảnh hưởng lại không kém phó phòng thường vụ là bao nhiêu. Quảng Tu, mời anh ngồi. Trưởng phòng Long đặt bút xuống rồi mỉm cười khoát tay với Bành Quảng Tu. Bành Quảng Tu trước kia cũng thường đến phòng làm việc của trưởng phòng Long, thế cho nên cũng không khách khí. Sau khi nói vài câu mở đầu câu chuyện thì hắn đưa văn kiện trong tay đến nói. Trưởng phòng Long, đây là phần văn kiện điều chỉnh nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, trưởng phòng Lục nói tôi đưa về cho ngài. Trưởng phòng Long nhẹ nhàng tiếp nhận văn kiện trong tay của Bành Quảng Tu, vẻ mặt không có chút nào kinh ngạc, rõ ràng hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý khi tiếp nhận lại phần văn kiện đáng lý thuộc về phạm vi của mình. Trưởng phòng Lục có dặn dò gì không? Vấn đề của trưởng phòng Long làm cho tinh thần của Bành Quảng Tu có chút căng thẳng hơn, hắn suy tư giây lát rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Lục không cho ra chỉ thị gì, chỉ nói là văn phòng của phòng tổ chức có quy định rõ ràng, những loại văn kiện này không cần anh ấy ký tên, sau này cũng không cần đưa đến tay anh ấy. À, chủ nhiệm Quảng Tu, làm phiền các anh rồi. Trưởng phòng Long đặt văn kiện vừa nhận được vào trong đống văn kiện của mình rồi thản nhiên nói. Chương 1184, ngứa răng cũng phải cười như Phật Di Lặc. Chiếc xe Audi màu đen chạy trên đường cao tốc, lái xe Tiểu Trần giữ vững tay lái. Không phải hắn sợ mình có xảy ra vấn đề, chủ yếu là phía sau chiếc xe này còn có một chiếc Santana chạy theo sát. Du Giang Vĩ ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí tay lái phụ, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh chung quanh, thầm nghĩ còn khá lâu nữa mới đến nội thành của thành phố Ô Phổ. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của thư ký trưởng Ô Chí Thuận của văn phòng thị ủy Ô Phổ. Chào thư ký Du, tôi là Ô Chí Thuận của thành phố Ô Phổ, bây giờ ngài đã đi đến đâu rồi? Ô Chí Thuận tuy rất khách khí thế nhưng Du Giang Vĩ cũng không dám kênh kiệu, hắn biết rõ người ta chủ yếu là tôn trọng bí thư Vương, cũng không phải tôn trọng một thư ký nhỏ như mình. Vì vậy sau khi nghe thấy Ô Chí Thuận hỏi như vậy thì dùng giọng chú ý nói. Thư ký trưởng Ô, chúng tôi đã đến địa giới của thành phố Ô Phổ. Ô Chí Thuận cũng không nói gì thêm, hắn cúp điện thoại.
Du Giang Vĩ tranh thủ thời gian báo cáo cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, thư ký trưởng Ô của thành phố Ô Phổ vừa gọi điện thoại hỏi vị trí hiện tại của chúng ta. Vương Tử Quân cười cười nói. Chính là thư ký trưởng Ô của văn phòng thị ủy thành phố Ô Phổ sao? Du Giang Vĩ tất nhiên hiểu vì sao Vương Tử Quân lại cười, hắn còn hiểu rõ về câu chuyện này hơn cả Vương Tử Quân, thế lên tiếng. Chính là thư ký trưởng Ô. Dòng họ của Ô Chí Thuận có liên quan rất lớn đến thành phố Ô Phổ, không biết vị cán bộ danh mãnh nào trong tỉnh mỗi lần gặp mặt thì gọi hắn là thư ký trưởng Ô của thành phố Ô Phổ. Ô Chí Thuận cũng không nổi giận vì cách gọi tên như vậy, trong lúc nói cười đã bị người ta cho chết danh. Không những Vương Tử Quân biết rõ, dù là bí thư thị ủy Diệp Thừa Dân cũng biết ở thành phố Ô Phổ có một vị thư ký trưởng họ Ô. Lát nữa chúng ta sẽ được gặp Chủ tịch Chí Đạo, bí thư Vương. Chủ tịch Chí Đạo là vị cán bộ ủy ban tư pháp đầu tiên đi xuống làm chủ tịch thành phố trong hơn 10 năm qua. Du Giang Vĩ thấy tâm tình của Vương Tử Quân rất tốt thì dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân cười cười không tiếp lời của Du Giang Vĩ, hắn trầm giọng hỏi. Lúc này ở đơn vị có chuyện gì không? Du Giang Vĩ là một thư ký tốt, hắn đi cùng Vương Tử Quân đến bây giờ căn bản đã bỏ ra khá nhiều tâm tư. Hắn biết rõ một vị thư ký phù hợp với chức vụ không những phải phục vụ tốt cho lãnh đạo, còn phải làm tai mắt cho lãnh đạo của mình. Bí thư Vương tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy. Sau khi suy tư giây lát thì hắn khẽ nói. Bí thư Vương, lúc này không có chuyện gì lớn, nhưng có vài đồng chí căn bản còn chưa có văn kiện bổ nhiệm, thế nên có chút lo lắng. Lúc này Ủy ban Tư pháp đã tiến hành điều chỉnh, tình huống trên cơ bản đã quá rõ ràng. Chỉ là còn chưa có văn kiện bổ nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân có hơi giật mình, hắn hiểu vấn đề đến từ nơi nào, thế là hỏi tiếp. Vì sao còn chưa có văn kiện? Nghe bí thư thường nói thì hình như là hồ sơ của phòng tổ chức còn chưa được đưa xuống. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vấn đề quả nhiên nằm ở đây, những sự kiện thế này thường lập hồ sơ xong thì đưa lên trên sẽ được phê duyệt. Hơn nữa những đơn vị như Ủy ban Tư pháp và Phòng tuyên truyền đều có lãnh đạo là Thường ủy tỉnh ủy tọa trấn, tốc độ xử lý hồ sơ càng nhanh hơn. Lúc này Ủy ban Tư pháp đã đưa hồ sơ lên Phòng tổ chức tỉnh ủy được một tuần, thế nhưng còn chưa nhận được văn kiện. Bên trong rốt cuộc có vấn đề gì, tất nhiên Vương Tử Quân biết rất rõ. Hắn cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Du Giang Vĩ. Dưới ánh mắt của Bí thư Vương, Du Giang Vĩ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn vài phần. Hắn lên tiếng. Tôi nghe nói bí thư thường đã nhiều lần đến thúc giục, thế nhưng đều phải quay về tay không? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi xem bên dưới đang ồn ào thế nào. Vấn đề này không cần phải hỏi, nếu như Vương Tử Quân không đoán được người bên dưới đang nói với nhau như thế nào, như vậy hắn cũng không cần làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Xe chậm rãi chạy đến trạm thu phí, từ xa nhìn lại thì thấy bên đường có dừng lại vài chiếc xe. Bắt mắt nhất chính là chiếc xe Toyota Coaster màu vàng nhạt của cảnh sát, có vài người đang đứng trước xe. Khi thấy xe của Vương Tử Quân chạy ra khỏi trạm thu phí, những người kia nhanh chóng tiến lên đón chào. Đi đầu chính là bí thư thị ủy Ô Phổ Khổng Bình Cương, Mạnh Chí Đạo đi theo sát phía sau, hai người đều cười tươi hớn hở. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ thấy nụ cười tươi vui của Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo, hắn thầm suy đoán nụ cười của Mạnh Chí Đạo rõ ràng có vài phần chân thành. Còn Khổng Bình Cương, chỉ có đối phương tự mình biết mà thôi. Những chuyên gia trưởng thành chính trị trong quan trường thì có ai mà không phải là cao thủ che giấu nhân tình. Tiểu Trần làm lái xe cho Vương Tử Quân, hắn đã quen nhiều trò tiếp đãi lãnh đạo, thế cho nên dừng xe lại ở bên đường cực kỳ ổn định. Chào Bí Thư Vương, chào mừng ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác của thành phố Ô Phổ chúng tôi. Khi Vương Tử Quân rời khỏi xe, Khổng Bình Cương nở nụ cười vui vẻ tiến lên đón chào. Hai tay càng nhanh chóng duỗi ra. Vương Tử Quân cười cười bắt tay với một người nhiệt tình như Khổng Bình Cương, hắn cười nói. Bí thư Khổng, tôi đến thành phố Ô Phổ thì anh là địa chủ, địa bàn này của anh cần phải nghe lời anh. Khổng Bình Cương cười ha hả nói. Bí thư Vương, tuy nói đây là thành phố Ô Phổ, thế nhưng tôi còn hiểu nghiêm nghỉ là thế nào, nên làm thế nào, tôi nghe theo lời ngài. Vương Tử Quân bắt tay với Khổng Bình Cương rất nhiệt tình. Nhưng khi đến chỗ Mạnh Chí Đạo thì hắn chỉ qua loa cho xong, chỉ khẽ vỗ vỗ vai Mạnh Chí Đạo mà không nói gì thêm. Mặc dù vẻ mặt của Vương Tử Quân chỉ có hơi nhàn nhạt thế nhưng Mạnh Chí Đạo lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Người một nhà là như vậy, cần gì phải khách sáo chứ?
Hơn nữa vì sao Bí Thư Vương đến đây thì thành viên ban ngành thành phố Ô Phổ đều biết rất rõ ràng, càng không cần phải tỏ thái độ gì ở tình huống gặp mặt này. Trên xe của Vương Tử Quân còn một ghế trống, hắn nhanh chóng để lại cho Khổng Bình Cương, điều này cho trái tim của Khổng Bình Cương vốn treo lên cao đã hạ xuống. Vương Tử Quân đến thành phố Ô Phổ làm cho Khổng Bình Cương có chút lo lắng, hắn là bí thư thị ủy, nếu như khi nghênh đón không được ngồi lên xe của thường ủy tỉnh ủy, như vậy sẽ là đả kích lớn với uy tín của hắn. Tuy Vương Tử Quân đến Ô Phổ chủ yếu là vì Mạnh Chí Đạo, thế nhưng Khổng Bình Cương hy vọng mình không bị mất uy tín ở sự kiện này. Bây giờ Vương Tử Quân cho hắn lên xe, điều này nói rõ Bí Thư Vương là người làm việc cực kỳ chừng mực. Chương 1185, đề bạt khó sinh, đại thần thì tốt, gặp tiểu quỷ thì khó chơi. Quá trình nghênh đón Vương Tử Quân của thành phố Ô Phổ cũng không khác gì với các vị lãnh đạo khác đến kiểm tra, thế nhưng Du Giang Vĩ cẩn thận quan sát lại thấy có không ít phương diện phá lệ. Ngoài Bí Thư Khổng Bình Cương lúc nào cũng đi theo bên cạnh, còn có vài vị thường ủy thị ủy căn bản luôn theo sát hành trình của Bí Thư Vương. Khi Khổng Bình Cương đại biểu cho thành phố Ô Phổ báo cáo công tác với Vương Tử Quân, đã trọng điểm báo cáo sự kiện thành phố Ô Phổ chú trọng đả kích phần tử mua bán động vật hoang dã và có được thành tích lớn. Đây vốn chỉ là một việc làm đơn giản, thế nhưng Khổng Bình Cương lại lấy nó làm nội dung chủ yếu của báo cáo, rõ ràng muốn vì điều này mà nhận được sự coi trọng của Bí Thư Vương. Khi nghe báo cáo của thành phố Ô Phổ thì Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, đó chính là nếu như có thể động viên được tất cả các thành phố trong tỉnh, để bọn họ chú tâm vào công tác vệ sinh phòng dịch, như vậy sẽ căn bản có được kết quả lớn khó thể nghi ngờ. Nhưng chính mình là một bí thư ủy ban tư pháp mà suốt ngày nói về vệ sinh phòng dịch thì căn bản là quá mức vượt quyền. Không bao lâu sau sẽ có người nói Vương Tử Quân căn bản là cảnh sát Thái Bình Dương, quản quá rộng. Anh không an phận thủ thường thực hiện phạm vi chức trách của mình, cứ chạy đến nồi canh của người ta làm gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất trong đầu Vương Tử Quân. Nếu như chỉ là cạnh tranh quyền lực thì Vương Tử Quân căn bản sẽ không bị người ta lấy cớ. Nhưng bây giờ hắn không có quá nhiều cố kỵ, vì hành động lần này của hắn sẽ cải biến được vận mệnh của không ít người. Vì bánh tính lê dân mà bỏ qua chút thanh danh của mình, vì sao lại không được cơ chứ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đột nhiên cho ra quyết định. Hắn tiến hành khen ngợi thành tích của thành phố Ô Phổ, sau đó thay đổi chủ đề, chuyển rời đến phương diện khác. Tất nhiên hắn là người nói chuyện cực kỳ có kỹ xảo. Chủ yếu là nói về sự kiện gặp mặt trò chuyện với Phó Chủ tịch Trình Viên Lệ, thuận tiện chuyển rời sang sự kiện này yêu cầu các thành phố cần phải có chút tâm tư ở phương diện vệ sinh phòng dịch. Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm cho Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo cảm thấy khó hiểu, thế nhưng Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo vẫn mở miệng bày tỏ, nhất định sẽ tăng mạnh tài chính cho phương diện này, đảm bảo sẽ đề cao trình độ khám chữa bệnh và phòng dịch cho thành phố Ô Phổ. Phó trưởng ban giám sát chấp pháp Tào Hành Bác những ngày qua có chút lo lắng, tuy hắn chào hỏi các đồng nghiệp vẫn tươi cười hớn hở, thế nhưng tâm tình của hắn lại căn bản là không quá tốt. Lúc này trong ủy ban tư pháp cũng không phải chỉ có một mình Tào Hành Bác có ý nghĩ như vậy, còn có vài người khác, bọn họ cũng không chút thoải mái. Vài người này chính là số cán bộ được đề bạt lên của ủy ban tư pháp, vì sao bọn họ mất hứng? Không phải là vì văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy chưa được đưa xuống sao? Tào Hành Bác ngồi trong phòng làm việc uống trà, sau đó hắn đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm Vu Trường Long. Hắn và Vu Trường Long có quan hệ cá nhân rất tốt, bây giờ hắn và Vu Trường Long đều được đề bạt, tất nhiên cũng phải có lúc lén chạy đến tìm hiểu tin tức. Vu Trường Long là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp, có thể nói là người linh thông tin tức. Ngày hôm qua Vu Trường Long nói Bí Thư Thường đã đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy thúc giục một lần, có lẽ nhanh chóng có văn kiện bổ nhiệm mà thôi. Tào Hành Bác không dám cầm tin tức này đến hỏi Phó Bí Thư Thường, vì vậy chỉ có thể đến hỏi Vu Trường Long. Phó ban tiến lên làm trưởng ban, đây là hy vọng của Tào Hành Bác trong nhiều năm qua. Sự kiện nhân sự thế này nếu như không có văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy, như vậy chỉ là lời nói suông mà thôi. Rất có thể hôm nay người ta nói đến anh, thế nhưng ngày mai văn kiện lại bổ nhiệm một người khác. Biện pháp giải quyết tình huống đêm dài lắm mộng này căn bản là có được văn kiện bổ nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng văn kiện của phòng tổ chức giống như Na Cha đang ngủ ngon trong bụng mẹ, căn bản là khó thể nào sinh ra ngay được. Người khác thì 2-3 ngày đã có văn kiện của phòng tổ chức, nhưng nhóm người mình thì căn bản là đã qua 2 tuần lễ, cũng không có chút thông tin gì. Sự việc này căn bản không đơn giản,
làm cho những người trong cuộc như Tào Hành Bác cảm thấy khó chịu và dày vò. Tào Hành Bác gõ cửa phòng làm việc của Vu Trường Long, thấy Vu Trường Long đang phê bình một tên nhân viên mới đến văn phòng ủy ban tư pháp. Nghe Vu Trường Long nói, Tiểu La, chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không làm được, đây là bí thư Vương rộng lượng, nếu như là lãnh đạo khác, biết đâu sẽ trực tiếp cho cậu rời khỏi văn phòng. Vu Trường Long tỏ ra cực kỳ bực tức, khi thấy Tào Hành Bác đi đến thì mới đuổi Tiểu La bị dậy bảo choáng váng ra khỏi phòng. Lúc này Vu Trường Long mới thở dài một hơi nói. Lúc này thanh niên thật sự là không biết đang nghĩ gì, ngày hôm qua tôi đưa một văn kiện cho Tiểu La đưa đến phòng của Bí Thư Vương, thế nhưng hắn lại quên đi mất. Anh nói xem, bây giờ tôi làm thế nào để giao cho Bí Thư Vương đây? Tào Hành Bác biết rõ gần đây Vu Trường Long luôn theo sát tiến độ của Bí Thư Vương, biểu hiện thì có chút hiểu xìu sai sót thế nhưng căn bản là cực kỳ nịnh hót, làm việc hèn mọn bỉ ổi, những gì mà người khác không thể làm thì Vu Trường Long cũng có thể làm được. Ví dụ như không có chuyện gì thì thường xuyên chạy đến nhà Bí Thư Vương, chỉ cần là việc nhà của Bí Thư Vương thì căn bản là ôm đồm hết vào người. Nghe nói Vu Trường Long đi đến nhà mà không dám để cho Bí Thư Vương Tử Quân biết rõ, đều là thừa dịp Bí Thư Vương không có mặt ở nhà để xử lý sự việc. Hơn nữa còn dùng giọng hào khí nói với người giúp việc của gia đình Bí Thư Vương, có yêu cầu gì cứ nói, hắn đều có thể thực hiện được. Đám người ở sau lưng nói Vu Trường Long căn bản là kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, vừa là đứa con hiếu thảo vừa là người giúp việc mệt nhọc, cũng là nhân viên cần vụ cần mẫn. Cũng may Vu Trường Long theo sát Bí Thư Vương và có được thu hoạch lớn. Đối với Vu Trường Long thì lúc nào cũng nghĩ đến ngày mình là thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp, cuối cùng thì vị trí này cũng rơi lên đầu hắn. Tào Hành Bác cảm thấy Vu Trường Long còn tỏ ra gấp gáp hơn cả mình vì sự kiện văn kiện của phòng tổ chức còn chưa đi xuống, nhưng đối phương căn bản là che giấu tốt hơn mình mà thôi. Thư ký trưởng Vu, anh cũng đừng nổi nóng, cán bộ trẻ tuổi là như vậy, chịu khó dạy bảo một chút là được. Tào Hành Bác cũng hiểu tâm tư muốn dạy bảo cán bộ trẻ của Vu Trường Long, hắn vừa ném điếu thuốc cho Vu Trường Long vừa trầm giọng hỏi. Thư ký trưởng, sự việc thế nào rồi? Vu Trường Long nhận lấy điếu thuốc châm lửa rồi thở dài một hơi nói. Tuy phòng tổ chức bên kia luôn mở miệng nói sẽ nhanh chóng thông qua, thế nhưng xem ra thì sự kiện này có chút huyền diệu. Tào Hành Bác nghe Vu Trường Long nói như vậy thì có chút lạnh lẽo. Không nói đùa đấy chứ. Bây giờ văn kiện còn chưa được đưa xuống sao? Chỉ cần văn kiện đưa xuống mà không phải là mình, chỉ sợ hoa cúc đã héo tàn rồi. Tại sao lại như vậy? Chủ nhiệm Vu, thư ký trưởng, anh nói xem đây là vì cái gì? Trước kia phòng tổ chức căn bản không có bất kỳ vấn đề gì với những điều chỉnh nhân sự trong đơn vị chúng ta, bây giờ bọn họ không chịu thông qua sao? Vì sao đến lượt chúng ta thì lại xuất hiện thiêu thân như vậy? Tào Hành Bác tuy hiểu rõ vấn đề là gì, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng vội vàng nói. Vu Trường Long cũng có chút gấp gáp, hắn hy vọng với vị trí khu thường trú văn phòng ủy ban tư pháp đã quá lâu. Dù vị trí thư ký trưởng ủy ban tư pháp của hắn không cần thông qua hội nghị thường ủy, chỉ cần Bí Thư Vương gật đầu thì tất cả xem như đã được quyết định. Sự việc mà trước kia căn bản là thông qua rất nhanh thế nhưng bây giờ đã kéo dài hơn 2 tuần. Lý do tại sao thì Vu Trường Long căn bản là hiểu rất rõ ràng. Nhất định là phía bên kia cố ý như vậy, mà vì sao lại như vậy? Vu Trường Long nhìn bộ dạng vội vàng của Tào Hành Bác, hắn thầm mắng một câu, sau đó chợt nói. Vấn đề này tổ chức bên trên có nghiên cứu, chúng ta làm gì được? Anh Tào, nên làm tốt công tác của mình thì hay hơn. Tào Hành Bác nếu như dễ dàng bị đuổi đi như vậy thì căn bản không phải là Tào Hành Bác. Hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh thanh thản của Vu Trường Long, thế là trong lòng không khỏi thầm mắng. Vu Trường Long anh giả vờ cái quái gì, tôi cũng không tin bây giờ anh không nóng ruột chết đi được. Thư ký trưởng, anh luôn đi theo sát lãnh đạo, anh không thể tiến lên thúc giục một chút sao? Vu Trường Long thầm nghĩ, anh biết tôi không thúc giục lãnh đạo sao? Hầu như mỗi ngày hắn đều đến báo cáo với bí thư thường, thế nhưng có tác dụng sao? Nhưng ngoài miệng thì Vu Trường Long lại nói. À, lần sau gặp mặt bí thư thường thì tôi sẽ nói về phương diện này. Chủ nhiệm Vu, báo cáo với bí thư thường căn bản là không có tác dụng, tôi thấy hay nhất là anh nên báo cáo với bí thư vương. Vì bí thư vương là thường ủy tỉnh ủy, anh ấy nói một câu thì bằng bí thư thường nói 10 câu. Lời nói của Tào Hành Bác làm cho gương mặt Vu Trường Long chợt trầm xuống, hắn thầm oán Tào Hành Bác, bây giờ anh nói tôi đến gặp bí thư vương, không phải là muốn tôi bị lãnh đạo mắng sao?
nhưng hắn cũng không thể nói ra như vậy, hắn đã không còn tâm tư muốn nói chuyện với Tào Hành Bác, thế là cầm lấy văn kiện trên bàn nói. Anh Tào, Bí Thư Vương còn chờ văn kiện này, tôi cũng không nói nhiều với anh nữa. Vu Trường Long nói rồi cũng không chờ Tào Hành Bác nói thêm điều gì, hắn cất bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn cũng không trực tiếp đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, mà đi đến phòng của Du Giang Vĩ. Nguồn T-U-N-G-H-O-A-N-H-C-O-M. Du Giang Vĩ căn bản rất khách khí với vị lãnh đạo chủ quản của mình, khi thấy Vu Trường Long đi đến thì hắn vội vàng pha trà rót nước. Vu Trường Long tiếp nhận ly trà trong tay Du Giang Vĩ, sau đó hắn cười nói. Cậu Giang Vĩ, hai người chúng ta gặp mặt thường xuyên, cậu cũng không cần khách khí như vậy. Thư ký trưởng, phục vụ ngài chính là công tác của tôi. Du Giang Vĩ căn bản hiểu rõ về Vu Trường Long, thế cho nên càng nói ra những lời hữu ích. Vu Trường Long căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Du Giang Vĩ, tuy cấp bậc của Du Giang Vĩ kém hơn hắn, thế nhưng Du Giang Vĩ là thư ký của Bí Thư Vương, căn bản là tiếp xúc với Bí Thư Vương nhiều hơn mình. Thậm chí trong các đơn vị của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thì Du Giang Vĩ là một tồn tại căn bản không kém gì Vu Trường Long hắn. Nếu như Du Giang Vĩ không chịu hợp tác, Vu Trường Long cũng căn bản không làm gì được. Dù sao thì Du Giang Vĩ là người phục vụ cho Vương Tử Quân, chỉ cần Vương Tử Quân thỏa mãn thì Vu Trường Long căn bản không thể có biện pháp gì khác. Ha ha, Giang Vĩ, Bí Thư Vương có thỏa mãn với chậu hoa mới đổi hay không? Nếu như Bí Thư Vương không cảm thấy thích, cậu tranh thủ thời gian nói với tôi một tiếng, chúng tôi sẽ tranh thủ thay đổi. Vu Trường Long uống một hớp nước rồi khẽ nói. Lần này trong cơ quan ủy ban tư pháp tỉnh ủy đổi mới nhiều chậu hoa, phòng của Du Giang Vĩ cũng có hai chậu hoa mới, làm cho căn phòng có thêm màu xanh. Du Giang Vĩ căn bản rất thích cách làm này, thế nhưng hắn cũng không biết là Bí Thư Vương có thích hay không. Nhưng hắn cũng không thể nói là mình không biết, như vậy càng bày ra vị trí không tốt của mình bên cạnh Bí Thư Vương, thế nên hắn do dự một chút rồi nói. Bí Thư Vương tỏ ra rất tán thưởng với công tác của chủ nhiệm Vu. Nói làm như vậy không những không cần dùng nhiều tiền, hơn nữa còn tô điểm hoàn cảnh xử lý công cho văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Du Giang Vĩ nói làm cho Vu Trường Long căn bản không phân biệt được là thật hay giả, thế nhưng hắn cũng nghe thấy đó là lời khích lệ của Vương Tử Quân, thế nên nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Nhưng Bí Thư Vương hình như không thích bồn tích thủy quan âm. Du Giang Vĩ xem xét tình huống trong phòng làm việc của Bí Thư Vương, sau đó hắn khẽ nói với Vu Trường Long. Bí Thư Vương không thích chậu tích thủy quan âm, Vu Trường Long nhanh chóng ghi tạc thông tin này vào trong lòng. Hắn chuẩn bị chờ cơ hội khi Vương Tử Quân không có mặt trong phòng làm việc để thay đổi chậu hoa. Sau khi nói vài việc vặt với Du Giang Vĩ, Vu Trường Long chợt nói. Giang Vĩ, gần đây cậu có nghe một vài tin đồn trong cơ quan chưa? Tin đồn, Du Giang Vĩ chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu Du Giang Vĩ nói về chuyện gì. Hắn nhìn gương mặt của Du Giang Vĩ. Nếu như hắn nói mình có nghe được, chỉ sợ Vu Trường Long sẽ hỏi Bí Thư Vương có ý kiến gì. Du Giang Vĩ thật sự không biết Bí Thư Vương có ý kiến gì, tuy hắn đã nói với Bí Thư Vương, thế nhưng Bí Thư Vương ngoài việc cho Bí Thư Thường đi thúc giục thì căn bản là không tỏ thái độ gì khác, điều này làm sao để hắn báo cáo với Vu Trường Long đây. Tuy Du Giang Vĩ không nằm trong hàng ngũ cán bộ được điều chỉnh, thế nhưng hắn cũng cảm thấy sốt ruột vì sự kiện này. Đây là điều chỉnh nhân sự trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng dù sao cũng là điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Bí Thư Vương khi đến công tác ở Ủy ban Tư pháp. Lúc này Ủy ban Tư pháp đã thông qua, thế nhưng phòng tổ chức tỉnh ủy phía bên kia lại luôn căng cứng. Dựa theo quy định của tổ chức, khi chưa thẩm tra xong sẽ không cho ra văn kiện đề bạt. Trước kia phòng tổ chức tỉnh ủy thẩm tra hồ sơ đeo chỉnh nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là rất nhanh. Có đôi khi buổi sáng đưa đi thì buổi chiều cũng đã được thông qua rồi. Dù sao thì cũng chỉ là cán bộ cấp cục, phòng tổ chức sẽ không vì nó mà kéo căng với Ủy ban Tư pháp. Lúc này phía phòng tổ chức tỉnh ủy tỏ ra chậm trễ, xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Chương 1186, có những lời nói có tác dụng nhưng không nói ra thành mặc kệ. Du Giang Vĩ có thể thấy được chuyện này có lẽ là do vị trưởng phòng tổ chức bên kia đang cố ý làm khó Bí Thư Vương. Những chuyện này chỉ là nhỏ nhặt thế nhưng lại tạo nên ấn tượng xấu trong Ủy ban Tư pháp, càng đả kích uy tín của Bí Thư Vương. Nhưng Du Giang Vĩ hiểu mà căn bản không có biện pháp nào khác. Phòng tổ chức thẩm tra cán bộ nếu nói anh không có vấn đề thì chỉ là một lời ra khỏi miệng,
nhưng nếu muốn tìm ra vài vấn đề nhỏ, cũng không phải là chuyện gì khó, dù anh tiến lên thúc giục thì kết quả chỉ có thể là muối mặt mà thôi. Chủ nhiệm Vu, tôi không nghe được tin tức gì, thế nào, có phải trong đơn vị có chuyện gì không? Du Giang Vĩ hỏi làm cho Vu Trường Long căn bản cảm thấy khó trả lời, hắn cười ha hả nói. Cũng không có chuyện gì lớn, thật ra. À, ai đang ở trong phòng Bí Thư Vương vậy? Tôi có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Vương. Bí Thư Thường Quốc đang ở trong phòng của Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ thấy Vu Trường Long thay đổi chủ đề thì cũng cười nói. Khi hai người trò chuyện với nhau, lúc này cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt mở ra, hai người Du Giang Vĩ nhanh chóng tiến lên. Phùng Thường Quốc bình tĩnh rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này nhân sự của Ủy ban Tư pháp căn bản không được phòng tổ chức bên kia thông qua, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy Vương Tử Quân bên kia không hỏi, thế nhưng hắn biết Bí Thư Vương luôn chú ý đến điều này. Tuy nguyên nhân chủ yếu không phải là từ mình, thế nhưng cũng khó tránh khỏi tình huống gây ấn tượng không tốt với Bí Thư Vương. Long Điền Hỉ, anh cũng không chịu nhanh tay cho một chút sao? Phùng Thường Quốc thầm mắng phó phòng tổ chức Long Điền Hỉ một câu, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này căn bản không phải tại Long Điền Hỉ. Dù sao thì người quyết định cũng không phải là Long Điền Hỉ, mà là Lục Trạch Lương. Người sáng suốt đều biết đây là trưởng phòng Lục và Bí Thư Vương đang phân tranh cao thấp với nhau. Nhưng những người còn chưa nhận được văn kiện đề bạt lại tuyệt đối không dám ném bất mãn lên người Vương Tử Quân. Như vậy một trợ thủ như Phùng Thường Quốc sẽ rơi vào trạng thái bị động. Trong quan trường có đôi khi kỳ quái như vậy, dù mọi người đều biết trách nhiệm không phải của anh, thế nhưng đại đa số mọi người đều trách cứ anh. Phùng Thường Quốc không phải là lần đầu tiên thấy những chuyện như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên có kinh nghiệm như vậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Hắn đi ra hành lang gặp Vu Trường Long đang cười tươi hớn hở, hắn chỉ khẽ gật đầu với Vu Trường Long, sau đó trang nghiêm bước đi. Phùng Thường Quốc quay lại phòng làm việc của mình, hắn suy tư mãi, cuối cùng bấm số điện thoại quen thuộc. Chủ nhân của số điện thoại kia rất nể mặt Phùng Thường Quốc, chỉ vang lên một tiếng chuông đã nghe máy. Ha ha, trưởng phòng Long, tôi là Phùng Thường Quốc. Tuy không phải ở cùng một văn phòng thế nhưng lại cùng một khu vực, thân phận hai bên không khác biệt quá lớn, hai bên cũng không tồn tại xung đột lợi ích trực tiếp, thế cho nên quan hệ giữa Phùng Thường Quốc và Long Điền Hỉ cũng không quá tệ. Long Điền Hỉ hiểu rõ Phùng Thường Quốc gọi điện thoại cho mình là vì điều gì, hắn cười ha hả vài tiếng, sau đó trầm giọng nói. Anh Phùng, những chuyện này tôi biết rõ áp lực của anh là rất lớn, thế nhưng anh làm khó tôi cũng vô dụng. Có một chút việc anh cũng biết rồi đấy. Tôi thật sự căn bản không dám lập hồ sơ các vị cán bộ cấp cục trong đơn vị của anh. Nếu như tôi ký xuống, biết đâu ngày mai sẽ bị đẩy vào vị trí ăn không ngồi rồi. Dù biết Long Điền Hỉ nói sự thật thế nhưng lại quá trực tiếp, điều này không khỏi làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy mất vui. Nhưng hắn là người cần cầu xin người ta làm việc cho mình, vì vậy không khỏi hạ thấp tư thái nói. Anh Long, vậy anh chỉ điểm cho tôi một chút, anh em chúng ta cùng nhau cố gắng. Để xem có thể giải quyết viên mãn sự việc hay không. Giải quyết viên mãn sao? Anh cũng không phải không biết lãnh đạo bên này và bên kia có quan hệ thế nào, đừng nghĩ hai người bọn họ nói cười vui vẻ với nhau mà lầm, thật ra thì trong lòng bọn họ nghĩ cái gì ai cũng biết. Theo ý của anh thì chuyện này không thể xử lý theo luật sao? Phùng Thường Quốc tuy gọi điện thoại không nắm hy vọng quá cao, thế nhưng sau khi nghe Long Điền Hỉ nói như vậy thì trong lòng có chút thất lạc. Long Điền Hỉ biết rõ cảm nhận của Phùng Thường Quốc, tuy sự kiện này cũng gây ra áp lực không nhỏ với hắn, thế nhưng hắn là người được phân công quản lý, bây giờ xử lý chưa xong, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ có ý kiến với hắn. Long Điền Hỉ là phó phòng tổ chức, tuy Vương Tử Quân lúc này không làm gì được hắn, thế nhưng về sau này khi phân công đề bạt, Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy sẽ phát huy tác dụng mấu chốt, đối phương không nói lời hữu ích cho anh, như vậy xem như anh mất đi một lá phiếu. Anh Phùng, nói thật lòng thì tôi cũng rất muốn giải quyết thỏa đáng cho anh, nhưng bây giờ thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn, chúng ta có biện pháp nào sao? Thôi thì đi một bước tính một bước. Long Điền Hỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tôi đây còn có chút việc, sau này tiếp tục trò chuyện. Phùng Thường Quốc nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà lập tức nổi dân điên cả người, hắn đập mạnh điện thoại xuống, trong miệng càng mắng Long Điền Hỉ là kẻ dối trá. Anh làm như vậy thì hay lắm. Còn tôi thì sao? Không phải có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi à? Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Thường Quốc dù tức giận nhưng vẫn trầm giọng nói. Vào đi. Cửa được đẩy ra, phó chủ nhiệm ban chính trị đi vào trong phòng. Điền Tiểu Minh cầm một văn kiện trong tay nói. Bí thư Phùng, đây là tổng kết công tác nửa năm qua, mời anh xem. Phùng Thường Quốc nhìn vẻ mặt cung kính của Điền Tiểu Minh, trong lòng càng thêm bức bối. Hắn biết rõ Điền Tiểu Minh đến phòng làm việc của mình làm gì, nhưng hắn có thể nói gì với đối phương đây? Chẳng lẽ nói anh còn phải chờ phòng tổ chức bên kia thẩm tra xong mới có văn kiện sao? Đặt đây cho tôi xem, vừa rồi Bí thư Vương có sắp xếp một chuyện, tôi còn phải đi đến Cục Công an tỉnh một chuyến. Phùng Thường Quốc nói rồi cầm lấy cặp trên bàn định đi ra ngoài. Hắn đột nhiên rời đi làm cho Điền Tiểu Minh tỏ ra thất vọng, nhưng Điền Tiểu Minh chỉ có thể thất vọng mà không dám nói lời gì khác. Phùng Thường Quốc ngồi lên xe rời khỏi văn phòng Ủy ban Tư pháp mà cảm thấy rất khó hiểu. Hắn là một phó bí thư Ủy ban Tư pháp nhưng lại bị cấp dưới ép cho rơi vào hoàn cảnh này, đúng là chuyện lạ. Nhưng hắn có thể làm gì được? Bây giờ hai vị thường ủy tỉnh ủy đấu tranh với nhau, hắn là một tiểu nhân vật thì làm được cái quái gì? Dù sao trời sập thì người trên cao sẽ đẩy, các anh thích làm gì thì làm. Phùng Thường Quốc đưa mắt nhìn về phía tòa nhà 4 tầng trong khu tỉnh ủy, sau đó thầm nói. Chương 1187, anh làm lần đầu, tôi đã làm 15 lần rồi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cầm trong tay một phần danh sách kinh phí do chính trình viên Lệ đưa đến. Phần kinh phí này dùng cho những bệnh viện hiện đang cần đề cao trình độ vệ sinh phòng dịch, cũng như mua thêm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, nếu như phân phối trong tỉnh Nam Giang thì căn bản phải mất một khoản ngân sách 70-80 triệu. 70-80 triệu căn bản không phải là con số lớn với tỉnh Nam Giang, nếu Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ đến tìm Trử Vận Phong thì căn bản có thể giải quyết nhanh gọn. Nhưng đây là phương diện thuộc về vệ sinh y tế, nếu mình đi tìm Trử Vận Phong, Chủ tịch Trử có xem mình vươn tay quá dài hay không? Nhưng nếu để một mình Trình Viên Lệ đi, chỉ sợ rủi ro quá lớn. Tài chính căng cứng, đòi tiền được sao? Lúc này còn chưa có bệnh dịch, anh nói tiền đó để phòng bệnh. Người ta ở bên kia sẽ có hàng trăm lý do không xuất tiền. Lúc này muốn làm nên chuyện thì tất cả đều phải có tiền. Vương Tử Quân đang suy nghĩ xem làm sao để có được số tài chính kia cho Trình Viên Lệ. Đúng lúc này sự việc đề bạt nhóm người trong Ủy ban Tư pháp lại xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này phòng tổ chức còn chậm chạp chưa thông qua, tác dụng của ai là lớn nhất? Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này. Vương Tử Quân biết dù mình có tiến hành chất vấn thì Lục Trạch Lương bên kia cũng sẽ tìm lý do thoái thác, còn tìm ra được nhiều lý do để mình phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Hắn nghĩ đến gương mặt tươi cười của Lục Trạch Lương, thế là trong lòng thầm nổi giận, dù sao thì cảm giác bị người ta véo lên cổ cũng không chút dễ chịu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng suy xét vấn đề. Bây giờ sự kiện nhân sự đề bạt không có được văn kiện chỉ nằm trong Ủy ban Tư pháp, thế nhưng các khu văn phòng căn bản là liên hệ rất chặt. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào kết quả lần này. Người lương thiện thường bị ức hiếp, lúc này nếu Vương Tử Quân xử lý không tốt, chỉ sợ sau đó sẽ phát sinh nhiều việc không hay. Hắn là bí thư Ủy ban Tư pháp, nếu như không bảo vệ được lợi ích của cán bộ trong đơn vị mình, như vậy làm sao có thể đủ uy tín kéo người ta theo sau cùng phát triển. Vương Tử Quân suy xét nguyên nhân hậu quả, hàng loạt ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tuy tìm bí thư Diệp là biện pháp hay, thế nhưng nếu là như vậy thì rõ ràng là biểu hiện vô năng, biết đâu Lục Trạch Lương sẽ tìm được lý do tốt để đá mình quay về. Nếu kết quả là như vậy thì mình vừa mất người vừa không hoàn thành chuyện tốt trong đơn vị. Trử Vận Phong bên kia thì càng không cần phải nói, tuy Chủ tịch Trử lên tiếng thì Lục Trạch Lương sẽ nghe theo, thế nhưng Trử Vận Phong sẽ giúp đỡ mình sao? Khi Vương Tử Quân đang lo lắng thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhanh chóng nây máy. Chợt thấy bên trong vang lên âm thanh của Hoắc Quang Lĩnh. Bí thư Tử Quân, anh đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nghe thấy người gọi đến là Hoắc Quang Lĩnh thì cười nói. Còn bận rộn gì nữa, chỉ là mò mẫm qua ngày mà thôi, anh đang làm gì thế? Vẫn đang vì vụ án của Hà Duyên Cường. Bí thư Tử Quân, chúng tôi phát hiện có vài đồng chí Cục Công an thành phố Đông Hồng liên quan đến vụ án này, bây giờ đang chuẩn bị bắt giữ bọn họ đi hỗ trợ điều tra. Vì vậy mới gọi điện thoại thông báo với anh. Hoắc Quang Lĩnh ở đầu dây bên kia mở miệng rất nghiêm túc. Có tình tiết gì đột phá không? Vương Tử Quân căn bản rất quan tâm đến vụ Hà Duyên Cường, lúc này nghe Hoắc Quang Lĩnh nói như vậy thì dùng giọng quan tâm hỏi. Còn không có gì mới,
Hà Duyên Cường là người cứng miệng, chúng tôi thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng dù hắn có cứng miệng thì một số việc có làm sẽ để lại dấu vết. Ngài cứ yên tâm, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ cho ngài một niềm vui. Hoắc Quang Lĩnh nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Cậu Vương, nghe nói cậu gặp phiền toái sao? Vương Tử Quân cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy, không ngờ có vài người không biết xấu hổ, cố tình bóp cổ tôi ở sự kiện này. Hi hi, tiểu nhân thường là như thế, anh đây cũng không giúp đỡ cậu được gì, thế nhưng chỗ anh có vài thứ mà cậu có thể dùng. Thế này đi, lát nữa tôi cho người đưa đến cho cậu. Hoắc Quang Lĩnh ở bên kia dùng giọng bình tĩnh nói. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hoắc Quang Lĩnh, thứ mà Hoắc Quang Lĩnh chính mình nói ra chắc chắn sẽ có độ nặng, xem ra trong tay của vị bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có vài thứ tốt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy những gì mà Hoắc Quang Lĩnh đưa đến dễ làm cho quan hệ giữa mình và Lục Trạch Lương càng thêm chuyển biến xấu, thế nhưng nếu Lục Trạch Lương căn bản đã quyết định vạch mặt, hắn cũng không cần giữ thể diện cho đối phương. Nửa giờ sau, Du Giang Vĩ cầm một túi văn kiện lớn đưa đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không mở ra ngay, chờ Du Giang Vĩ ra khỏi phòng thì hắn mới mở ra xem. Bên trong túi văn kiện là một vài công văn được sao chép, Vương Tử Quân nhìn những thứ này mà không khỏi lộ ra nụ cười. Diệp Thừa Dân ngồi trong phòng làm việc của mình xem báo chí, ánh nắng ban mai chiếu lên người của lão, làm cho bí thư tỉnh ủy có thêm vài phần uy nghiêm. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Khuất Chấn Hưng đi vào đổi bình trà mới cho bí thư Diệp Thừa Dân, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Diệp, trưởng phòng Lục đến. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu rồi nói. Mời anh ấy đi vào. Khuất Chấn Hưng rời khỏi phòng được vài phút thì Lục Trạch Lương cất bước đi vào. Tuy Lục Trạch Lương làm việc căn bản không phải phục tùng theo đúng chỉ thị của Diệp Thừa Dân, thế nhưng những công tác vẻ bề ngoài lại làm rất khá. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thì hắn cười nói. Bí thư Diệp, vừa nhận được thông báo của tuyến trên, chuẩn bị công tác bầu chọn các đơn vị cá nhân tiên tiến trong tỉnh. Tuy không phải là vinh dự gì quá lớn thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn cười nói. Thật là quá tốt, trưởng phòng Lục, chúng ta nhất định phải có khen thưởng chính đáng với các đồng chí có nhiều cống hiến. Nhưng dù thế nào cũng không được lười biếng công tác, vì bây giờ công tác cơ sở là cực kỳ quan trọng. Cảm ơn sự giúp đỡ của bí thư Diệp, tôi nhất định sẽ thực hiện theo đúng chỉ thị của ngài. Lục Trạch Lương nói rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nâng ly trà được Khuất Chấn Hưng đưa đến, sau đó nói tiếp. Bí thư Diệp, anh Lộ của Sở Giao thông Công Chánh đã đến tuổi về hưu, anh xem có nên tiến hành điều chỉnh ban ngành Sở Giao thông hay không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Chuyện của anh Lộ thì cứ để từ từ, đợi đến hội nghị hội đồng nhân dân năm sau rồi hãy cho ra quyết định. Mặc dù Lục Trạch Lương có chút thất vọng với câu trả lời của Diệp Thừa Dân thế nhưng lại không dám phản bác. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, chỉ thị của lãnh đạo nếu không có sai lầm gì thì Lục Trạch Lương đều phải nghe theo. Hơn nữa phương diện điều chỉnh ở Sở Giao thơ gần là sự việc sớm hay muộn, tất cả không rời khỏi lòng bàn tay của một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như hắn, thế nên hắn căn bản cũng không có gì cần bối rối. Chẳng qua đám người đang rất bức thiết muốn tiến lên có chút khó chịu, thời gian quá dài căn bản là có thể làm hỏng việc. Lục Trạch Lương hạ quyết tâm, sau đó hắn cười nói. Vậy thì xem như để anh Lộ vất vả thêm một thời gian. À, anh liên lạc với anh Lộ, giai đoạn công tác cuối cùng phải làm thật tốt công tác của mình. Đúng rồi, anh cũng nên bàn bạc một chút về phương án sắp xếp cho anh Lộ với bí thư Diêu. Anh Lộ đã khổ sở công tác cả đời, vì vậy nên quan tâm một chút. Lục Trạch Lương tất nhiên sẽ không cứng mặt với Diệp Thừa Dân ở phương diện lo lắng chăm sóc cán bộ về hưu, hơn nữa giám đốc Sở Giao thông Công Chánh có quan hệ khá tốt với hắn, hắn cũng vui vẻ thuận nước dong thuyền theo lời lãnh đạo. Vẫn là bí thư Diệp quá chu đáo, anh Lộ có được một vị lãnh đạo như anh thật sự là quá phúc khí. Lục Trạch Lương nói lời tốt đẹp nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên cũng không thoải mái về một Lục Trạch Lương trước mặt vui vẻ sau lưng liên tục làm nhiều hành vi mờ ám. Nhưng lúc này căn bản chưa đến thời điểm động vào Lục Trạch Lương, thế cho nên gương mặt của Diệp Thừa Dân cũng tràn đầy nụ cười. Đúng rồi, Trạch Lương, tôi nghe nói gần đây Ủy ban Tư pháp có điều chỉnh một vài cán bộ, vì sao lúc này còn chưa có hồ sơ thẩm tra? Diệp Thừa Dân cũng không nói điều gì vượt quá ý nghĩ của Lục Trạch Lương,
lúc này Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân đi lại rất gần với nhau, bây giờ mình véo cổ Vương Tử Quân, đối phương đi tìm Diệp Thừa Dân là chuyện đương nhiên. Sự kiện này hắn đã sớm có chuẩn bị, thế cho nên sau khi nghe Diệp Thừa Dân nói thì giả vờ vô tội. Thật sự có chuyện này sao? Tôi sẽ về hỏi rõ ràng, tại sao tác phong lại lề mề như thế, sau đó sẽ nhất định chỉnh đốn. Diệp Thừa Dân không nói gì thêm, lão nhìn Lục Trạch Lương, khẽ nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm. Lục Trạch Lương thấy Diệp Thừa Dân uống nước thì vội vàng nói lời cáo từ. Bí thư Diệp, ngài cứ bận rộn, tôi phải đi trước. Sau khi Lục Trạch Lương đóng cửa lại thì Diệp Thừa Dân mới đặt nắng ly trà lên bàn. Lục Trạch Lương chơi chiến thuật kéo dài, thứ này sao qua mắt được Diệp Thừa Dân. Lão hít vào một hơi thật sâu, gương mặt không khỏi biến đổi. Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm, sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, bên kia có người nghe máy, một phút sau thì Diệp Thừa Dân bắt đầu công tác báo cáo của mình. Nguồn TUNGHOANHCOM. Diệp Thừa Dân báo cáo rất cung kính, cũng rất thân cận. Tiếng cười rảnh rỗi bên kia cũng không hoàn toàn truyền vào trong tai của Diệp Thừa Dân. Thừa Dân, phòng tổ chức không phải là một đơn vị dễ dàng, anh cho một vị cán bộ trẻ tuổi nắm công tác tổ chức, như vậy có quá đột ngột không? Vấn đề của người đầu dây bên kia đưa ra căn bản làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy trái tim bị siết chặt, thế nhưng lão nhanh chóng trầm giọng nói. Lãnh đạo, đồng chí Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng công tác rất mạnh mẽ, hơn nữa tôi còn thấy cậu ấy là người có kinh nghiệm cơ sở cực kỳ phong phú, tôi cảm thấy cậu ấy có thể nắm bắt được công tác tổ chức trong tỉnh Nam Giang, nhất định sẽ bày ra cục diện mới cho tỉnh Nam Giang. Ừ, đầu dây bên kia chỉ khẽ ừ một tiếng, thế nhưng một tiếng ừ như vậy lại làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ vui vẻ. Lão căn bản biết rõ vị lãnh đạo ở đầu dây bên kia, một tiếng ừ căn bản là tán thành ý kiến của mình. Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống mà trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn, chuyện này nếu được xác định sẽ có ý nghĩa không nhỏ với lão, điều này đại biểu cho lão đã mở ra cục diện mới ở tỉnh Nam Giang. Lục Trạch Lương không biết những hưng phấn trong lòng Diệp Thừa Dân, khi Diệp Thừa Dân đang gọi điện thoại thì hắn đi đến phòng làm việc của Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc. Hắn đến phòng làm việc của Bí Thư Diêu Trung Tắc căn bản là tùy ý hơn đến với Diệp Thừa Dân. Sau khi hai người ngồi xuống ghế salon thì Diêu Trung Tắc trực tiếp hỏi. Bí Thư Diệp có căn dặn gì với ban ngành sở giao thông hay không? Anh ấy nói cho anh lộ công tác thêm vài ngày, đợi đến đầu năm sau họp hội đồng nhân dân thì sẽ thống nhất điều chỉnh. Lục Trạch Lương cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra ý kiến của Diệp Thừa Dân. Diêu Trung Tắc vốn nở nụ cười vui vẻ thế nhưng gương mặt lại nhanh chóng trở nên âm u. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương, cũng không nói gì thêm. Lục Trạch Lương không nói gì, có một số việc mà mọi người hiểu ngầm hay hơn mở miệng với nhau. Sau khi trầm ngâm khoảng nửa phút thì Diêu Trung Tắc chuyển chủ đề. Trưởng phòng Trạch Lương, anh cứ mãi níu kéo chuyện của Vương Tử Quân sao? Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn biết rõ chỗ dựa của Lục Trạch Lương là cái gì. Tuy hắn cảm thấy Lục Trạch Lương làm như vậy là có chút quá mức, thế nhưng nhìn qua cũng không thấy có bệnh tật gì. Vấn đề nhân sự căn bản là rất mẫn cảm, hơn nữa bên trong khó nói thành vấn đề. Chỉ cần Lục Trạch Lương có thể lấy được lý do chính đáng, cho dù Vương Tử Quân có nói thế nào cũng không làm gì được. Anh Lục, có một số việc mà hăng hái quá sẽ hóa dở. Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên uống một ngụm, trên mặt lại khôi phục nụ cười như thường. Bí thư Diêu đã cho ra chỉ thị như vậy, thế thì coi như tiểu vương kia có vận may, tôi cũng không muốn quá làm khó hắn. Trước cuối năm tôi nhất định sẽ thông qua hồ sơ thẩm tra. Dù không muốn cho Vương Tử Quân ăn Tết vui vẻ, thế nhưng ít nhất cũng phải để cho các vị cán bộ ủy ban tư pháp ăn Tết vui vẻ chứ. Lục Trạch Lương nở nụ cười thoải mái, bộ dạng giống như muốn thả tay cho Vương Tử Quân một đường sống. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng bừa bãi của Diêu Trung Tắc, hắn chợt cảm thấy muốn nói vài lời khuyên bảo, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Dù sao thì vị trí của hắn và Lục Trạch Lương căn bản là không quá khác biệt quá lớn, hơn nữa hắn cũng không nên mở miệng sợ sự kiện này. Hơn nữa Lục Trạch Lương có nhược điểm so ra tốt hơn một Lục Trạch Lương nghiêm túc khi dựa vào mình. Tút tút tút. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Lục Trạch Lương chợt vang lên. Điện thoại của các vị lãnh đạo thường là rất bí mật, ít người biết đến, Lục Trạch Lương cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi trực tiếp cúp điện thoại.
anh có chuyện gì bận thì cứ đi mà xử lý. Diêu Trung Tắc thấy Lục Trạch Lương cúp điện thoại thì cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là một cuộc điện thoại bình thường mà thôi. Lục Trạch Lương tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng trong lòng có chút tức giận. Người gọi điện thoại đến cho hắn là văn phòng của phòng tổ chức, trong văn phòng người biết số điện thoại của hắn chỉ có thư ký trưởng mà thôi. Bây giờ viên thư ký trưởng kia liên tục gọi điện thoại cho mình, xem ra về nhà phải cho đối phương một bài học. Khi Lục Trạch Lương thầm nghĩ phải làm sao để phê bình thư ký trưởng văn phòng một trận, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, gương mặt trở nên âm trầm. Vẫn là văn phòng của phòng tổ chức gọi điện thoại đến, điều này làm cho cảm gái, tức giận của Lục Trạch Lương chợt biến mất. Người của văn phòng căn bản không phải hoàn toàn hiểu rõ về hắn, thế nhưng cũng không phải là người ngu, bây giờ liên tục gọi điện thoại rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc rồi trầm giọng nói. Bí thư Diêu, tôi ở bên kia có chút việc, thế nên sau này sẽ tiếp tục đến báo cáo với ngài. Diêu Trung Tắc cười nói. Cậu cứ về mà xử lý công tác, hai người chúng ta nào cần khách khí như vậy. Lục Trạch Lương rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, thư ký nhanh chóng bắt kịp. Trưởng phòng, vừa rồi phó chủ nhiệm Dương gọi điện thoại đến, nói là có chuyện gấp cần báo cáo với ngài. Lục Trạch Lương chợt nhíu mày, phó chủ nhiệm Dương chính là cán bộ được hắn đề bạt lên, chuẩn bị tiếp nhận vị trí chủ nhiệm văn phòng. Người này không những thông minh, còn biết mình nên làm gì, có thể nói là tìm được niềm vui cho mình. Một người như vậy sao hôm nay lại gọi điện thoại cho mình không tuân theo quy củ như thế? Lúc này điện thoại của Lục Trạch Lương lại vang lên, hắn nhìn dãy số gọi đến, thế là trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Trưởng phòng, tôi là Dương Chí Lĩnh. Vừa rồi Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng đi đến, nói là cần mang vài vị cán bộ của chúng ta đi hỗ trợ điều tra vì có liên quan đến phương diện đề bạt Phó Viện trưởng Đỗ Quân Khoa của Học viện Nam Giang. Giọng nói của Dương Chí Lĩnh có vài phần dồn dập. Người của Viện Kiểm sát của thành phố Đông Hồng đến điều tra người của đơn vị mình, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng hắn cũng hiểu đây không phải là một sự kiện cô lập. Hắn biết về Đỗ Quân Khoa. Người này làm phó viện trưởng đã tham ô trên 1 triệu tiền xây dựng cơ bản, bị xử phạt tù hơn 10 năm. Sự việc này vốn đã qua khá lâu, lại không ngờ bây giờ có người lật ra, mục đích có lẽ là vì Dương Chí Lĩnh. Khi đó Dương Chí Lĩnh là phó trưởng ban của ban số 5, hắn là người phụ trách khảo sát Đỗ Quân Khoa. Tu Lục Trạch Lương không biết trong sự kiện này có những thứ gì, thế nhưng lời nói căng thẳng của Dương Chí Lĩnh nói rõ là có vấn đề. Lúc này Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng lật lại vụ án đã qua hơn 1 năm, chỉ có một khả năng duy nhất là có người thúc đẩy phía sau, mà người thúc đẩy là ai thì Lục Trạch Lương không cần nghĩ cũng biết. Phối hợp với ban ngành tư pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân. Lục Trạch Lương khẽ hít vào một hơi rồi nói tiếp. Người ta yêu cầu ai sang phối hợp thì chủ động thực hiện đúng quy định. Không chờ Dương Chí Lĩnh nói thêm điều gì, Lục Trạch Lương trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng không bối rối đối với những chuyện này, chưa nói đến phương diện đám cán bộ bên ban số 5 căn bản đều có kinh nghiệm, chưa chắc xảy ra vấn đề, dù có xảy ra vấn đề thì cũng không liên lụy gì đến hắn, thế cho nên cũng không có gì phải gấp. Nhưng dù là như vậy thì Lục Trạch Lương cũng cảm thấy không thoải mái, dù sao đây cũng là một loại khiêu khích quyền uy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với thư ký đang đi phía sau. Cậu gọi điện thoại cho kiểm sát trưởng Kim cho tôi. Thư ký nhanh chóng bấm số điện thoại của Kim Bồng Mạch, khi Kim Bồng Mạch tiếp điện thoại thì nhanh chóng cười nói. Trưởng phòng Lục, điều này cũng không trách được tôi, ban giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp đến chỗ chúng tôi đốc tra, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Lục Trạch Lương vốn có một bụng lời nói, thế nhưng lại bị một câu của Kim Bồng Mạch làm cho nuốt ngược vào trong. Lục Trạch Lương hít vào một hơi rồi cười nói. Anh Kim, tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu là nói rõ ràng. Nếu trong đơn vị chúng tôi có tồn tại những nhân viên phạm pháp làm loạn kỳ cương thì thái độ của tôi là điều tra đến cùng, căn bản không nuông chiều. Trưởng phòng, điều này tôi cũng căn bản là không biết, chỉ là có vài đơn thư tố cáo, hơn nữa còn có khẩu cung, thế nhưng chứng cứ rõ ràng là rất ít. Anh cũng biết rõ tính chất công tác của chúng tôi rồi đấy, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, thế nhưng chúng tôi không điều tra thì cũng là thất trách. Kim Bồng Mạch nói rất cẩn thận. Thế nhưng những lời như thế căn bản không làm cho trưởng phòng Lục vui lên được. Sau khi trưởng phòng Lục khuyến khích Kim Bồng Mạch một phen, cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của Viện Kiểm sát, sau đó cúp điện thoại. Lục Trạch Lương đi ra khỏi khu văn phòng thường ủy,
hắn nhanh chóng đi về phía khu văn phòng của phòng tổ chức. Khi đi vào trong khu văn phòng của phòng tổ chức, hắn thấy hai nhân viên công tác của ban số 5 đi ra với gương mặt bối rối. Khi thấy Lục Trạch Lương thì bọn họ giống như tìm được cứu tinh. Chào trưởng phòng. Lục Trạch Lương căn bản hiểu rõ tâm tình của hai người này, hắn khoát tay áo, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của mình, không quan tâm đến tâm tình cấp bách của hai người kia. Hai tên nhân viên nhìn trưởng phòng Lục rời đi, tuy có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng căn bản là không dám nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng phòng Lục đi qua hành lang. Long Điền Hỉ ngồi trên ghế trong phòng làm việc mà tâm tình căn bản là không quá tốt. Chiều qua trợ thủ của hắn để bạt một vị trưởng khoa và vẫn bị gọi đi hỗ trợ điều tra, nhưng tinh thần của tên nhân viên kia hôm nay căn bản là không tốt chút nào. Con bà nó đúng là thần tiên đánh nhau kẻ phàm gặp nạn, ngày hôm qua cùng với một viên phó viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng uống trà trò chuyện, vị phó viện trưởng kia căn bản là dùng giọng tố khổ nói một tràng, nội dung chủ yếu là tổ giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy giống như nổi điên. Liên tục cầm theo nhiều đơn thư tố cáo hỏi bọn họ vì sao không điều tra cho rõ ràng. Chưa nói đến phương diện độ tin cậy của những đơn thư tố cáo kia là không cao, dù sự việc có điều tra đúng như đơn thư tố cáo thì cũng không phải là phạm tội. Nhưng bây giờ đám người của ban giám sát chấp pháp cứ khăng khăng níu kéo cho bằng được. Bọn họ còn nói nếu như không chỉnh đốn và cải cách thì căn bản sẽ báo cáo lên trên. Chương 1188, anh chết tôi không chết. Có câu anh chết chứ không phải tôi chết, vị phó viện trưởng kia tuy không nói câu này thế nhưng Long Điền Hỉ lại hiểu rõ. Hắn căn bản thật sự chịu phục thủ đoạn của vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy phía bên kia. Hôm nay có hai nhân viên bị gọi đi hỗ trợ điều tra, ngày mai lại gọi thêm hai người nữa, sự việc không lớn, rất dễ dàng nói cho rõ, thế nhưng lại làm cho đơn vị căn bản là sống không yên. Những lời nghị luận liên tục vang lên. Rất nhiều người tuy không nói thẳng thế nhưng lại lén mở miệng tỏ vẻ bất mãn với trưởng phòng Lục. Chính anh chiến đấu với Vương Tử Quân, thế nhưng lại lấy người bên dưới làm kẻ chịu đòn. Bây giờ thì hay rồi, anh không thông qua nhân sự cho Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, bây giờ người ta dùng chút thủ đoạn nhỏ để gây phiền toái cho anh. Long Điền Hỉ thật sự không cảm thấy thích thú gì với phương pháp giải quyết sự việc của Lục Trạch Lương, nhưng hắn làm trợ thủ, hắn vẫn phải giữ gìn quyền uy của Lục Trạch Lương. Phải an ủi những nhân viên đang nóng ruột ở bên dưới. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tiểu Lý đi vào. Lúc này gương mặt hắn rất trầm trọng, hắn đặt văn kiện lên bàn rồi nói. Trưởng phòng, đây là tin vắn công tác hai ngày qua của đơn vị, anh xem có phải còn có phương diện gì cần sửa đổi nữa không? Long Điền Hỉ nhìn thoáng qua văn kiện, sau đó khẽ đặt lên bàn, lại thuận miệng nói với Tiểu Lý. Phần tin vắn này không phải là Tiểu Triệu phụ trách sao? Anh ta đi làm gì rồi? Trưởng phòng, có một số chuyện liên quan đến anh ấy, thế nên anh ấy phải đi hỗ trợ điều tra. Tiểu Lý nhìn thoáng qua Long Điền Hỉ, sau đó lớn gan nói. Trưởng phòng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta căn bản là khó thể nào triển khai mở rộng công tác được. Tại sao không thể triển khai mở rộng công tác, chỉ là hỗ trợ điều tra? Sự thật sẽ chứng minh cho đồng chí của đơn vị chúng ta vẫn có thể chống lại khảo nghiệm. Long Điền Hỉ nhìn Tiểu Lý, sau đó dùng giọng cực kỳ ngôn chính nói. Trên cơ bản đều là chống lại khảo nghiệm, thế nhưng người đi bên sông có khi nào mà không ướt giày. Hơn nữa trong đám người có thể vượt qua kiểm tra còn có những người căn bản là tay chân không sạch sẽ, tuy lần này không điều tra ra được, thế nhưng sẽ có tâm tình tốt sao. Nhưng Tiểu Lý căn bản không thể nói với Long Điền Hỉ những lời thế này. Hắn thấy vẻ mặt Long Điền Hỉ trở nên âm trầm thì vội vàng rời đi. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, vẻ mặt Long Điền Hỉ mới thả lỏng một chút. Hắn xoa đầu của mình, sau đó ánh mắt rơi lên văn kiện trên bàn. Chỉ là một tờ văn kiện, thế nên hắn nhanh chóng đọc qua. Phần văn kiện này quá kém, Long Điền Hỉ nhìn văn kiện mà thậm chí hoài nghi có phải do văn phòng của phòng tổ chức làm ra hay không. Khi nào thì văn phòng cho ra một văn kiện trình độ thấp thế này? Long Điền Hỉ là một người từng công tác 10 năm trong văn phòng của phòng tổ chức, hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Long Điền Hỉ nhấc điện thoại lên, hắn định gọi đi, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Dù sao bây giờ lòng người cũng bàng hoàng, có thể thực hiện công tác đúng thời hạn thì là quá tốt rồi. Long Điền Hỉ thở dài một hơi, hắn mở văn kiện ra xem, một phần tài liệu về việc điều chỉnh nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy xuất hiện trước mặt. Hắn chỉ cần đặt bút ký vào. Tất cả vấn đề sẽ được giải quyết.
Thế nhưng đáng tiếc phần văn kiện này ở trong tay của Long Điền Hỉ, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình không dám đặt bút ký vào. Đây không phải là một vấn đề nho nhỏ, nó liên quan đến thể diện của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy bây giờ hai vị lãnh đạo tỉnh ủy này còn chưa lộ diện, thế nhưng tranh chấp vô hình thì cấp dưới phải gánh chịu. Không biết có bao nhiêu người đang mở to mắt mà nhìn, nếu như Long Điền Hỉ có hành vi mờ ám nào đó, chỉ sợ sẽ có biết bao phiền toái đang chờ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Long Điền Hỉ đặt văn kiện xuống bàn, chợt thấy Phó Bí Thư ủy Ban Tư pháp tỉnh ủy Phùng Thường Quốc đi vào. Long Điền Hỉ nhìn nụ cười trên gương mặt của Phùng Thường Quốc, hắn thầm nghĩ lần này căn bản là quá trùng hợp, mình vừa xem qua văn kiện nhân sự của ủy Ban Tư pháp thì Phùng Thường Quốc đã chạy đến. Trưởng phòng Long, tôi đến quấy rầy anh một chút. Phùng Thường Quốc cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống đối diện với Long Điền Hỉ. Mặc dù Long Điền Hỉ hận Phùng Thường Quốc đến mức ngứa răng thế nhưng vẫn phải bảo trì phong độ. Hắn nói với nhân viên pha trà rót nước, sau đó lấy một điếu thuốc ném cho Phùng Thường Quốc, lại nói. Bí thư Phùng, anh đến chỗ tôi có gì chỉ giáo sao? Phùng Thường Quốc bây giờ cũng không gấp, hắn nhàn nhã nhận lấy điếu thuốc rồi cười nói. Cũng không có chuyện gì, chủ yếu là đến hỏi xem đám cán bộ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy chúng tôi đang chờ thẩm tra hồ sơ như thế nào rồi. Tôi nói với anh nhé, người bên kia đang rất nóng vội, mỗi ngày đều đến thúc tôi, làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc này nhân viên công tác đã rời khỏi phòng, Long Điền Hỉ mới ném đi gương mặt khách khí của mình, hắn dùng giọng không chút khách khí nói. Anh Phùng, các anh đang làm gì vậy? Đã làm cho trật tự xử lý công của đơn vị chúng tôi rối loạn rồi. Ha ha, trưởng phòng Long, tôi thật sự rất oan uổng, ngài nói những lời này có liên quan gì đến tôi? Cũng không phải tôi đi đến phòng làm việc của ngài thì làm cho trật tự xử lý công của phòng tổ chức bị đảo lộn đấy chứ. Phùng Thường Quốc dùng giọng vô tội nói. Bộ dạng của Phùng Thường Quốc căn bản không thoát khỏi ánh mắt sâu sắc của Long Điền Hỉ, hắn thấy trong mắt Phùng Thường Quốc có chút vui vẻ, hắn biết Phùng Thường Quốc có ý gì, thế là thở dài một hơi nói. Anh Phùng, anh có thể quay về khuyên lãnh đạo đơn vị của mình, nói là vì một vấn đề nhỏ mà có đáng như vậy không? Tôi cảm thấy cũng không đáng. Sự việc này do các anh lựa chọn. Anh cũng không phải không biết, hai ngày trước tôi đã bị động như thế nào. Bây giờ thì tốt, mọi người đều có cảm xúc, tôi cũng nhẹ hẳn người. Tôi nói cho anh biết, ngày hôm qua các đồng chí tổ giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy chúng tôi căn bản là cực kỳ kiên trì công tác. Phùng Thường Quốc nói đến đây thì sờ lên mũi của mình rồi có chút cảm thán, nguồn T-U-N-G-H-O-A-N-H-C-O-M. Các đồng chí có tinh thần công tác chuyên nghiệp, điều này làm tôi rất cảm động. Anh đúng là đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Long Điền Hỉ đi đến bên cạnh Phùng Thường Quốc, hắn dùng giọng không chút khách khí nói. Anh Long, tôi cũng chỉ là tìm vui trong khổ sở mà thôi, anh nói tôi phải làm sao bây giờ? Phùng Thường Quốc nghiêm mặt rồi trầm giọng nói. Anh nói đến việc của mình đi, rõ ràng vấn đề của Ủy ban Tư pháp chúng tôi là không lớn. Các anh lại cứ kéo dài không thông qua, đến bây giờ còn chưa cho ra văn kiện bổ nhiệm. Các anh không thông qua, bây giờ nhóm người kia không thể đi lên, mà bọn họ không thể đi lên thì phải làm tốt chức vụ hiện tại, tâm tư cũng có chút nóng vội, hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến đường cầu tiến của tất cả cán bộ Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Anh cũng không phải không biết, kẻ chặn đường cầu tiến của người khác căn bản không khác gì giết chết bố người ta. Long Điền Hỉ hiểu điều này. Hắn cũng biết Phùng Thường Quốc nói những lời thật lòng. Hắn nhìn gương mặt âm trầm của Phùng Thường Quốc, sau đó dùng giọng có chút do dự nói. Nếu không thì chúng ta cùng nhau khuyên nhủ giải quyết sự việc. Phùng Thường Quốc gật đầu nói. Chỉ cần các anh có văn kiện, như vậy chúng tôi đảm bảo các nhân viên chấp pháp của tổ giám sát căn bản không nhiệt tình như vậy. Anh không biết đấy thôi, vừa rồi có thư tố cáo phòng tổ chức các anh, đám nhân viên của chúng tôi đã say máu như gà trọi. Phùng Thường Quốc nói đến đây thì cười nói. Ngày hôm qua nhận được đơn thư tố cáo, nói là anh tổ chức dỗ 10 năm cho cụ nhà thu được không ít tiền mừng. Tôi đọc qua và ném vào sọt rác, người kia căn bản là không biết xấu hổ, bác trai đang còn sống sờ sờ, sao lại có người nham hiểm nói ra như vậy? Chương 1189, Nguyễn Như Tùng Xanh đứng giữa núi đá. Sau khi nghe Phùng Thường Quốc nói như vậy thì Long Điền Hỉ thật sự nổi giận. Bây giờ gửi đơn thư tố cáo chỉ mất 8 phân tiền mua tem, rất nhiều người vì vậy mà tung tin đồn thất thiệt.
Nhưng Long Điền Hỉ cũng biết, cũng không phải đại đa số mọi người tin vào những tin đồn như vậy. Sau khi trao đổi ý kiến với Phùng Thường Quốc, Long Điền Hỉ cuối cùng cũng phải đi đến phòng làm việc của trưởng phòng Lục Trạch Lương. Dù sao thì chuyện này không thể kéo dài quá lâu, nếu như mình có thể làm cho hai vị lãnh đạo hạ bậc thang thì căn bản là công đức vô lượng. Long Điền Hỉ đi vào phòng thì thấy trưởng phòng Lục đang viết chữ. Tuy vóc dáng của trưởng phòng Lục căn bản là không quá tốt, thế nhưng chữ viết lại có gân cốt, không ít nhà thư pháp ở thành phố Đông Hồng gọi chữ của Lục Trạch Lương đạt đến trình độ bậc thầy thư pháp. Tuy lời tán thưởng kia căn bản có 8 phần nịnh hót, thế nhưng tóm lại thì chữ của Lục Trạch Lương căn bản là không tệ. Khi trưởng phòng Lục viết chữ thì căn bản là không nên quấy rầy. Long Điền Hỉ biết rõ quy củ này, thế nên đứng bên cạnh chờ trưởng phòng Lục viết xong. Trưởng phòng Điền Hỉ, anh xem tôi ghi hai chữ này thế nào? Lục Trạch Lương đặt bút lông trong tay xuống, sau đó mỉm cười hỏi Long Điền Hỉ. Thanh Tùng, Long Điền Hỉ nhìn hai chữ lớn kia mà trong lòng chợt bùng lên cảm giác xấu. Hai chữ này nhìn qua căn bản là rất đẹp, thế nhưng Long Điền Hỉ hiểu ý nghĩa của hai chữ này, hắn cảm thấy mình đến không đúng lúc. Trưởng phòng, chữ của ngài lại cầu tiến, tôi trước kia còn hy vọng học tập ngài một chút, thế nhưng chỉ cần được phân nửa công lực của ngài thì quá tốt rồi. Bây giờ xem ra trình độ của tôi càng ngày càng kém xa. Long Điền Hỉ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Ha ha ha, trưởng phòng Điền Hỉ quá khích lệ rồi, nếu anh thích thì tôi sẽ tặng cho anh. Lục Trạch Lương chỉ về phía hai chữ trên bàn rồi nói. Trình Viên Lệ uống ly cà phê mà thư ký của mình vừa đưa đến, thế nhưng trong lòng lại nghĩ về phần tài liệu mà Vương Tử Quân đưa cho mình. Nội dung tài liệu không quá nhiều, vẫn liên quan đến phương diện tăng cường và đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng dịch. Trình Viên Lệ rất có hứng thú khi làm tốt quan hệ với vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng nàng căn bản không rõ vì sao đối phương lại bỏ nhiều công sức cho công tác vệ sinh phòng dịch thế này. Không phải cảm thấy hệ thống y tế có nhiều mỹ nữ đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng thì không khỏi làm cho Trình Viên Lệ nở nụ cười, nói gì vậy chứ? Với vị trí của Vương Tử Quân, nếu như thích mỹ nữ thì cũng không cần tốn nhiều tâm tư đi tìm. Chỉ cần hắn để lộ ra ý nghĩ như vậy, căn bản có hàng trăm mỹ nhân xếp hàng chờ đợi. Nghĩ đến Vương Tử Quân thì tâm tư của Trình Viên Lệ lại thay đổi, nàng nghĩ đến những mâu thuẫn đang phát sinh giữa Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương. Chuyện này thì nàng cảm thấy tuy Lục Trạch Lương có quyền phê duyệt văn kiện và lập hồ sơ thẩm tra cán bộ, thế nhưng nếu anh nắm lấy nó để bóp cổ người ta thì không nên chút nào. Nhưng Vương Tử Quân cũng không phải là người lương thiện, bây giờ đang làm cho đám cán bộ của phòng tổ chức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nếu như sự kiện này bày ra trên người của Trình Viên Lệ, nàng đã sớm xử lý cho xong, không tiếp tục dây dưa. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Viên Lệ nhìn vào dãy số gọi đến, trong lòng thầm nghĩ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nàng cầm lấy điện thoại rồi nở nụ cười vui vẻ nói. Bí thư Tử Quân, anh gọi điện thoại cho tôi có chỉ thị gì không? Cũng không dám có chỉ thị, thế nhưng mong Chủ tịch Trình xem xét ý kiến của người bạn của tôi. Chị là chuyên gia, cũng là người chủ đạo, cũng là người trực tiếp xử lý vấn đề. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy rất bức thiết, thế nhưng mở miệng lại cực kỳ khách khí. Trình Viên Lệ cười ha hả nói. Bí thư Tử Quân quá khách khí rồi, tài liệu anh đưa đến căn bản là cực kỳ phù hợp với tình hình thực tế. Tôi đã giao cho ban thư ký trao chút lại, sau đó đưa lên cho chủ tịch Trử để đòi tiền. Vương Tử Quân nghe thấy lời nói của Trình Viên Lệ thì thở dài một hơi, dù sao bây giờ hắn không ra mặt cũng tốt hơn. Trình Viên Lệ đi tìm chủ tịch Trử Vận Phong về phương diện vệ sinh phòng dịch thì căn bản không có gì là quá khó khăn. Chủ tịch Trình ra tay thì căn bản là kết quả tốt đẹp, nhưng này chị Trình, nếu cứ để cho tỉnh phải bỏ tiền thì căn bản cũng không hay. Không bằng vẫn giữ hình thức như vậy. Thế nhưng yêu cầu tỉnh bỏ ra bao nhiêu tiền, thành phố bỏ ra bao nhiêu tiền, như vậy cũng không làm cho chị cảm thấy khó khăn. Ý kiến của Vương Tử Quân làm cho hai mắt Trình Viên Lệ chợt tỏa sáng, nàng thầm nghĩ nếu để cho địa phương bên dưới chịu trách nhiệm một phần về tài chính, như vậy đòi tiền của Chủ tịch Trử Vận Phong sẽ đơn giản hơn một chút. Tuy nàng không phải là người quản về tài chính, thế nhưng cũng biết khó động vào tài chính trong tỉnh, thế nên đòi ít tiền thì kết quả sẽ cao hơn. Chỉ thị của Bí thư Tử Quân căn bản luôn giải quyết được vấn đề khó khăn của tôi. Đúng rồi, Bí thư Tử Quân, chuyện kia thế nào rồi? Trình Viên Lệ nói rồi dùng giọng quan tâm tiếp tục lên tiếng. Trưởng phòng Lục đến bây giờ vẫn có vẻ khá bướng bỉnh.
Lục Trạch Lương luôn kiên quyết làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó tưởng, nhưng đối phương kiên quyết thì mình cũng có nhiều thời gian. Quá trình phản kích Lục Trạch Lương đã được bắt đầu, lúc này Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cực kỳ đoàn kết, đám người tổ giám sát chấp pháp lại giống như công thần, dù là đi đến nơi nào cũng xông pha cực kỳ khí thế. Nhất trí đối ngoại và đoàn kết chính là hai pháp bảo thông thiên, thông qua chuyện này Vương Tử Quân lại có được những kinh nghiệm quý báu. Sau khi hàn huyên thêm hai câu với Trình Viên Lệ, Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống. Trình Viên Lệ là một người phụ nữ có dã tâm, những người phụ nữ như thế này làm việc căn bản còn cẩn thận hơn cả đàn ông. Lúc này hoạt động đả kích mua bán động vật hoang dã, đặc biệt là cầy hương và tăng cường vệ sinh phòng dịch đang được tiến hành khá mạnh, Vương Tử Quân làm như vậy xem như cũng đã thoải mái lương tâm. Sau đó sự việc phát sinh thế nào thì căn bản không thể vì chút động tác của hắn mà thay đổi được, cũng không phải là hắn có thể tiên đoán được. Khi Vương Tử Quân thầm suy tư xem có nên đặt thêm chút lực vào phương diện nào khác hay không, điện thoại trong phòng làm việc của hắn chợt vang lên. Hắn nhận điện thoại, chợt nghe thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành cười nói. Chào bí thư Tử Quân, tôi là Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành tuy là người có vị trí xếp sau Vương Tử Quân trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng đối phương là tâm phúc của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nên lực ảnh hưởng vẫn mạnh hơn Vương Tử Quân. Thế nên Vương Tử Quân căn bản là không bao giờ tình nguyện đắc tội với một vị thư ký trưởng gặp ai cũng tươi cười hớn hở, có thể níu kéo quan hệ thì căn bản không bao giờ chối từ. Chào thư ký trưởng, lãnh đạo ngài gọi điện thoại cho tôi có phải là có chỉ thị gì không? Vương Tử Quân nói đủ cho thấy quan hệ giữa hai người tốt đẹp thế nào. Ha ha, cũng không dám chỉ thị, là thế này, chiều nay bí thư Diêu sẽ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức của Viện Kiểm sát. Tôi trưng cầu ý kiến của anh. Để xem nên cho vị lãnh đạo nào của bí thư ủy ban tư pháp đi cùng. Đào Nhất Hành mặc dù mở miệng giống như nói về một sự kiện bình thường, thế nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Đào Nhất Hành vẫn nghe được chút hương vị khác thường. Siêu Trung Tắc là phó bí thư chuyên trách, có thể nói là nhân vật quyền lực thứ ba trong tỉnh Nam Giang. Bây giờ vào thời điểm mấu chốt lại đến kiểm tra công tác của Viện Kiểm sát, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là xem xét công tác tổ chức của đơn vị là thế nào. Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn không khỏi nghĩ đến Lục Trạch Lương. Hắn và Diêu Trung Tắc từng giao thủ với nhau, sao không biết Diêu Trung Tắc định làm gì? Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Chiều nay tôi có một hội nghị cần phải tham gia, cũng không thể đi cùng bí thư Diêu được, thế nên để cho bí thư Phùng đi cùng lãnh đạo. Điều này cũng tốt. Đào Nhất Hành nói thêm vài lời thân cận, sau đó đột nhiên thay đổi chủ đề. Bí thư Tử Quân. Có một số việc quá cứng nhắc cũng không được. Đào Nhất Hành cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời mà nhanh chóng cúp điện thoại, rõ ràng lời nói vừa rồi căn bản không chờ câu trả lời của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân suy xét ý nghĩ lời nói của Đào Nhất Hành, hắn chợt nở nụ cười nhàn nhạt. Ồ ột ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, Phùng Thường Quốc đi cùng với Phó Bí Thư Diêu kiểm tra công tác tổ chức của Viện Kiểm sát đã quay về. Sau khi Phùng Thường Quốc đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi đi theo Bí thư Diêu đến kiểm tra công tác tổ chức của Viện Kiểm sát, Bí thư Diêu căn bản không hài lòng với một số công tác của Viện Kiểm sát. Vương Tử Quân không nói lời nào, chỉ nhìn Phùng Thường Quốc. Lúc này Phùng Thường Quốc hít vào một hơi rồi nói tiếp. Bí thư Diêu yêu cầu cơ quan Viện Kiểm sát nhất định phải dùng cho tốt quyền lợi trong tay mình, quyền lợi và trách nhiệm phải tương xứng với nhau, cần phải đả kích xử lý thật nghiêm những hành vi trái pháp luật. Thế nhưng cũng phải nghiêm trị những hành vi tùy ý sử dụng quyền lợi. Diêu Trung Tắc nói không vượt quá dự đoán của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Diêu Trung Tắc lần này đi đến Viện Kiểm sát chủ yếu là vì hỗ trợ cho Lục Trạch Lương, chỉ thị của Diêu Trung Tắc rõ ràng là muốn xóa đi tất cả trợ lực của mình. Chưa nói những thứ gì khác, chỉ sợ vì câu nói của Diêu Trung Tắc mà Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng sẽ bị nhiều trói buộc. Nếu Bí thư Diêu đã yêu cầu như vậy, cứ để cho kiểm sát trưởng Kim nghiêm khắc thực hiện chỉ thị của lãnh đạo. Phùng Thường Quốc mặc dù đã từng nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nghe mà vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì như vậy làm cho một cuộc chiến đang mạnh mẽ trở nên lụi tàn. Nhưng không lụi tàn thì làm sao được, đừng nói với hắn là Bí thư Vương căn bản không còn cách nào khác. Bí thư Vương, tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của anh với Viện trưởng Kim. À, đúng rồi. Anh nói cho Viện trưởng Kim biết, giai đoạn trước đã điều tra được những gì, nếu đủ thì nên lập án, nhất định phải theo đúng pháp luật, chấp hành phải nghiêm, không nên cho cá lọt lưới.
Vương Tử Quân nhìn thấy Phùng Thường Quốc muốn đứng lên thì nhanh chóng phân phó. Chấp hành phải nghiêm. Phùng Thường Quốc có chút sững sờ, ngay sau đó thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ đốc thúc anh Kim nhanh chóng tiến hành. Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định lên tiếng thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, có chút sững sốt, sau đó chợt cười nói. Chào bác Lâm. Phùng Thường Quốc nhìn bộ dạng trịnh trọng của Vương Tử Quân, biết người gọi đến không phải bình thường, nếu là điện thoại tư nhân thì mình ở lại không quá ô ốt. Thế nên hắn nói một câu với Vương Tử Quân, sau đó đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đến cửa thì chợt nghe Vương Tử Quân có nói một câu thế này. Bác Lâm, không phải bác đang nói đùa đấy chứ? Phùng Thường Quốc nhìn bộ dạng trịnh trọng của Vương Tử Quân, thế nên biết người gọi điện thoại đến căn bản không phải là tầm thường. Nếu là điện thoại tư nhân thì hắn càng không nên ở lại. Thế nhưng khi đi đến cửa thì nghe thấy Vương Tử Quân dùng giọng kinh dị nói một câu như vậy. Tuy Vương Tử Quân đang có cảm giác không tốt, thế nhưng Phùng Thường Quốc vẫn nghe thấy có chút khiếp sợ trong lời nói của Bí Thư Vương. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ có chuyện gì làm cho Bí Thư Vương kinh ngạc như vậy. Phùng Thường Quốc liên tục có nhiều ý nghĩ, thế nhưng dù thế nào cũng cảm thấy không đúng, nên đặt suy đoán vào trong lòng. Thầm nghĩ chuyện thiên hạ là như vậy, trời sắp mưa gái lớn muốn lấy chồng, những chuyện không phải là của mình thì cứ mặc kệ. Chính mình bây giờ nên đi thông báo chỉ thị của Bí Thư Vương cho Viện trưởng Kim. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của mình, Phùng Thường Quốc pha cho mình một ấm trà, sau đó chuẩn bị gọi điện thoại cho Kim Bồng Vẫn, nhưng hắn còn chưa kịp gọi điện thoại thì điện thoại của mình đã đổ chuông. Phùng Thường Quốc nhìn thoáng qua dãy số điện thoại gọi đến, sau đó vội vàng nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Phùng Thường Quốc. Bí Thư Phùng, tôi vừa mới nói với anh đã nói với Viện trưởng Kim chưa? Giọng nói của Vương Tử Quân truyền đến, rất trầm thấp giống như có vài phần hưng phấn. Bí Thư Vương, tôi đang chuẩn bị truyền đạt cho Viện trưởng Kim. Trái tim của Phùng Thường Quốc treo trên không đã hạ xuống, hắn vội vàng trả lời. Cũng không cần truyền đạt nữa, anh nói với Viện trưởng Kim, nói là chuyện này dựa theo chỉ thị của Bí Thư Diệp. Đồng thời anh thông báo cho tổ giám sát chấp pháp, yêu cầu trong thời gian này bọn họ đặt trọng điểm lên phương diện thu phí tiểu học không đúng và đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã. Phùng Thường Quốc mở miệng đồng ý, thế nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì sao vậy? Vì sao Bí Thư Vương lại rút lui? Chương 1190, tính trước kỹ càng. Vương Tử Quân cho ra chỉ thị, được Viện Kiểm sát chứng thực rất tốt. Không, phải nói là cực kỳ nhiệt tình chứng thực. Dù sao thì nhìn từ vài phương diện, cứ mãi kéo nhân viên của phòng tổ chức đi hỗ trợ điều tra cũng làm cho nhân viên kiểm sát cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy đám người của phòng tổ chức bị kéo đi hỗ trợ điều tra chỉ là cán bộ cấp cục, hơn nữa chỉ là cán bộ chính khoa, thế nhưng phòng tổ chức là ban ngành gì? Rõ ràng là những người có ảnh hưởng đến tương lai chính trị của kẻ khác. Tuy đám người kia có cấp bậc không cao, thế nhưng bọn họ có năng lượng rất lớn. Biết đâu đến khi anh được đề bạt. Nếu bọn họ muốn làm xấu chuyện của anh, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi, thế nên cũng không ai muốn kéo cho mình một nhóm kẻ địch như vậy. Lúc này thì quá tốt, căn bản không cần xen vào, không phải cuộc chiến giữa hai vị đại thần đã kết thúc rồi sao? Đám cán bộ cấp dưới cảm thấy rất vui sướng, từng cặp mắt đều nhìn về phía văn phòng tỉnh ủy, muốn xem đã phát sinh những chuyện gì. Tất nhiên đám cán bộ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy càng nghị luận mạnh mẽ hơn. Khi Phùng Thường Quốc truyền chỉ thị của Bí Thư Vương, nhiều người chợt sinh ra cảm giác vui mừng. Bí Thư Vương hạ lệnh thu binh, điều này nói rõ đã đạt thành hiệp nghị với trưởng phòng tổ chức. Hiệp nghị gì, còn là hiệp nghị gì nữa? Chính là hồ sơ đề bạt của nhân viên Ủy ban Tư pháp đã được thẩm tra. Tuy sự việc lần này làm cho người ta sinh ra cảm giác sung sướng, thế nhưng đối với đa số cán bộ thì sự kiện đám người kia có được đề bạt hay không cũng không quan trọng như vậy. Chưa nói đến phương diện có một đám người đang chờ đợi ở bên dưới, dù là những người không được đề bạt trong giai đoạn lần này cũng cảm thấy vui mừng. Vì sao thì đám người kia chưa được thông qua hồ sơ thẩm tra, nếu có chút vấn đề thì cũng rất hay, vì bọn họ còn có hy vọng với những vị trí còn đang chống kia. Nhưng ba ngày sau thì tất cả hy vọng của đám cán bộ Ủy ban Tư pháp bị phá tan. Chủ nhiệm văn phòng thông báo phòng tổ chức vẫn chưa có ý thẩm tra hồ sơ. Lúc này đám cán bộ Ủy ban Tư pháp ý thức được ý nghĩ của mình là quá tốt, đối phương căn bản không có ý giải quyết sự việc trong hòa bình.
Một vài người đa mưu túc trí bắt đầu lên tiếng nói này nọ, một đám người ngu si thì ồn ào muốn gặp Bí thư Phùng. Dù bọn họ biết cuối cùng vẫn chỉ là Bí thư Vương mới có thể giải quyết được, thế nhưng bọn họ căn bản không dám đi ồn ào với Bí thư Vương. Lúc này vài cán bộ phụ trách văn phòng ủy ban tư pháp đều đến phòng làm việc của Phùng Thường Quốc, tuy đám người đều biết rõ điều gì đang diễn ra, thế nhưng không ai dám mở miệng, nếu không thì nước miếng của người khác cũng đủ làm cho bọn họ chết đuối. Các anh có chuyện gì thế này? Phùng Thường Quốc mặc dù biết đám người này đến làm gì, thế nhưng hắn lại cố ý trầm giọng hỏi. Dù sao thì thái độ như vậy cũng làm cho hắn ở trên vị trí chủ động. Đám người phụ trách trong văn phòng ủy ban tư pháp tuy đến với khí thế rất mạnh, thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Phùng Thường Quốc thì lại không ai muốn làm chim đầu đàn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau vài lượt, sau đó ánh mắt rơi lên người chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long. Vu Trường Long cúi đầu, hắn không muốn nói, vì đi cùng là một chuyện nhưng phản ánh với lãnh đạo lại là một chuyện khác. Nhưng ánh mắt của Phùng Thường Quốc sau khi rơi lên người hắn, hắn càng không thể không lên tiếng. Bí thư Phùng, chúng tôi đến đây là muốn hỏi, khi nào thì có văn kiện đề bạt những cán bộ trong đơn vị? Vu Trường Long xoa xoa tay, hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thản thêm một chút. Hắn nhìn gương mặt Phùng Thường Quốc, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Văn kiện khi nào được đưa xuống thì đó là chuyện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Chủ nhiệm Vu, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh vào lúc này chính là làm tốt công tác của mình. Vu Trường Long nhìn bộ dạng giải quyết việc chung của Phùng Thường Quốc, hắn chợt cảm thấy lo sợ. Tuy đám người bọn họ cùng đi với nhau, thế nhưng hắn biết rõ nếu như Phùng Thường Quốc mở miệng phê bình, căn bản sẽ không có ai đứng ra nói đỡ cho mình. Vu Trường Long nhìn qua bốn phía, hắn thông minh lựa chọn phương án rời đi, tình hình bây giờ căn bản là không tốt với hắn, không nói thêm lời nào là tốt nhất. Thật ra lúc này Phùng Thường Quốc cũng cảm thấy có chút e sợ, hắn dù sao cũng không phải là lãnh đạo đứng đầu của đơn vị. Mặc dù hắn là phó bí thư thế nhưng cũng không dám mở miệng đắc tội với thủ hạ của mình, đặc biệt là đối với những thành viên cấp 2 của ban ngành ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Hắn còn cần phải dựa vào người để làm việc, nếu như hắn đắc tội với mọi người, như vậy một phó bí thư như hắn sau này cũng khó thể nào triển khai mở rộng công tác. Phùng Thường Quốc thấy mình đã dọa được Vu Trường Long. Thế là hắn cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nhìn qua đám người bốn phía rồi nói tiếp. Các đồng chí có tâm tư cầu tiến là rất tốt, Bí thư Vương cũng quan tâm đến chuyện của các vị. Các anh cứ yên tâm, những gì mà chúng ta nên có được, phòng tổ chức sẽ không thể nào không thông qua. Nhưng tôi hy vọng các đồng chí không vì những nguyên nhân thế này mà trễ nải công tác của mình. Nếu như cuối cùng vì những nguyên nhân nào đó mà điều chỉnh nhân tuyển, đây là sự kiện mà tôi không muốn được thấy. Bí thư Vương cũng không muốn thấy. Phùng Thường Quốc nói ra một lời vừa đấm vừa xoa, xem như đẩy đám người kia đi. Thế nhưng Phùng Thường Quốc cũng thầm cảm khái, thầm nghĩ sự kiện này căn bản không thể nào yên được. Phùng Thường Quốc mở cặp văn kiện của mình ra, hắn có chút do dự, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy sự kiện này Bí thư Vương căn bản không nghe thấy được, thế nhưng đám người phụ trách văn phòng đã đến tìm mình không thể nào ngậm miệng che giấu mãi được. Giang Vĩ, Bí thư Vương có ở trong phòng không? Khi Du Giang Vĩ đứng lên khỏi ghế thì Phùng Thường Quốc trực tiếp hỏi. Du Giang Vĩ cũng hiểu Phùng Thường Quốc đến tìm Vương Tử Quân là vì điều gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía sau đó khẽ nói. Bí thư Vương đang xem văn kiện trong phòng. Tâm tình của Bí thư Vương thế nào? Phùng Thường Quốc nghĩ đến những phương diện mà mình cần phản ánh, thế là dùng giọng có chút không yên hỏi. Dù sao thì Phùng Thường Quốc cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bí thư Vương có tâm tình rất tốt. Du Giang Vĩ nói đến đây thì có chút do dự. Bí thư Phùng, nếu như sự việc kia căn bản không quá quan trọng, tôi cảm thấy bây giờ ngài không nên đến làm phiền Bí thư Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.